Thế giới hoàn mỹ tập 204, đệ nhị thiên hạ thuyết minh tại kênh youtube Di các Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Thiên quân vạn mã xông vào tuyệt địa. Đây cũng không phải là lời nói xuông mà đã trở thành sự thật. Đại quân của dị vực nhằm về phía rừng rậm thiên thú, chuẩn bị vây kín một vài nơi trọng yếu. Từ động tác này thì có thể thấy được sự lo lắng của bọn họ. Hy vọng có thể tìm thấy thạch hạo thật nhanh và cướp đi dương gỗ mục. Mười mấy đội ngũ chia nhau ra và tiến vào trong khu rừng núi ấy thực lực của dị vực rất hùng hậu thế nhưng cũng không hề dám để cho toàn bộ đại quân tiến vào trong tuyệt địa chỉ có thể tuyển ra một số người tiến vào săn bắt mà thôi bởi vì vạn nhất xảy ra bất chắc gì đó thì không thể nào chịu đựng nổi dị vực tuy mạnh thế nhưng cũng chưa đạt tới mức một tay che trời nếu không những nơi như mai táng vực rừng rậm thiên thú biển mây mất di thổ tiên ra làm sao sẽ trở thành cấm địa không ai dám tùy tiện đặt chân vào chứ Trước kia cũng từng có người ngông cuồng ngạo mạn, mang theo rất nhiều cường giả sông vào một ít tuyệt địa, kết quả một đi không trở lại, không thể trở về nữa. Nhưng chuyện này, ai ai cũng biết cả. Đương nhiên, chuyện này có liên quan tới việc bất hủ không cách nào qua bên này được. Bên trong rừng rậm thiên thú, Thạch Hạo đứng yên tại chỗ thật lâu, đồng thời kiểm tra thật cẩn thận. Tóc gái không ngừng dựng đứng, đó là cây cổ thụ gì thế? Cành câu khô héo nhưng lại có loại sức mạnh như vậy. Thiên thử, bà lão. Ai chẳng phải là cao thủ siêu cấp cảnh giới độn nhất, thế nhưng lại bị xuyên thủng một cách dễ dàng, quá khiếp người. Phần lớn mọi người đều bỏ mạng, chỉ có những tu sĩ thuộc cảnh giới độn nhất mới lưu lại được thân thể, vừa đi vừa khấu đầu và biến mất trong rừng rậm. Ao luân hồi kia là thứ gì? Chẳng lẽ rừng rậm thiên thú này là một ngôi nhà giam ư? Thạch Hạo cau mày, ở nơi này có quá nhiều sự vật khó hiểu, quá mức nguy hiểm. Thạch Hạo liếc nhìn về phía rừng rậm đằng trước, luôn cảm thấy nơi đó rất mơ hồ không thể nhìn thấu. Vậy cây khô kia cắm rễ ở chỗ nào? Hắn hít sâu một hơi, rồi tiến bước về trước, muốn xem rõ ràng mọi chuyện. Nhưng mà, cùng với sự tiến lên của hắn, thì lại không cách nào cảm ứng được chút dị thường nào, khu vực này quá yên bình, thậm chí sau khi Thạch Hạo vượt qua trăm dặm thì cũng chẳng hề nhìn thấy cây khô kia đâu. Chuyện quái gì thế này, cây cổ thụ có thể xuyên thủng thiên thử ở nơi nào? Đã tiến sâu vào như vậy rồi mà cũng chẳng thể cảm ứng được khí tức của nó. Thạch Hạo bình tĩnh trở lại, rồi đứng yên tại chỗ hắn tỏa ra thần thức tập trung cảm ứng cao độ hòng tìm ra cây kia đang ở đâu bởi vì hắn biết cốc cây này chắc chắn đã phát hiện ra hắn từ sớm có nó thần thông quảng đại như vậy ngay cả một con thiên thử cũng bị một đòn đâm xuyên thì đủ chứng minh sự siêu nhiên của nó hắn muốn kết nối thử xem sao hả thạch hạo tập trung tinh thần cao độ cẩn thận cảm ứng thì cũng chẳng có chút hiệu quả nào mãi cho tới khi trong lòng hiện lên dáng vẻ của cành khô kia thì trở sinh ra cảm ứng phát giác được điểm khác thường Trời ơi, lẽ nào cũng giống như là An Lan, Du Đà phải gọi tên hoặc là suy nghĩ tới pháp tướng của nó như vậy mới hiện ra thần uy. Vẻ mặt của Thạch Hạo trở nên nghiêm túc. Lúc này hắn cảm thấy sợ hãi, nơi ngực khó chịu, linh hồn như muốn thoát ra khỏi thân thể. Chuyện này rất nghiêm trọng, hắn đã là tu sĩ cảnh giới hư đạo, kết quả khi suy nghĩ tới một cây cổ thụ thì chợt có phản ứng như vậy, quá đáng sợ. Cuối cùng, Thạch Hạo bay lên trời cao, rồi lặng lặng phóng tầm mắt nhìn tới mơ hồ hắn thấy được một gốc cây nằm ở ngoài mấy trăm dặm im lặng cắm rễ nơi ấy thạch hạo rời đi không hề dừng lại bởi vì vào lúc này hắn chợt sinh ra một dự cảm vô cùng xấu tâm thần thiếu chút nữa trầm luân cây khô kia không thể chạm tới được nếu không sẽ rước lấy đại họa sát thân trong suốt hai ngày sau đó vẻ mặt của thạch hạo cực kỳ khó coi hắn ý thức được một nguy cơ to lớn đang giáng lâm bởi vì hắn đã gặp phải mấy đội ngũ đối phương và huyết chiến để gian nan mới bỏ chạy được chuyện này cũng bởi vì hắn gặp phải hầu như đều là tu sĩ cảnh giới chảm ngã chỉ cao hơn hắn một cảnh giới mà thôi sinh linh của dị vực biết thiên phú của hắn cực cao tuy rằng còn trẻ thế nhưng thực lực lại xuất chúng nếu phái tu sĩ bình thường tới thì chắc chắn không phải là đối thủ của hắn thế nhưng nếu phái ra tu sĩ độ nhất cảnh thì chắc chắn sẽ phải chịu lấy tổn thất nặng nề bởi vì đây là rừng rậm thiên thú bất luận một người nào tiến vào thì đều có khả năng bị chết cũng không thể quay ra được cho nên dị vực rất quan tâm tới những nhóm người được điều đi thực lực mạnh mẽ thế nhưng cũng không quá bất hợp lý sinh linh hư đạo cảnh chỉ là phụ và cảnh giới chảm ngã mới là chính còn cảnh giới độn nhất thì cũng chỉ có vài cường giả dẫn đội mà thôi thạch hạo trải qua mấy cuộc huyết chiến nên đã bị thương nặng hắn một đường lưu vong càng ngày càng cảm thấy tình hình không ổn lắm hắn liên tục đột phá vòng vây thì phát hiện được những phương hướng quan trọng đều có những nhóm người tiến vào bố trí những thiên la địa võng Tuy rằng rừng rậm này vô cùng mênh mông thế, nhưng dị vực đã quyết tâm muốn khóa kín lại vùng núi này. Nơi này nguy hiểm quá, có lẽ ta nên âm thầm quay trở lại, đào tàu từ phía bên kia dãy núi thần dược. Thạch hạo lầm bẩm Hắn trải qua hết trận chiến này tới trận chiến khác, liều mạng với một vài tu sĩ chàm ngã cành, trước khi đại tu sĩ cảnh giới độ nhất tới thì tăng tốc bỏ chạy. Bị chặn rồi, thạch hạo trốn ở trong rừng sâu, hít một hơi, rồi bất đắc dĩ nói vậy. Phương hướng dẫn tới dãy núi thần dược, đã không phải là con đường an toàn nữa dị vực đã tới quá nhiều người và phong tỏa khu vực này các ngươi nếu đã điên cuồng như vậy đã điều động tới nhiều cao thủ như thế ta sẽ chơi lớn một lần với các ngươi thạch hạo lạnh giọng nói hắn không thèm đếm sửa gì nữa trốn thẳng về một phương hướng bởi vì hắn ý thức được mỗi một lần vị trí của hắn bại lộ thì mười mấy đội ngũ phân tán trong rừng rậm thiên thú sẽ điều chỉnh phương hướng đồng loạt bọc đánh lấy hắn những người này nắm giữ pháp khí kỳ dị có thể cảm ứng lẫn nhau có thể báo tin nhanh chóng cho người mình rằng hoang đang trốn tới phương nào khốn nạn bên ngoài rừng rậm thiên thú mấy ông lão của dị vực hết sức tức giận bởi vì vừa nãy bọn họ nhận được tin tức trong hai ngày qua đã tổn thất một nhóm cao thủ tinh anh đội ngũ đầu tiên đã bị diệt sạch không một ai có thể sống sót được bởi vì đã không thể liên lạc với bên ngoài nữa bọn họ không biết đó là do cây khô kia giết chết chắc chắn tên nhóc kia không thể có bản lĩnh này được hẳn là đã gặp phải thiên thú đáng sợ nào đó Tiếp đó lại có tin tức truyền tới, một vài nhân vật quan trọng trong đội ngũ thuộc cảnh giới hư đạo đã bị đánh giết, cao thủ cảnh giới chảm ngã cũng bị tập kích, tổn thất không ít. Tiểu công tử của cửu đầu kỳ tộc cũng đã bị giết, trong vòng 10 chiều đã bị hoang đánh gục và đâm nát chín cái đầu lâu, nắm giữ chín mạng cũng không thể bảo vệ được mình. Một ông lão nói, đây là một chuyện vô cùng nghiêm trọng, tiểu công tử của cửu đầu kỳ tộc được nhận định là người có tiềm lực cực lớn, thân phận cực kỳ cao quý, bởi vì xuất đạo muộn, chưa kịp đi cạnh tranh khiêu chiến, để tiến vào bảng cao thủ. Thế nhưng có người cho rằng, chỉ cần cho hắn thời gian thì danh hiệu của hắn chắc chắn sẽ chuyển khắp dị vực. Nhưng mà, một người trẻ tuổi có tiềm lực vô cùng như vậy lại bị hoang giết chết. Ai cho hậu bối của cừu đầu kỳ tộc vào trong vậy hả? Không phải đã nói, hoang rất nguy hiểm mà một ông lão cả giận nói. Kỳ tài ngút trời như vậy chết đi là một tổn thất cực kỳ to lớn, hắn cũng từng được cho rằng trong tương lai, sau này, sẽ là một trong những hạt giống để trở thành bất hủ. Hắn nói rằng muốn đánh bại hoang, đồng thời cũng có cường giả đi theo, nhưng không nghĩ rằng chính hắn lại gặp phải chuyện bất ngờ này. Một trung niên bi vẫn nói, hắn chính là trưởng lão của cừu đầu kỳ tộc. Tất cả mọi người đều hiểu, tiếng tăm của hoang quá lớn, đã giết nên uy danh hiển hách trong thế hệ trẻ tuổi dị vực. Thế nhưng cũng có một vài thiên tài không phục, đặc biệt là một vài kỳ tài vừa mới ra khỏi cổ địa của chính mình thì sẽ càng là như vậy, ai cũng muốn đánh bại hoang, một trận chiến thành danh. Báo, không tốt rồi, Tề Luân Thiên Vương chết trận, đã bị hoang giết lại thêm một tin tức xấu chuyển tới trước đây không lâu người xếp thứ ba trong 10 cao thủ thế hệ trẻ tuổi của dị vực là tề luân đã gặp phải hoang sau đó thì bị chém bay đầu bỏ mạng trong rừng rậm thiên thú cái gì tề luân tiến vào khi nào vậy ai chưa tiến vào một ông lão khác nổi giận là một cao thủ trẻ tuổi xếp hạng thứ ba có tiềm lực cực cao được mệnh danh là thiên phương dù gì cũng là đệ tử ký danh của một vị bất hủ thế nhưng lại bị giết chết chết một cách đáng tiếc uy danh của hoang sớm đã chuyển từ lâu vì sao phải đưa người trẻ tuổi của cửu đầu kỳ tộc vào chứ có một vài ông lão lạnh lùng nói không ai trả lời bởi vì đáp án vẫn là như trước kia tề luân cũng không phục nên đã lèn vào rừng rậm thiên thú hỏng giết chết thạch hạo kết quả lại nhận lấy kết cục đáng thương như vậy đúng là sỉ nhục mà mười cao thủ trẻ tuổi vương tộc lại bị một người giết chết hơn nửa vậy thì còn mặt mũi nào nữa chứ một ông lão nhịn không được giết lên trận chiến ở sa mạc lần trước kia võ thiên vương một trong những cao thủ thuộc mười đại cao thủ trẻ tuổi vương tộc đã bị người giết chết có thể nói uy danh của thạch hạo đã uy chấn thế hệ trẻ tuổi dị vực tất cả mọi người đều muốn trừ khử hắn mà trong thế hệ trẻ tuổi lại luôn có khúc mắc hy vọng người cùng thế hệ mình sẽ có người đứng ra giết chết hắn đặc biệt là một vài kỳ tài vừa mới rời khỏi cổ địa của gia tộc mình và cần chiến tích để xếp lại vị trí thì bọn họ lại càng muốn giết chết thạch hạo hơn Tiền luôn có thể nói là một cao thủ trẻ tuổi xếp hạng cao nhất tính tới hiện tại đã bị thạch hạo giết chết đương nhiên cũng có người cho rằng vị tiểu công tử của cửu đầu kỳ tộc kia có tiềm lực cao hơn chờ tới lúc hắn thể hiện ra tài năng của mình thì vị trí xếp hạng còn cao hơn nữa báo lại có người chạy tới bẩm báo sao đừng nói là hoang lại giết thêm một hạt giống cao thủ của giới ta nữa ông lão lạnh giọng nói dạ đúng là như vậy là người thuộc mười cao thủ trẻ tuổi người tới nhắm mắt bẩm báo lại cái gì nữa đây? Đừng nói với ta là, gần như mười đại cho thủ đều chết hết, đều bị một người giết sạch. Ta thấy, chỉ còn lại một hai người mà thôi. Ông lão này cả giận nói. Xác thật là như vậy, mười đại cao thủ gần như sắp héo tàn toàn bộ rồi. Báo, hắn vừa dứt lời, thì lại có người tới bẩm báo. Nói, theo như thống kê, Hoàng đã giết chết 23 cao thủ trẻ tuổi có tiềm lực mạnh mẽ của giới ta, đồng thời đã đánh gục 39 người cảnh giới chảm ngã. Người tới bẩm báo, đây là con số thống kê mới nhất, lập tức khiến tất cả mọi người đều cao mày. Tổn thất quá lớn. Rác rưởi, đi vào nhiều người như vậy, ngay cả cao thủ cảnh giới độ nhất cũng có mà không thể làm gì được hắn à. Rốt cuộc cũng có người bùng phát. Sớm đã đánh trọng thương hoang thế, nhưng hắn lại trơn như trạch Một đường chạy trốn, hiện giờ đã nắm bắt được hành tung của hắn rồi. Tin tưởng không bao lâu nữa sẽ có thể đánh giết được. Có người nhỏ giọng nói. Quá sỉ nhục mà, chẳng lẽ không có một người trẻ tuổi nào của giới ta có thể giết chết được hắn đại nhân trẻ tuổi của đế tộc sau khi nghe được thương vong lúc nãy thì đã tự mình xuất phát tiến vào truyền nhân của cô tộc cũng đã lên đường có người đáp hai chủng tộc như vậy thì truyền nhân của bọn họ chắc chắn khủng khiếp tuyệt đối tất cả mọi người sau khi nghe vậy thì đều thầm thở ra một hơi hạc tử minh tới rồi có người nói nhỏ rốt cuộc đã tới nghe nói sau khi giác ngộ thì đã nhận được sự chỉ điểm của chính tổ tiên hạc vô song tu thành bất diệt kinh vô thượng lần này tới đây là để giết chết hoàng có người hưng phấn nói người chuyên giết hoàng đã xuất hiện rồi mấy người này kích động bởi vì gần đây bọn họ cảm thấy có hất ức trong thế hệ trẻ tuổi lại không có một ai là đối thủ của hoang cả không thể khô nói đế quan cũng không hề yếu càng ngày càng nắm bắt được tin tức của nơi này đã tạo ra náo động cho toàn thành hoang uy vũ là thế ngay cả cao thủ hạt sống của dị vực cũng giết sạch quá mạnh mà cái gọi là mười cao thủ trẻ tuổi vương tộc gần như đã bị hắn giết sạch rồi nếu như chuyện này mà thành sự thật thì chính là một việc làm vĩ đại, đáng được ca tụng. Rất nhiều người trong đế quan hoan hô bởi vì tin tức truyền về đủ để cổ vũ lòng người nơi đây. Nghe nói, cường già trẻ tuổi của đế tộc cũng tới, cô tộc cũng có người tiến vào, thậm chí còn có một người được cho là chuyên để giết hoang nữa. Chém gió mà thôi, ta hy vọng hoang sẽ tiếp tục phát uy, giết sạch toàn bộ bọn chúng, để cho đám già của dị vực hoàn toàn tối tăm mặt mày. Từ mặt bên cạnh cũng có thể thấy được đế quan đã thành công cài cắm người mình nếu không thì tin tức cũng không thể nào truyền về nhanh như vậy được bên ngoài rừng rậm thiên thú tuy rằng có rất nhiều người kích động cùng phấn chấn cho rằng hạc tử minh nhất định có thể giết chết được hoang thế nhưng cũng có một số người không hài lòng cho lắm nếu như mấy vị trí tôn đang ở đây tự mình ra tay thì chắc chắn có thể giết chết hắn ngay tức khắc có người nói nhỏ cảm thấy lần này quá rầm rộ nên phải nhanh chóng kết thúc đã có trí tôn tới vậy vì sao không ra tay còn chờ đợi gì chứ hồ đồ nếu như trí tôn có thể tiến vào trong rừng rậm thiên thú thì còn cần phải đợi tới hiện tại à? Sớm đã mang dương gỗ mục kia về rồi. Có người cảm thán. Bên trong rừng rậm thiên thú có sức mạnh thần bí khiến trí tôn phải kiêng kỵ. Trên vòng trời có mấy bóng người đang ngồi xếp bằng. Trước sau chẳng có ai lên tiếng, bọn họ tựa như đang ngồi trong hỗn độn vậy. Những lời cãi vã bên dưới kia tựa như chẳng có chút ý nghĩa gì với bọn họ. Không ai thèm quan tâm, bọn họ chính là mấy vị trí tôn kia. Mỗi một người đều có thể bắt sao, hái trăng đầy dễ dàng hạc tử minh không nên đánh mất uy danh của tổ tiên ngươi rốt cuộc một vị trí tôn lên tiếng bởi vì nơi phương xa đang tới một người trẻ tuổi và thu hút sự quan tâm của vị trí tôn này hạc tử minh mái tóc vàng óng buông dài cả người được một vầng ánh sáng thần thánh bao phủ an lành thánh khiết có một loại khí chất siêu thoát không thể nào diễn tả bằng lời nói được bên trong cặp mắt vàng óng của hắn lấp lóe hào quang tự tin nắm giữ sức mạnh khó có thể tưởng tượng ra được từng bước huyễn diệt từ phía cuối đường chân trời chạy tới đây. Bạn đang xem Thế giới hoàn mỹ, được thuyết minh tại kênh youtube Di các Phim. Truy cập kênh youtube Di các Phim để cập nhật những video mới nhất youtube com ecab phim viết liền không giấu nhé. Tuân theo pháp chỉ, còn phải giết hoang, Hạc Tử Minh tự tin nói. Giữa bầu trời, những vị trí tôn kia cũng không nói thêm gì nữa, được hỗn độn bao phủ, bóng người càng lúc càng mơ hồ. Hạc Tử Minh, nghe nói Hạc Tổ xuất quan và chỉ điểm cho ngươi, có thật hay không? có một ông lão với ánh mắt cuồng nhiệt hỏi hắn vô cùng sùng kính hạc tổ chính xác hạc tử minh gật đầu chứng thực tin tức này hạc vô song là ai chứ không phải là đế tộc nhưng từng bước một vượt qua các sinh linh cùng thời đại không ngừng siêu thoát và cuối cùng là cao cao tại thượng hiện giờ sắp sửa sánh vai cùng với du đà an lan rồi hắn chính là nhân tài trói lóa nhất ở thời đại ấy hiện giờ sắp sửa thành vương thành tổ rồi hạc tử minh chúng ta tin chắc ngươi sẽ giết được hoang nếu như hắn bị tu sĩ độn nhất cảnh đánh gục mặc dù chúng ta xả được cơn giận này thế nhưng trong năm tháng về sau thì cũng không thể nào ngóc đầu lên được cảm thấy vô cùng tiếc nối một ít người trẻ tuổi bổ sung bọn họ hy vọng người hủy diệt đi sinh mệnh của hoang chính là sinh linh thuộc thế hệ trẻ tuổi hạc tử minh hạc tộc có trở thành đế tộc hay là không hãy để ngươi bắt đầu ngươi chính là đá thử vàng một ông lão nói đầy thâm ý chính xác theo lý mà nói thì tu vi của ngươi hiện giờ hẳn không kém đế tộc chứ có người hỏi Hạc Tử Minh được mệnh danh là người số một trong mười đại cao thủ trẻ tuổi vương tộc, thế nhưng tất cả mọi người đều biết, hắn hoàn toàn vượt xa chín người còn lại, không hề kém đế tộc. Hiện giờ, hạc tổ trong truyền thuyết kia đã xuất quan và chỉ điểm qua cho hắn, như vậy chắc chắn sẽ có điều kinh hỉ. Các vị, chờ tin tức của ta, hạc tử minh tiến vào trong rừng rậm thiên thú, hắn tràn ngập tự tin, màn sáng vàng óng che kín thân thể, mang theo mưa ánh sáng hoàng kim an lành cứ thế biến mất. Nơi sâu trong rừng rậm thiên thú, thân thể thạch hạo chẳng chịt vết rách trên thân có rất nhiều vị trí thông suốt trước sau lỗ máu chi chít xương cốt cũng không biết đã bị gãy nát bao nhiêu khúc hắn há miệng thở dốc gặp phải sự truy sát của đại tu sĩ cảnh giới độ nhất tất nhiên phải nhận lấy vết thương khủng khiếp như vậy rồi thiếu chút nữa thì hình thần đều diệt ừ. hắn ngửa đầu uống một loại bào dịch kim quang dâng trào hương thơm lan tỏa một lát sau thân thể của hắn đã được chữa trị tiếp đó là trong cơ thể vang lên những tiếng như độ giang đây chính là thần dịch mà hắn đã đạt được từ trong lòng đất của dãy núi thần dược thứ này từng dựng dục ra con trâu vàng kia. Nếu như không phải có loại bào dịch này thì Thạch Hạo sớm đã bỏ mạng rồi. Dọc theo con đường này hắn đã gánh lấy thương thế chí mạng tới mấy lần, theo lẽ thường thì hẳn đã chết đi 6-7 lần rồi. Thế nhưng mỗi một lần đều dựa vào loại thần dịch này để trèo trống, phục hồi lại như cũ. Trên thực tế, có 2-3 lần thân thể của Thạch Hạo gần như đã bị giải thể, nhưng vẫn gắng gượng thoát khỏi quỷ môn quan đám khốn khiếp này chờ sau khi ta đột phá thì sẽ làm thịt từng tên một thạch hạo lẩm bẩm đồng thời uống một hớp chất lỏng màu vàng vết thương khép lại xương cốt nối liền sau đó hắn nhanh chóng bỏ chạy hắn muốn tìm một địa phương thích hợp để tiến vào cảnh giới chảm ngã bởi vì hắn cảm thấy mình rèn luyện mài rũa đã quá đủ rồi đạo cơ sớm đã vững chắc chỉ là hiện giờ bốn phía đều là nguy cơ nên rất khó để tìm một địa điểm thích hợp hoang là ngươi phải không bỗng nhiên có người từ xa truyền âm lại Thạch Hạo đột nhiên xoay người nhìn về một phía, nơi ấy có một người đang vẫy vẫy tay với hắn, con mắt của Thạch Hạo phát ra ánh sáng lạnh lẽo, lại bị phát hiện nữa. Nhưng mà, sau đó thì hắn ngẩn người, bởi vì người đó đang mặc trang phục của đế quan. "Chúng ta tới cứu viện, lại đây mau." có người thấp giọng nói, là ngôn ngữ của Cửu Thiên Thập Địa. Thạch Hạo nghi ngờ, người của đế quan cũng tới được nơi này. Tiếp đó lại có hai người xuất hiện, giáp trụ màu đen, tay cầm chiến mâu, hoàn toàn là áo giáp của đế quan đồng thời thanh chiến mâu của một trong số người này còn dính vết máu xiên thủng thi thể của một tên dị vực tựa như vừa rất xong các người tới từ đế quan thạch hạo hỏi chính xác chúng ta có một chiếc chiến xa cổ có thể hiển hóa ra độn thuật kinh người có thể im ắng hoặc là phóng vút như bay cho nên thần không biết quỷ không hay tiến vào được nơi này hiện giờ đám người dị vực vẫn chưa phát hiện ra chúng ta một người giải thích bọn họ sở hữu một chiếc bảo xa hy thế hư không uốn lượn quả nhiên một chiếc chiến xa cổ xuất hiện rồi nhanh chóng tiến tới thạch hạo để cao cảnh giác hắn cũng không tin đây là người trong đế quan dầm nhưng mà một thi thể bị quẳng xuống dưới khiến hắn chấn động và thay đổi ý nghĩ đây là thi thể của một đại tu sĩ cảnh giới độ nhất nơi mi tâm bị xuyên thủng và bỏ mạng máu tươi vẫn đang cuồn cuộn chảy dài hiển nhiên là vừa bị giết chết xong đây là đại tu sĩ của dị vực Lửa canh giờ trước chính người này vẫn còn đang đuổi giết thạch hạo từng khiến thân thể của hắn trên năm xẻ bảy thiếu chút nữa thì bỏ mình thạch hạo nhận ra tên đại tu sĩ này khí tức chắc chắn sẽ không nhầm thạch hạo không nghĩ tới người này lại bị giết chết việc này khiến hắn thở dài một hơi rồi nhìn về phía đối diện nói nơi này quá nguy hiểm mà hắn tin chắc đây là nhóm người tới từ đế quan không nghĩ tới lại có cường già chạy tới thậm chí còn cứu viện nữa nguy hiểm thì cũng phải tới chỉ cần có thể cứu được tính mạng của ngươi thì dù cho có chết một nhóm cường già cũng đáng bên trong chiến xa xuất hiện một ông lão trong tay hắn cầm một thanh chiến kích, bên trên dính đầy máu tươi, xem ra chính là người này đã giết chết tên đại tu sĩ kia. Hả, thạch hạo ngần người, hắn vững tin đây là một vị đại tu sĩ của đế quan, bởi vì hắn từng nhìn thấy người này trên chiến trường, từng nhìn thấy hắn giết địch đầy anh dũng. Tới lúc này thì thạch hạo đã tin chắc, hẳn là không còn vấn đề gì nữa, đây là người tới từ đế quan. Chỉ vì một mình ta thì làm như vậy cũng không đáng đâu, nếu như biết rằng có nhiều người tới cứu ta như vậy thì lương tâm ta cắn rất lắm. Thạch Hạo than thở, "Đáng giá, chết nhiều người thì cũng đáng giá." Ông lão cảm khái, tiếp đó nhìn về chiếc dương gỗ mục trong tay của Thạch Hạo, nói, "Đám dị vực đều điên cuồng vì thứ này, như vậy thì chắc chắn nó rất quan trọng, vì lẽ đó, chúng ta không chỉ tới cứu ngươi, mà còn muốn đưa nó về đế quan để nhờ mấy vị trí tôn nghiên cứu." Cặp mắt Thạch Hạo sâu thẳm, gật đầu nói, "Đúng vậy ạ, vật này chắc hẳn không tầm thường đâu, có bí mật lớn lắm." Tiểu Hữu đã đạt được nó một khoảng thời gian rồi. Vậy nó có dị tượng gì không? Có biết diệu dụng ra làm sao? Ông lão hỏi. Ta vẫn chưa phát hiện ra bí mật gì của chiếc dương này cả. Thạch hạo lắc đầu. Chuyện này liên quan tới rất nhiều thứ. Lúc tiểu hữu đạt được thứ này trong vùng ách thổ kia, sau khi mộ lớn được mở ra thì chẳng lẽ không có chút điểm lành lan tỏa gợi ý hết à? Ông lão hỏi. Chuyện này. Thạch hạo nhíu mày. Đạo huynh không cần phải ấp úng làm gì. Chiếc dương này có thể là một vật rất quan trọng hay có thể nói là một uy hiếp chí mạng dành cho dị vực mau mau nói đi một người trẻ tuổi thúc giục không được vô lễ ông lão chừng hắn tiểu hữu tốt nhất chúng ta vẫn nên rời đi thật nhanh nơi này quá nguy hiểm ngoại trừ tu sĩ của dị vực ra thì vẫn còn có đám bại hoại trong đế quan nữa ông lão nghiến răng nghiến lợi nói còn có uy hiếp tới từ đế quan nữa à thạch hạo tự nhiên biết được bên trong đế quan đã có người phản bội chỉ là nàng tạm thời không tỏ thái độ mà thôi không sai đã có người nương nhờ vào dị vực chúng ta phải đi nhanh ông lão nói mời thạch hạo lên chiến xa không xong người bên kia đã đến rồi chúng ta mau lui có người ở cạnh chiến xa kinh ngạc thốt lên thạch hạo thở dài hắn cũng đã cảm ứng được phía sau bị phong tỏa có tu sĩ mạnh mẽ đang lao đến đã không còn đường lui nữa rồi đi ông lão điều khiển chiến xa tiếp đó là lao tới mang theo thạch hạo nhanh chóng rời đi không cần lo lắng chiếc chiến xa này là bảo cụ hy thế nên có thể tránh né đám bọn kia thuận lợi để trốn về lại đế quan một vị trung niên lên tiếng nói Thạch Hạo an tâm đừng lo lắng. Chiếc chiến xa này rất là nhanh, nó mơ hồ lao vút bên trong núi rừng tựa như là một bóng mờ hòa tan vào nơi đây, rất khó để bị phát hiện. Y như những người kia vừa nói, đây là một bảo cụ rất đáng nể, không chỉ sở hữu tốc độ cực nhanh mà còn có thể che giấu hành tung. Tiểu Hữu có thể cho lão phu nhìn chiếc dương này một chút được không? Ông lão kia mở miệng nói, hắn sớm đã nói ra tên họ của mình, tên là Y Xuyên, là một đại tu sĩ thuộc cảnh giới độn nhất trong đế quan thạch hạo gật đầu đưa chiếc giường gỗ tới lúc này mọi người trên chiến xa đều chấn động tinh thần đồng thời nhìn tới y xuyên vốt ve chiếc giường gỗ rồi cẩn thận cảm ứng thế nhưng dù là dùng thực lực hay là thức nghiệm thì cũng chẳng có hiệu quả gì cả chiếc giường gỗ này chẳng phản ứng gì ông lão cao mày thử nghiệm nhiều lần nhưng cũng không có kết quả đây lại là một món bảo vật được khai vật trong khu tuyệt địa ư một thanh niên hoài nghi ngón tay của y xuyên phát sáng hắn bắt đầu dùng sức muốn thử nghiệm phá tan chiếc giường này những người khác thì tràn ngập vẻ sốt sắng nhưng dù cho có nỗ lực cỡ nào thì cũng không có kết quả gì hắn thân là một đại tu sĩ cảnh giới độn nhất mà cũng phải đổ mồ hôi hột trong cơ thể tựa như có một ngọn lửa đang bùng cháy dù đã tận lực cũng không thể mở ra chiếc giường này sắc mặt thạch hạo bình tĩnh sớm đã dự liệu được kết quả này xấu hổ quá lão hủ cao hứng và mừng rỡ khi nghĩ tới việc có thể đưa chiếc giường gỗ này về đế quan ta nhất thời nóng lòng muốn xem thấu bên trong có thứ gì thành ra mới liều lĩnh ra tay như vậy. Nhưng dù sao, thì đây cũng là vật của tiểu hữu. Ông lão y xuyên lộ vẻ áy náy, hai tay nâng dương gỗ trả lại thạch hạo. Chiếc dương gỗ này gần như đã nát bấy thì làm sao cứng chắc như vậy chứ? Mạnh như tu sĩ cảnh giới độ nhất mà cũng không thể mở ra được. Một thanh niên ngồi bên cạnh hỏi. Đúng, nó rất cứng, khó mà mở ra được. Thạch hạo gật đầu. Món trí bảo này được chôn vùi dưới lòng đất trí ít cũng phải một hai kỷ nguyên rồi, hình thể sớm đã hoàn toàn mục nát thì đủ chứng minh sức phi phạm của nó y xuyên than thở đạo huynh hẳn là đã tận mắt trải qua những gì trong ngôi mộ lớn đỏ sậm ấy lúc trước dương này lao ra thì có điểm gì đặc biệt không một người đàn ông tầm ba mươi mấy tuổi hỏi ông lão y xuyên gật đầu nhìn về phía thạch hạo nói chiếc dương này không dùng thủ đoạn đặc thù thì không thể nào mở ra được lúc nó xuất hiện thì hẳn sẽ có chút gợi ý nào đó chứ không có hoặc là ta đã không chú ý tới tới giờ vẫn không cách nào mở được chiếc dương này. Thạch Hạo lắc đầu. Sẽ không còn phát hiện khác ư, có người hỏi thêm nữa. Không có, Thạch Hạo than thở. Đạo huynh không thật lòng rồi, loại trí bảo nghịch thiên như vậy một khi được khai quật thì chắc chắn sẽ đi kèm khí lành, sẽ có phủ văn quấn quanh. Có thể đó chính là điểm mấu chốt để mở ra chiếc dương gỗ này. Lúc này, một thanh niên bỗng lên tiếng nói. Người có ý gì đó hả? Ta tự mình trải qua chẳng lẽ còn không biết. Thạch hạo lộ vẻ không vui. Hừ, Ai mà biết được, có phải ngươi xuất phát từ lòng ích kỷ, muốn giấu lấy món trí bảo này và không muốn đưa cho đế quan, giữ lại toàn bộ bí mật cũng như cơ duyên tạo hóa cho riêng mình. Người đệ tử trẻ tuổi này hùng hổ nói. Sắc mặt của thạch hạo trợt lạnh xuống, nói, nếu như vật này có thể giúp đế quan xoay chuyển càn khôn thì ta tự nhiên sẽ giao cho mấy người đại trưởng lão, cần ngươi phải nhiều lời hả? Ngoài ra, đây là vật mà ta đã liều chết đoạt lấy, vốn là thuộc về riêng ta, còn chưa tới phiên ngươi bình luận. Người rõ ràng là muốn giấu làm của riêng, Tại sao chiếc giường này không thể mở ra được chứ? Chắc chắn người đã giấu đi biện pháp. Lúc trí bảo này được khai quật thì chắc chắn sẽ được chuyển lại pháp môn để mở ra, sẽ chuyển lại cho đời sau. Người trẻ tuổi kia không hề yếu thế. Các ngươi có ý gì hả? Thạch hạo không hề để ý tới hắn mà đảo mắt nhìn về phía những người khác. Khụ, tiểu hữu đừng hiểu lầm, hắn hơi lỗ mãng, đừng nên quan tâm làm gì. Ông lão y duyên nói, tiếp đó là quát lớn người trẻ tuổi kia, không được vô lễ nữa. Thạch hạo nhau mắt không hề nói gì. Tiểu hữu, kỳ thực cũng không thể nào trách hắn được, chúng ta đều sầu lo cho đế quan. Hy vọng có thể dựa vào thần vật này để chặn đứng đại quân dị vực, người trung niên kia mở lời. Đúng vậy, chúng ta dọc theo con đường này để tới cứu viện tiểu hữu, giết thẳng từ đế quan tới tận nơi này, xông thẳng vào rừng rậm thiên thú. Thật sự, đã trả cái giá không hề nhỏ, trên đường đi đã chết một số người rồi, ông lão Y Xuyên cũng than thở. Người trẻ tuổi vừa bị quát mắng kia lập tức nói, chính xác là như thế chúng ta liều sống liều chết giết tận tới đây trước khi tiến vào trong rừng rậm thiên thú thì đã có người chết trận máu nóng rơi vãi thế nhưng giờ không những không được cảm kích mà còn bị giấu giếm thật sự khiến chúng ta rất khó chịu thạch hạo thở dài một tiếng nói quả thật là ta không hề giấu gì cả sự thật là như vậy đó có vài người trẻ tuổi đều cười khẩy không tin còn vài người trung niên thì nhíu mày trầm tư ông lão y xuyên thì ánh mắt thâm thúy chẳng hề nói gì cứ thế quan sát thạch hạo và lúc này tuy rằng không có sóng thực lực chấn động thế nhưng sâu trong nội tâm của thạch hạo trượt dâng lên sự bất an đây là bản năng phản ứng của trực giác bình thường mỗi người đều có thần giác chỉ có điều ai mạnh ai yếu mà thôi hiển nhiên thần giác của thạch hạo vô cùng khủng khiếp đây cũng chính là một trong những năng lực mà hắn có thể bình yên trải qua hàng loạt các nguy hiểm và sống tới tận bây giờ nếu như người bình thường thì có lẽ sẽ bỏ qua sẽ không thể nào cảm nhận được loại lạnh lẽo kia thế nhưng lúc này thạch hạo lại cảm thấy không yên hắn biết ông lão phía đối diện đang mang lòng ác ý với hắn hắn tin tưởng vào bản năng trực giác nguyên thủy của chính mình trước kia mỗi lần trải qua nguy cơ thì hắn đều sớm nhận biết và chuyển huy thành an ông lão này còn cả đám người này đang muốn gây bất lợi cho ta thạch hạo suy nghĩ thật nhanh trên thực tế từ khi bắt đầu thì hắn đã không quá tin đám người này bởi vì sự xuất hiện của bọn họ quá đột ngột và cũng không hề khiến hắn tin hoàn toàn rừng rậm thiên thú này nguy hiểm biết giường nào chứ một vài con đường quan trọng ở bên ngoài đều bị dị vực chặn đứng có đại quân bảo vệ thành ra những người này rất khó có thể im hơi lặng tiếng xông vào đây được chỉ có một chiếc chiến xa thông linh là không có khả năng vì vậy hắn vẫn luôn đề cao cảnh giác bởi vì vào lúc ấy những con đường ở phía sau đều bị người của dị vực chặn đứng dưới hoàn cảnh bị vây chặt đó thì hắn chỉ có thể nhắm mắt leo lên chiến xa mà thôi chẳng lẽ đây chính là kẻ phản bội trong đế quan trong lòng thạch hạo chợt nghĩ tới vấn đề này lửa giận liền bùng cháy lúc hắn tới dãy núi thần dược thì từng bị một người thuộc cảnh giới độ nhất đuổi giết sau đó thì hành tung của hắn đã bị bại lộ đồng thời người của dị vực không ngừng kéo tới để bắt hắn chính là sinh linh bên phía đế quan bá cho dị vực biết đáng ghét đáng hận thạch hạo rất muốn giết chết toàn bộ bộ tộc này hiện giờ những người này lại đang ở ngay trước mắt hơn nữa còn đang diễn trò hòng lừa gạt hắn nếu không phải muốn biết chiếc dương gỗ này còn ẩn giấu bí mật gì nữa không thì hơn phân nửa đám người này đã ra tay với hắn rồi bạn đang xem thế giới hoàn mỹ được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhập những video mới nhất youtube com set giờ phim viết liền không giấu nhé một giây sau thạch hạo đưa ra quyết định hắn biết vở kịch này khả năng không thể diễn tiếp nữa rồi đối phương đã muốn động thủ với hắn có lẽ ngay lúc này thạch hạo nhíu mày làm ra bộ dáng suy tư ồ tiểu hữu đã nhớ ra gì đó ông lão y duyên hỏi lẽ nào có quan hệ với thứ này thạch hạo lẩm bẩm lập tức một đám người bên trong chiến xa đều lộ vẻ khác thường có vài người lộ ánh mắt chờ mong và đầy mừng rỡ xin mời nói ông người trung niên nói tiền bối xin hãy xem rõ chiếc giường gỗ này thạch hạo đưa tay nâng chiếc giường gỗ mục tới trước mặt y xuyên sao vậy ta đã xem rất kỹ càng nhưng cũng không nhìn ra được gì ông lão nói là nơi này lúc ấy có hoa văn ánh sáng rất kỳ quái trượt lóe lên trong giây lát lúc ấy ta cũng không quá để ý Thạch Hạo nói, rồi chỉ về một nơi trên dương gỗ. Hoa văn ánh sáng ấy như thế nào? Rất nhiều người đồng thời lên tiếng đầy gấp gáp. Xin tiểu hữu hãy vẽ ra để chúng ta xem xét đôi chút, nói không chừng sẽ có phát hiện quan trọng. Ông Lão Y Duyên nói. Được, Thạch Hạo thả chiếc dương gỗ mục xuống rồi giơ tay, tiếp đó vẽ vào hư không ngay trước mặt của ông Lão này. Tất cả mọi người đều tập trung tinh thần nhìn chằm chằm nơi ấy. Xoẹt. Đột nhiên, một ngón tay của Thạch Hạo trượt phát ra ánh sáng đỏ sậm, quá nhanh và cũng quá bá đạo tiểu bối người dám y xuyên hét lớn ngay tới những người khác thì đều ngẩn ra tiếp đó là lộ nụ cười khẩy bọn họ biết mình đã bại lộ thế nhưng cũng chẳng hề lo lắng chút nào thạch hạo có cảnh giới như thế nào có thể gây tổn thương cho ông lão ư nhưng lại vừa xa mọi dự liệu của đám người ông lão kia tuy rằng phản ứng cực kỳ nhanh bên ngoài thân thể xuất hiện một vầng thần quang bảo vệ thế nhưng mi tâm vẫn bị xuyên thủng chùm sáng đỏ kia không gì là không thể xuyên thủng không gì là không thể công phá thậm chí ngay cả màn ánh sáng phòng ngự của đại tu sĩ cảnh giới độ nhất cũng bị đâm xuyên giết chết nguyên thần ngay tại chỗ chuyện này làm người khác khó mà tin được một cường giả lâu năm thuộc cảnh giới độ nhất lại bị một tên tiểu bối giết chết chém nát nguyên thần tất cả mọi người trên chiến xa đều hét lớn từng người lộ vẻ sợ hãi và khó mà tin được vì đòn đánh này thạch hạo đã ẩn nhẫn rất là lâu khiến bọn họ lơ là bất cần cho nên mới đắc thủ được chùm sáng màu đỏ phát ra nơi ngón tay của hắn chính là một vệt thần mang đỏ sậm được lưu tại từ chát đao chảm tiên trong lần độ kiếp vừa rồi nó đã được hắn rèn luyện tiến vào trong ngón tay lâu nay vẫn không hề dùng tới nhưng hôm nay khi đối mặt với thời khắc nguy cơ thì đã khởi động đòn sát thủ này bởi vì nếu như vào những lúc chiến đấu bình thường mà dùng tới chiều thức này chỉ cần dựa vào lão già có đạo hạnh cao thâm như y xuyên này thì khó mà có hiệu quả được có thể tránh né hoặc là hóa giải đi giống như là một đứa con nít vài ba tuổi cầm một cây dao sắc bén trong tay nó khó lòng trở thành kẻ địch của người trưởng thành được nắm giữ vũ khí mạnh mẽ cũng không có nghĩa là có thể chiến thắng chỉ khi nào xuất hiện dưới tình huống như vậy gần trong gang tấc đáng lúc vẽ ra cái gọi là huyền bí ngay trước mặt y xuyên thì trượt biến đổi như vậy mới có thể thành công được việc thần mang được lưu lại từ chát đao trảm thiên kia thật sự rất mạnh mẽ ngay cả màn ánh sáng hộ thể của tu sĩ cảnh giới độn nhất cũng có thể xuyên thủng được y xuyên Đúng là một vị đại tu sĩ thế nhưng lại chết đầy uất ức như vậy, vốn còn đang mưu tính Thạch Hạo muốn lừa dối ép buộc hắn nhưng kết quả bản thân lại phải bỏ mình. Xoẹt. Tất cả những chuyện này diễn ra chỉ trong chớp mắt mà Thạch Hạo lại bắt đầu điểm ngón tay công kích về phía những người khác. Đương nhiên, mục tiêu của hắn chính là những ông lão càng lớn tuổi càng tốt, vì đây chính là những người đầu lĩnh, tăng khả năng sống sót cho bản thân mình. Đòn thứ hai thành công, Thạch Hạo lại giết chết một cường giả trung niên khác trên chiến xa trở nên náo loạn tất cả những việc này diễn ra quá nhanh chỉ trong nháy mắt thì tình thế trượt nghịch chuyển khiến người khác khó mà tiếp nhận được đây tựa như là đàn ong vỡ tổ hoàn toàn sụp sôi trong giây lát hào quang ngập trời bảo thuật cuồn cuộn một cuộc đại chiến sinh tử diễn ra trong cự ly ngắn thạch hạo liều mạng đồng thời cũng rất mừng rõ nơi đây chỉ có mỗi mình ông lão kia là đại tu sĩ thuộc cảnh giới độ nhất những người khác đều không phải thế nhưng hắn liền biến sắc ôm chặt lấy chiếc giường gỗ mục đồng thời chụp lấy một người thanh niên lao ra khỏi chiến xa và nhanh chóng chạy trốn. Có gợn sóng đầy mạnh mẽ truyền ra từ phía cuối chân trời, có đại cao thủ đang tiến lại gần. Nói, người là bộ tộc nào trong đế quan? Thạch Hạo ép hỏi tù binh, lúc trốn đi thật xa, thì hắn quát lớn. Nghiệp trướng, chạy đi đâu? Phía sau trượt có tiếng gào lớn đầy tức giận truyền tới, đó là một vài ông lão cùng nhau đánh tới. Rõ ràng, ông lão vừa bị giết kia cùng tộc với những người này, vẫn luôn ở phía sau chứ không có tiến vào trong chiến xa đồng thời trong mắt của thạch hạo chợt co rút lại hắn còn nhìn thấy một cường giả khác của dị vực nữa đó chính là tên tu sĩ cảnh giới độ nhất đã bị y xuyên giết chết lúc ban đầu kia quả nhiên các ngươi là người cấu kết với dị vực thạch hạo nghiến răng nói hoang ngươi ở đâu có dám chiến một trận nhưng lúc này từ một hướng khác lại chuyển tới âm thanh chấn động cả vùng núi này nơi ấy có một luồng kim quang lấp lánh hà tử minh đã tới thần thánh vô cùng được chùm sáng màu vàng bao phủ hắn là của ta một âm thanh truyền từ hướng khác tới đó là cường già trẻ tuổi của đế tộc hắn cũng đã tìm được tới đây vậy thì so thử một lần đi xem ai có thể giết hắn trước truyền nhân của cô tộc cũng đã tới dưới tình huống này thạch hạo không thể dừng lại được nếu như chỉ mình hạc tử minh thì hắn nhất định sẽ quay trở lại quyết chiến nhưng hiện tại lại đang có vài tên đại tu sĩ cảnh giới độ nhất truy sát nếu dừng lại thì chết chắc tuy rằng sớm đã đoán được thế nhưng khi chứng thực người cứu viện lại là kẻ phản bội thì thạch hạo tức giận đùng đùng ước ao có thể diệt trừ toàn bộ đồng thời trong lòng hắn cảm thấy bất đắc dĩ sinh ra cảm giác vô lực gia tộc mạnh mẽ trong đế quan thế nhưng lại nương nhờ vào dị vực lại làm phản cử thiên thập địa hiện giờ bộ tộc này cũng chưa có bị bại lộ chỉ khi nào tới cuộc đại quyết chiến thì chắc chắn bọn họ sẽ trở thành một mối họa lớn hoang người trốn ở chỗ nào sợ chiến một trận lắm hả dám dừng chân đứng lại thì nội trong mời chiêu ta sẽ hạ gục người hạc tử minh hô lớn kim quang trên người hắn dâng trào hừng hực hơn hẳn trước kia lần này gặp lại có thể nói thực lực của hắn đã tăng nhanh như gió hoàn toàn khác trước vòng xoáy thần lực cuộn tròn tựa như là một đại dương vàng óng vậy nếu như chỉ mỗi mình ngươi thì ta cắt lìa đầu lâu của ngươi ngay và luôn đây là lời đáp trả của thạch hạo chẳng hề nể nang gì cả và cũng đang biểu đạt sự tự tin của mình xoẹt một luồng thần mang lao vút ngang trời quá nhanh giẫm nát núi rừng và hóa thành một tia chớp hỗn độn nhanh chóng đuổi tới đây là đại nhân trẻ tuổi của đế tộc hắn chẳng nói một lời cứ thế giết tới muốn đón đầu thạch hạo hòng đoạt lại xương gỗ mục không chỉ vì sự tự tin tuyệt đối của hắn được mệnh danh là không hề có địch thủ trong thế hệ trẻ tuổi mà còn bởi vì lần gặp gỡ thạch hạo ở ách thổ kết quả là đối phương lại mang đi trí bảo bên trong ngôi mộ lớn đỏ sậm kia đi đối với đế tộc mà nói thì đây là một kết quả không thể nào chịu đựng nổi đế tộc được mệnh danh là chủng tộc trí cao vô địch già trong tộc từng xuất hiện bất hủ quản lý cả chư thiên nhìn xuống cả vạn tộc xưa nay chưa hề bị thua mấy vạn năm qua bộ tộc này không hề có người trẻ tuổi nào rời khỏi cổ địa sau khi hắn đi ra thì mục đích chính là chấn áp tất cả địch thủ là muốn chém sạch cao thủ trẻ tuổi ở đế quan chính xác mà nói sở dĩ hắn xuất thế là đáp ứng lời thỉnh cầu của ngoại giới là ra ngoài để giết hoang được gọi là mười đại cao thủ vương tộc của thế hệ trẻ tuổi dị vực đều bị giết hơn nửa lúc này hắn được mời rời khỏi khu cổ địa hồng hoang kia chính là để đánh chết thạch hạo hư không hỗn loạn Chuyên nhân của cô tộc xuất thủ, bộ tộc này có thể dùng một tay cắt đứt thời gian, một tay cắt đứt không gian. Mặc cho nơi đây là rừng rậm thiên thú, là một khu tuyệt địa, hạn chế hàng loạt những quy tắc cấm kỵ thế, nhưng cô tộc vẫn thể hiện ra chỗ đáng sợ của mình. Một thanh chiến mô hư không im hơi lặng tiếng ngưng tụ thành hình phía sau lưng của Thạch Hạo, nó mang theo sức mạnh ma quái không gì sánh được đâm thẳng về sau ót của hắn. Ầm. Um, thạch Hạo rất trực tiếp hắn không nắm quyền ấn mà là vung mạnh chiếc dương gỗ nện thẳng lên trên thanh chiến mâu ấy một loạt xích thần trật tự bắn ra chỉ đơn giản một đòn cũng không phải là tùy ý bừa bãi có thể nói là đại đạo đơn giản nhất trong giây lát thạch hạo truyền và sức mạnh côn bằng còn có là pháp tắc lôi đạo cắt lìa thanh chiến mâu này cho nên hư không nổ tung khu rừng núi xung quanh đều bị hủy diệt đồng thời núi lớn sụp lún khí hỗn độn lan tràn mọi người biến sắc mặt đây không phải là nơi bình thường mà là rừng rậm thiên thú rất nhiều dãy núi cổ xưa cứng chắc tới đáng sợ, chúng ẩn chứa phủ văn pháp đạo đầy mạnh mẽ rất khó để hủy diệt. Nhưng lúc này, linh căn của một ngọn núi lớn đã bị đánh tan. Vèo, một sải cầu vồng lao tới, đó là mấy bóng người, là nhóm nhân vật lớn tuổi, tất cả đều là cảnh giới độn nhất, bọn họ vẫn truy sát Thạch Hạo ở phía sau. Mấy người này cực kỳ nhanh, hoàn toàn vượt qua đám người Hạc Tử Minh, không ngừng truy kích. Việc này khiến cặp mắt Thạch Hạo lạnh lẽo bởi vì trong nhóm người này có bốn người là cường già của đế quan hẳn là cùng tộc với y xuyên chỉ có một người là đại tu sĩ của dị vực nhiệt xúc còn không chịu trói chạy đi đâu một ông lão hét lớn đồng thời vận dụng thần công sóng âm thái cổ mãng ngưu hống tiếng gầm này còn đáng sợ hơn cả sấm sét nó rung động trời cao khiến một ít núi lớn rung động mơ hồ có thể thấy được một con trâu lớn màu đen đang đập lại nó rất hung mãnh cao lớn tới vạn trượng hơn hẳn ngọn núi lớn kia sừng trâu cắt lìa bầu trời lớp da đen phát sáng đầy dữ tợn nó đánh thẳng về phía thạch hạo đầy điên cuồng ầm ầm vùng núi xung quanh nổ tung những ngọn núi được cho là không thể nào phá hủy được kia đang dạn nứt rồi nổ tung cảnh tượng vô cùng khủng khiếp con trâu lớn thái cổ đen tuyền này được hóa thành từ sóng âm do ông lão kia phát ra thế nhưng lực sát thương lại kinh người thạch hạo lảo đảo vì gặp phải xung kích hắn há miệng ói ra một ngụm máu tươi sắc mặt hơi trắng bệch bị thương không hề nhẹ tên nghiệp trướng này người chạy không thoát đâu ông lão này lần nữa gầm lớn lại là một chiêu mãng ngưu hống chấn động cả vùng núi này càng ngày càng đáng sợ thạch hạo trượt quay đầu lướt hắn một cài lần đầu tiên căm ghét một người như vậy nhịn không được lên tiếng mắng chửi ông thân là cường già của đế quan nhưng lại phản bội chính cố thổ của mình nương nhờ vào dị vực ông còn mặt mũi nào để sống trên thế gian này chứ không biết xấu hổ hả uổng phí khi làm nhân tộc xúc sinh cũng không bằng hắn rất ít khi mắng chửi người khác như vậy thế nhưng hiện tại lại không cách nào kìm nén được. Đồng thời thạch hạo, khống chế bảo thuật lôi đế và hiển hóa ra một cái lôi trì, khơi dậy lôi đình vạn trượng oanh kích về phía con trâu lớn thái cổ kia. Hắn dùng phương pháp này để hóa giải thần công sóng âm kia. Hành động này rất hữu hiệu thế, nhưng cũng rất là đáng tiếc, không thể nào gọi ra thiên kiếp thật sự được, tuy rằng có một cái lôi trì hiện ra và hấp dẫn lôi điện mười phương, thế nhưng vẫn còn kém một chút nữa. Trước kia thạch hạo từng thành công qua, thế nhưng lúc này quá gấp gáp nên không cách nào đạt tới thiên kiếp được. Tên tiểu bối vô tri không biết đại thế là gì, không hiểu nhân quả của thời đại đã thay đổi, không biết sinh tử của con đường phía trước, người cùng một vài bộ tộc nực cười trong đế quan kia chắc chắn sẽ tan xương nát thịt trong cơn lũ thời đại này, cửu thiên thập địa, tóm lại rồi cũng bị diệt và cần sự tân sinh, chúng ta cũng chỉ là bò tối theo sáng, cuối cùng sẽ mở ra một kỷ nguyên mới, và lúc ấy, các tộc sẽ phải cảm ơn chúng ta, bởi vì chúng ta chính là người mở ra kỷ nguyên mới này sẽ dẫn dắt vạn tộc chúng ta sẽ trở thành tiên thành tổ ông lão lạnh lùng đáp trong mắt mang theo vẻ điên cuồng thạch hạo tức giận nói các ông quỳ gối khom lưng dưới chân sinh linh dị vực rõ ràng đầu gối của mình đã mềm nhũn ra không hề có chút khí phách kiên cường gì cả vậy mà cũng không biết xấu hổ hả làm như đường hoàng lắm không bằng nằm dạp bên dưới chân ông chủ của mình đừng nói là làm tiên làm tổ dù là tư cách thì các ông cũng vĩnh viễn không được là sự sỉ nhục đối với những chữ đó tiểu bối vừa rồi sớm giết chết ngươi là khỏe rồi, chớ có ở đây gây xích mích, ăn nói linh tinh. Sinh linh, dị vực duy nhất trong nhóm người đó lên tiếng, hắn từng giả bộ bị Y xuyên đánh chết và phơi thây trước mặt Thạch Hạo, diễn qua một vở kịch hỏng biết được càng nhiều bí mật hơn từ Thạch Hạo, bởi vì chiếc giường gỗ mục này liên quan tới rất nhiều thứ, người của dị vực không muốn buông tha chút nào, tất cả bí mật đều phải biết được, nắm chặt trong tay. lão già vô liêm sỉ, ông bớt lại nhài đi, đừng quên rằng trước đây không lâu ông tựa như là một con chó chết nằm nhoài trước mặt ta biết thế một ngọn lửa đốt sạch sẽ cho rồi đốt thành chó thui luôn thạch hạo mỉa mai lúc đó hắn cảm thấy cũng chỉ là một bộ xác thịt mà thôi còn nguyên thần của hắn chắc chắn hơn phân nửa không hề hấn gì cả nếu như phán đoán là thật thì một khi hủy đi thân thể của hắn vậy tức là trở mặt ngay tại chỗ những người kia sẽ không còn tiếp tục diễn kịch nữa nếu như đốt trái vậy thì chính thạch hạo sẽ là người chết đầu tiên vì lẽ đó nên hắn mới án binh bất động cố nén lại cơn tức giận mãi cho tới tận khi tiến vào trong chiến xa thì mới làm khó dễ kết quả hắn đã thành công giết chết một đại tu sĩ cảnh giới độ nhất người đại tu sĩ của dị vực sắc mặt trầm như nước đây là lần đầu tiên có một tên tiểu bối giám xỉ nhục hắn đường đường là cường giả một đời mà lại bị một tên nhóc con hỉ mũi chưa sạch nói là chó chết khiến sát khí của hắn trào dâng người trốn không thoát đâu mấy đại tu sĩ ở phía sau cũng bất chấp không chế thần lực thần quang cả người cao vạn trượng tựa như là những người khổng lồ đỉnh thiên lập địa vậy nhóm người cùng truy sát tới nói người tới từ bộ tộc nào thạch hạo sách người trẻ tuổi kia trong tay đây là tù binh nên hắn muốn biết rõ ai là kẻ phản bội đế quan hắn không tin y xuyên tên này hoàn toàn không có chút quan hệ với gia tộc trường sinh nào cả thế nhưng thạch hạo tin chắc thế lực dám làm ra chuyện như vậy thì tuyệt đối có lai lịch kinh thiên người trẻ tuổi này ngậm chặt miệng không hề nói lời nào cả thạch hạo điểm một chỉ về mi tâm của hắn muốn cưỡng ép tìm tòi thần hồn của hắn kết quả một chùm phù văn kỳ dị xuất hiện bụp đầu lâu của người trẻ tuổi này vỡ nát tựa như là dưa hấu huyết dịch đỏ tới cùng não trắng bán tung tóe thạch hạo chỉ biết thở dài một tiếng hắn biết đối phương chắc chắn có biện pháp phòng bị để không cho siêu hồn giống như bản thân tự hắn đã bố trí một chút quy tắc trật tự bên trong nguyên thần của mình nếu như có người nào tìm kiếm thần hồn của hắn thì đầu lâu của hắn sẽ nổ tung ngay bởi vì hắn không muốn những môn bất diệt kinh lục đạo luân hồi thiên công rơi vào trong tay kẻ địch chứ đừng nói là gia tộc trường sinh chắc chắn sẽ có biện pháp phòng bị càng đáng sợ hơn việc này khiến thạch hạo kinh hãi dù cho nắm giữ cực tốc của côn bằng đại thần thông xúc địa thành thốn cùng với năng lực điều khiển lôi điện thì cũng không được vẫn đang bị tiếp cận nhưng mà hắn cũng không quá lo lắng bởi vì địa thế của rừng rậm thiên thú rất là phức tạp và lại còn có hàng loạt hiểm địa trong nhất thời đối phương không tài nào đuổi kịp hắn được trong mắt thạch hạo hiện lên vẻ điên cuồng lầm bầm vậy thì chơi lớn thôi nếu không một là ta chết hoặc là tiễn đưa toàn bộ mọi người cùng lên đường vậy hắn hét lớn về phía sau lão già chỉ có vài người các ông thôi à quá ít vậy mà đòi giết ta à gọi hết thiên quân vạn mã của dị vực tới đây đi ta trôn sạch luôn một thể thạch hạo chủ động gây chuyện hắn rất muốn hấp dẫn toàn bộ tu sĩ dị vực bên trong rừng rậm thiên thú này tới nơi này bạn đang xem thế giới hoàn mỹ được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com giờ ecab phim viết liền không giấu nhé trên thực tế trong quá trình lưu vong này của hắn thì đã thu hút không ít tu sĩ mạnh mẽ ở các khu vực khác gia nhập người càng lúc càng đông rừng rậm thiên thú trở nên náo loạn người càng lúc càng đông một đám tu sĩ mạnh mẽ cùng nhau đổi giết hoang bởi vì sau mỗi lần phát hiện thạch hạo thì sẽ có người lấy ra pháp khí đặc biệt bắn lên trời cao ánh sáng rực rỡ tỏa ra và định vị tọa độ của hắn rất may là rừng rậm thiên thú quá mức mênh không, không thấy điểm cuối, chỉ một khe núi cũng có thể tới mấy chục vạn dặm, chỉ một dãy núi cũng có thể vắt ngang cả trăm vạn dặm, diện tích lớn như vậy mới đủ khả năng để Thạch Hạo lưu vong. Ngoài ra, điểm mấu chốt chính là, sinh vật nguy hiểm nhất trong khu rừng núi này cũng không chỉ mỗi mình tu sĩ của dị vực, mà còn có rất nhiều những thiên thú khác. Có một lần khi Thạch Hạo gần như bị đuổi kịp, thì hắn cắn răng nhằm về một hang đá, lập tức dẫn ra một con cổ thú và tàn phá bừa bãi toàn bộ dãy núi ấy. Còn có một lần khác, hắn gần như bị chém lìa đầu lâu. Kết quả, khi rơi vào trong một đầm lầy, thì đã kinh động tới một con trúc long hiếm thấy từ xưa nay. Sau đó thì con này đã một hơi nuốt sạch sáu tên đại tu sĩ thuộc cảnh giới độn nhất. Dù sao thì thạch hạo cũng quá nhỏ yếu, mỗi lần gặp phải thiên thú thì hắn rất dễ bị bỏ qua, không phải là mục tiêu phải công kích cho bằng được. Mặc dù là như vậy, thì phải tới ba lần thạch hạo thiếu chút nữa đã bị thiên thú nuốt trôi còn có rất nhiều lần suýt chút nữa bị đám người của dị vực đuổi kịp và phân thây. Cứ thế hắn không ngừng lưu vong, trong quá trình này đã gợi nên những cuộc đại loạn trong rừng rậm thiên thú này. Bởi vì, người tham dự càng lúc càng nhiều hơn. Báo, lúc chuẩn bị bao vây thành công hoang thì trượt có sáu con thiên thú lao tới và săn giết cao thủ dưới ta. Bên ngoài rừng rậm thiên thú, có người tới báo cáo cho các cao tầng. Báo, trong lúc hoang chạy trốn thì đã giết chết vương giả trẻ tuổi của huyết đẳng tộc, lại có người bẩm báo lúc này gợi nên những tiếng kinh ngạc. Huyết đằng tộc là vương tộc đỉnh cấp của thực vật hệ, trong thế giới của bọn hắn thì có tiếng tăm lừng lẫy. Thực lực mạnh mẽ dị thường, trong tộc có bất hủ chấn áp tộc vận, đứng ngạo nghĩa cả vạn cổ. Ngoài ra, trước đây không lâu thì mọi người còn gặp được một vị cường nhân của tộc này, lúc ở trong dãy núi thần dược thì thấy được một cây huyết đằng, đó chính là trí tôn của tộc này, chỉ có điều đã lạc lối ở nơi ấy. Không xong, tiểu chủ nhân của thiên ách tộc cũng đã bị hoang giết chết, hình thần đều diệt lại có tin tức truyền tới càng gợi ra chấn động mạnh hơn bởi vì lai lịch của thiên ách tộc quá lớn năm đó thiếu chút nữa thì đã trở thành đế tộc từng xuất hiện một vị đại nhân vật vô thượng gọi là thiên ách địa vị của người này tương tự như hạc vô song hiện tại vậy nghe đồn sau đó vì muốn đột phá trở thành vương bất hủ nên đã bất hạnh bỏ mạng thế nhưng tạo hóa mà hắn lưu lại quá nhiều dù là kinh thư hay là binh khí bất hủ hoặc là chân huyết của hắn tất cả cả đều được tộc này kế thừa nghe đồn tông này lại xuất hiện một nhân vật mạnh mẽ, rất có thể sẽ bước lên con đường của thiên ách. Tiểu chủ nhân của một bộ tộc như vậy chết đi thì tuyệt đối là một hồi bão táp, rất có thể sẽ kinh động cao thủ tuyệt thế của tộc này xuất thế. Cùng lúc đó, người của đế quan cũng đạt được tin tức. Cái gì? Quần hùng dị vực san bắt hoang, không xong, chúng ta phải đi cứu viện, không thể chỉ hoãn được nữa. Nhất định phải ngăn cản lại những chuyện này. Trưởng lão của một vài thế gia trường sinh đứng ngồi không yên, bọn họ phát hiện, chiếc giường gỗ mục này liên quan tới việc rất quan trọng nào đó. Đồng thời, rất nhiều cường giả trong đế quan trượt sinh ra cảm giác nhục nhã, hậu bối của bọn họ bị đuổi giết thế nhưng bọn họ lại không thể ra sức, không cách nào đi cứu viện được. Không cần phải gấp gáp làm gì, đại trưởng lão mạnh thiên chính cùng với một vị tiền bối khác đã tới đó rồi, có người động viên. Bởi vì, dù cho có tới nhiều người hơn nữa, thì cũng chỉ vô dụng mà thôi, bên ngoài rừng rậm thiên thú có đại quân của dị vực cùng với mấy đại trí tôn, nếu như giao thủ thì tuyệt không thể nào tưởng tượng ra được. Lúc này, rừng rậm thiên thú càng ngày càng nguy hiểm, vô cùng loạn lạc. Thạch hạo lưu vong, dọc theo đường này hắn đã khuấy lên phong vân vô tận, phạm vi đã mấy trăm vạn dặm, hấp dẫn đông đảo tu sĩ tới khu vực này, tất cả đều đang đuổi giết hắn. Trên thực tế, khi biết được dương gỗ mục nằm trong tay hắn, thì những người lĩnh quân ở bên ngoài sớm ra lệnh để cho càng nhiều cường giả đi vào để giết chết hoang, mang chiếc giường gỗ đó ra. Tới hiện tại, Thạch Hạo đã không cần thu hút cường giả tới nữa, bởi vì hắn đã bị vây kín, rơi vào tuyệt cảnh. Nếu muốn chết thì cùng nhau chết đi, Thạch Hạo lạnh giọng nói, hắn không thèm đếm xỉa gì nữa. Sau khi quấy phá rừng rậm thiên thú này, thì hắn quyết đoán chạy thẳng về một phương hướng đã định. Hắn muốn dẫn đám người này đi chịu chết, đương nhiên hắn cũng rất hy vọng bản thân sẽ sống sót, sẽ tránh qua được tai nạn lần này. Nếu như những người ở phía sau kia chết đi phân nửa, thì Thạch Hạo cũng đã thỏa mãn lắm rồi bởi vì phần lớn đều là các tu sĩ thuộc cảnh giới độ nhất chí ít trong tầm mắt của hắn thì phải có tới chục người hơn nữa còn có những hậu bối những người đi theo của những đại cao thủ này bóng người lít nhít tựa như một dòng lũ đổ ập tới người của dị vực sớm đã hận thạch hạo thấu xương dọc theo đường truy đuổi này bởi vì duyên cớ thiên thú nên bọn họ đã tổn thương nặng nề bởi vì nhân số quá nhiều nên trở thành mục tiêu lớn không thể tránh khỏi gặp phải nguy cơ được hoàng để xem lần này ngươi trốn tới chỗ nào nữa những người ở phía sau vững tin hắn không cách nào trốn thoát được nữa, đã bị vây chặt ở khu vực này, nhất định sẽ bị giết chết. Thạch Hạo kiên quyết tiến lên, mục tiêu chính là vị trí của cây khô kia, hắn muốn đi vào đó và dựa vào nó để giết sạch mọi người. Bởi vì hắn tận mắt nhìn thấy, lúc phát uy thì cây khô kia đáng sợ tới mức nào, nhóm đội ngũ của dị vực tiến vào nơi này đầu tiên đã bị nó giết chết toàn bộ. Vùng núi lùi dần về phía sau, âm thanh gió thổi vù vù bên tai. Thạch Hạo nhanh chóng chạy trốn và sắp tiếp cận nơi ấy. Cổ mộc che trời, dây leo quấn kín núi, khu vực này vô cùng yên tĩnh, không hề có tiếng vượn hót hồ gầm nào, không một con thiên thú nào dám qua lại nơi đây. Từ rất xa thì Thạch Hạo đã thấy được bóng dáng mơ hồ của cây khô nằm sâu trong dãy núi, hắn dõi mắt nhìn về nơi ấy. Sau khi tới nơi này thì hắn đã thu lại toàn bộ chiến khí, không dám lộ ra chút sát cơ nào bởi vì cây cổ thụ này quá mức đáng sợ. Lần trước, chỉ có mỗi mình ta không ra tay còn lại những người khác đều động thủ. Kết quả mình ta sống sót còn bọn họ chết sạch cả. Thạch hạo lầm bẩm Đây là suy đoán của hắn và cũng là lá bài tẩy mà hắn muốn mượn dùng từ nơi này. Không biết có thể thành công hay không. Có thể nói, thạch hạo đang rất mạo hiểm. Muốn mượn cây khôn này để giết chết toàn bộ đại tu sĩ cảnh giới độ nhất. Việc này rất là điên cuồng nhưng cũng rất là nguy hiểm. Chính hắn cũng sơ sót một cái là bỏ mạng ngay. Hoang, người trốn không thoát đâu phía sau truyền tới tiếng cười lạnh khiến người khác rét run. Một nhóm đại tu sĩ mang theo con cháu hậu bối nhanh chóng tiếp cận. Mà tốc độ của thạch hạo lại càng nhanh hơn, bởi vì hắn nhất định phải kéo dài khoảng cách, không thể để cho mấy người nhanh nhất tiếp cận phạm vì có thể tấn công hắn. Hắn hy vọng, tới thời điểm mà hắn chủ động dừng lại, thì sẽ để cho nhóm người này vây kín hắn ngay trước mặt cây khô, như vậy sẽ giết sạch toàn bộ. Đây là một kế hoạch điên cuồng, bởi vì dị vực không hề biết có một gốc cây khô đáng sợ như vậy đây chính là chỗ mà thạch hạo dựa vào rất nhanh thì thạch hạo đã nhìn thấy được gốc cây đó nó to lớn thế nhưng trơ trọi chẳng một chiếc lá toàn thân hiện màu đen tán cây khô mở rộng trường tồn trên thế gian đã không biết bao nhiêu vạn năm rồi một gốc cây khô khiến thạch hạo phải vô cùng nghiêm túc trong lòng gấp gáp vô cùng hắn rất lo lắng sợ rằng cây khô này phát tác sớm trong chớp mắt sẽ mở rộng cành cây và đánh giết mọi người rõ ràng nó đã mất đi sinh cơ không hề có một chiếc lá nào thế nhưng vì sao lại có lực sát thương mạnh mẽ như vậy? Thạch hạo tới gần, chỉ còn mấy chục dặm nữa thì sẽ tới gần cây cổ thụ đó rồi. Nhưng đột nhiên dưới chân hắn phát sáng, việc này khiến hắn rất ngạc nhiên bởi vì hắn phát hiện ra được khu đất mà mình đang dẫm lên có gì đó kỳ lạ. Mảnh đất dưới chân hắn không hề có một ngọn cỏ nào, phạm vi tầm 10 trượng, có hoa văn đan dệt, nó đang nhanh chóng phát sáng. Đây là con đường hắn phải tới, kết quả không nghĩ rằng lại phát đông một tòa cổ trận. Vù! hư không bị xuyên thủng vào một con đường xuất hiện thạch hạo bị động truyền tống vào bên trong không xong tên kia bị truyền tống đi rồi phía sau chợt có người tức giận nói trên thực tế thạch hạo cũng hết sức không cam lòng hắn đã chuẩn bị rất kỹ càng muốn dẫn mọi người xông vào gần cây khô kia và tiễn đưa cả đám lên đường nói như vậy đây tuyệt đối là một chiến công khiến đại quân dị vực khiếp sợ nhưng mà vào thời khắc mấu chốt thì hắn lại bị truyền tống đi Trước khi đường hầm hư không này đóng lại thì một đám người của dị vực đều nhìn thấy được tình cảnh ở phía cuối đường hầm này. Ồ, là nơi ấy. Trung tâm cổ địa, cách nơi này cũng không xa mấy. Mặc kệ nơi ấy có phải là cấm địa hay không thì chúng ta cũng phải xông vào, tuyệt không thể từ bỏ chiếc giường gỗ đó được, hai vị đại nhân Juda, An Lan đã hạ mệnh lệnh bắt buộc phải đoạt được. Một đám cường giả đứng phía sau nhanh chóng đưa ra quyết định, sẽ không dừng lại. Thạch Hạo vừa mới tiếp cận lối ra thì hắn liền biết đây là nơi nào bởi vì hắn từng nhìn thấy vị trí này từ rất xa ầm hắn ngã ầm xuống mặt đất sâu trong linh hồn chuyển ra cảm giác run rẩy đây là một vùng đất thần thánh xung quanh là cỏ cây um tùm hết thảy lá cây đều phát sáng rực rỡ tinh khí lượn lờ mà ở phía trước cũng chính là nơi trung tâm của khu vực này lại không hề có chút ngọn cỏ nào thực vật gì cũng không có nhưng mà nó cũng chưa làm người khác cảm thấy hoang vu ngược lại càng khiến người ta cảm thấy thánh khiết không nhiễm bụi trần gì Phía trước nơi trung tâm có một vài ngọn núi cao lớn vô cùng, tất cả đều là đá, đều lưu chuyển khí hỗn độn và lại còn đi kèm đôi chút tiên quang. Đây là một khu phúc địa không thể nào tưởng tượng được, thai ngén ra khí tiên chân chính. Bên trên ngọn núi đá ấy có một đồ vật rất khổng lồ đang lơ lửng giữa trời, tiên khí ngập tràn bao phủ lấy nó, đây chính là khởi nguồn, khiến linh hồn Thạch Hạo run sợ. Đó là một sinh vật, trước khi tiến vào rừng rậm thiên thú thì Thạch Hạo từng nghe qua tiếng gào của nó và cũng lướt nhìn qua. Khi nhìn kỹ trên người con cổ thú này có một sợi xiềng xích nối liền với ngọn núi đá bên dưới nó bị xích chặt ở nơi này nên biết bên trên đầu lâu của con cổ thú này có một món binh khí tiên đạo đâm xuyên ngang thứ này mang theo tiên khí hết sức kinh người bị tiên khí đâm xuyên đầu lâu thế nhưng nó không hề tuyệt diệt vẫn còn sinh cơ trên ngọn núi đá bên dưới có một tấm bia đá sợi giấy xích khóa chặt con cổ thú được quấn ở bên trên tấm bia này bên trên tấm bia này có viết bốn chữ thật lớn, được lưu lại từ thời đại tiên cổ, đệ nhị thiên hạ. Ở nơi ấy, tu sĩ của dị vực cũng đã đuổi tới, xông đến nơi này. Tất cả mọi người đều dừng lại, ai nấy đều lộ vẻ khiếp sợ nhìn chằm chằm cấm địa phía trước, cảm thấy không thể nào tin vào mắt mình được. Tuy rằng tất cả mọi người đều nghe được tin đồn này, thế nhưng có mấy ai từng thấy qua. Nghe nói, có một con cổ thú ngủ say trong rừng rậm thiên thú này, nó có thực lực cái thế, là tồn tại cuối cùng mà các thiên thú ở khắp nơi phải lễ bái thế nhưng bất kể là đế quan hay là sinh linh của dị vực đều hiếm có người biết được lai lịch thật sự của nó nơi mà mọi người đang đứng cây cỏ xanh tươi như ngọc bích ánh sáng mơn mờn lan tỏa tinh khí sinh mệnh nồng đậm mà phía trước thì lại chọc lóc hoàn toàn khác biệt đệ nhị thiên hạ có người thất thanh la lên hoàn cảnh trong vùng núi này rất kỳ dị thế nhưng đây cũng không phải là nguyên nhân khiến người khác sợ hãi chủ yếu vẫn là do con sinh vật kia gây nên. Tất cả mọi người đều y chang như thạch hạo, lúc ban đầu, ai nấy đều hóa đá đứng yên nơi ấy và ngước nhìn về phía ngọn núi đá không có chút ngọn cỏ nào kia, nhìn làn tiên khí cuồn cuộn của nó cùng với sinh vật nằm giữa không trung kia. Con sinh vật kia toàn thân đều là vảy bạc, tựa như là một con xuyên sơn giáp, lại cũng như là một con cá sấu cổ, thế nhưng lại tráng kiện hơn, tứ chi to lớn mạnh mẽ. Đương nhiên, nó không thể nào là xuyên sơn giáp và cũng chẳng phải là cá sấu cổ được trên đầu của nó có một cặp rừng chân long đồng thời đầu lâu của nó cũng cực kỳ giống chân long không phải đầu cá sấu cũng không phải là đầu của mãnh thú khác mà là rồng ngoài ra sau lưng nó còn có một cặp cánh khổng lồ che kín cả bầu trời hiện lên màu trắng bạc và chi chít vẩy dạng người vô cùng con sinh vật này rất khủng khiếp hình thể của nó quá to lớn hơn hẳn cả ngọn núi đá kia hai cánh giang rộng ý thức mù mờ hỗn độn lượn lờ mờ ảo khủng khiếp đồng thời lưu quang tiên đạo phát sáng khiến hư không run rẩy theo đây là một sinh vật mạnh mẽ tuyệt đối chỉ riêng ánh sáng lan tỏa ở nơi ấy mà đã khiến mọi người không cách nào chịu nổi uy thế ấy rồi đại tu sĩ cảnh giới độ nhất còn phải run rẩy như muốn quỳ dạp xuống hoàn toàn không thể khống chế bản thân được nên biết con sinh vật này vẫn còn đang nhắm chặt mắt và lơ lửng giữa trời cao tinh khí của bản thân đã ẩn vào chứ không hề tràn ra ngoài có thể nói là đã tự phong kín lấy tinh khí thần bản thân. Những làn tiên khí cùng với ánh sáng hỗn độn kia đều là những dị tượng tự nhiên xuất hiện xung quanh nó. Tới từ cùng là sinh vật như thế nào, khí tức ẩn giấu, tựa như hóa thạch, lơ lửng trong hư không, ấy vậy mà lại khiến người khác phải kính nể. Đặc biệt là, một vài đại tu sĩ của dị vực kìm nén không được khẽ liếc nhìn nó, như muốn tra xét sinh vật này thì phun máu tươi ngay tức khắc. Phụt. Ngay sau đó, hơn 10 sinh linh cảnh giới độn nhất ngã nhào trên mặt đất bọn họ là nhóm những người mạnh mẽ nhất trong đám tu sĩ này, tài cao mật lớn, muốn suy diễn thăm dò nơi này. Kết quả, ngay tức khắc liền cảm nhận được như là một chiếc lò lửa khổng lồ màu bạc nằm sừng sững trong thiên địa, biển ý thức cùng với thân thể của bọn họ trong giây phút ấy bị đốt cháy, tất cả đều bị thương nặng. Chuyện này không tài nào tưởng tượng ra nổi, liếc nhìn và im lặng tra xét sinh vật này thì sẽ bị cắn trả, tuyệt đối không được sinh ra chút ý nghĩa không tốt gì với nó. Đồng thời, sau khi tất cả mọi người nhìn thấy sinh vật này, thì tựa như bị chấn áp khiến cho mỗi sinh linh đều run lẩy bẩy rầm rầm quả nhiên không ít người chịu không nổi nữa đã quỷ dạp xuống đất là một hành động không tự chủ được là một loại bản năng điều khiển cơ thể bọn họ chứ không hề bị khống chế vô thức quỷ bái sinh linh này không ổn khả năng sẽ có một cuộc đại họa diễn ra rồi có người kinh ngạc nói linh cảm tới điều không ổn bạn đang xem thế giới hoàn mỹ được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube.com sẹt phim viết liền không giấu nhé. Sao lại như vậy chứ? Giây lát sau thì rất nhiều cường giả đều toát mồ hôi lạnh, tựa như đang đối mặt với một vị thần linh trí cao trên thế gian và muốn dập đầu làm lễ. Có người muốn chống lại, không muốn thần phục, kết quả là phù, thân thể của kẻ này nứt thành bốn khúc và ngã ẩm bên trong vũng máu, thiếu chút nữa thì đã mất mạng. Chỉ có một số ít người đứng thẳng được thế, nhưng sắc mặt lại trắng bệch, khó coi tới cùng cực đừng nên nhìn nó làm gì hoặc nói là đừng có suy đoán gì về nó cả nếu không chúng ta đều phải chết hết đó có một vị cường giả trong số này gầm nhẹ nhắc nhở tất cả mọi người nhóm đại tu sĩ của dị vực đều chìm đắm trong vẻ khủng hoảng vô hình bởi vì đã có liên tiếp mấy cường giả ngã vào trong vũng máu thậm chí có người nổ tung hình thần đều diệt đây là chuyện đáng sợ tới cỡ nào nên biết bọn họ chỉ mới liếc nhìn sinh vật đó cơ bản còn chưa hề động thủ chỉ hơi hơi tìm kiếm bí mật của nó thì đã như vậy rồi nó đều đã đóng kín ngũ giác cùng cửu thức đã khóa lại linh lực bịt kín cơ thể không hề tiết lộ một tê tinh khí nào ra ngoài là đang trong bất sinh bất diệt một vị cường giả lên tiếng và lúc này bọn họ cũng không thể nào chú ý tới thạch hạo được nữa chỉ duy nhất là sống sót bởi vì tất cả mọi người đều đang nằm trong cơn nguy hiểm là một hồi kinh biến nó ấp tới một cách đột ngột một sinh vật đang ngủ say lại có thể đẩy bọn họ vào tử địa sao có khả năng chứ nó đã tự niêm phong toàn bộ bản thân Vậy mà chúng ta còn gặp nguy hiểm tới tính mạng nữa, việc này khiến người khác khó mà tin tưởng được. Chính là như vậy, chính là vì như vậy cho nên mới đáng sợ. Nếu như chúng ta không nhìn, không nghĩ tới nó nữa thì sẽ không có nguy hiểm gì. Không tin thì các người cứ thử đi. Rất nhanh sau đó, có vài người yên lặng rời khỏi khu vực bóng tối của tử vong ấy, ai nấy đều nơm nớp lo sợ không thôi. Tiếp đó, tất cả mọi người đều làm như vậy rồi thầm thở dài một hơi, vừa nãy thật sự quá nguy hiểm nếu như không phải có người tỉnh ngộ và nhắc nhở mọi người, thì chính là một hồi đại họa rồi. Bên dưới chân của một ngọn núi đá, cả người thạch hạo ướt đẫm mồ hôi, hắn đứng cách xa đám tu sĩ của dị vực và vừa nãy thiếu chút nữa, thì hắn đã hình thần đều diệt rồi. Mãi cho tới khi hắn thoát khỏi cảm giác ấy, không còn quan tâm tới sinh vật kia nữa, thì tất cả mới nghịch chuyển. Hắn nhanh chóng uống mấy ngụm chất lòng màu vàng, chính là bào dịch được lấy từ trong dãy núi thần dược kia, dùng thứ này để khôi phục lại bản thân cảnh giới của con sinh vật kia không thể nào hình dung nổi rất có thể sánh vai với những tồn tại đứng ở đỉnh kim tự tháp giới ta có người nói hiện giờ nó đang chìm trong giấc ngủ khóa chặt lại tinh huyết của bản thân tựa như là đã chết đi vậy theo lý mà nói thì chẳng hề khác một tảng đá là mấy nhưng mà nó vẫn tạo thành uy hiếp chí mạng cho mọi người bất sinh bất diệt đây là một trạng thái tiếp cận với tử vong sinh mệnh sẽ không mất đi một chút nào là tầng ngủ đông sâu nhất có người nói một khi nó thức tỉnh thì chúng ta đều phải chết cả không một ai có thể chịu đựng nổi uy thế như vậy tất cả mọi người sẽ nổ tung ngay tức khắc một ông lão trầm giọng nói sắc mặt của mọi người đều rất khó coi bởi vì bọn họ thật sự rất sợ hãi bọn họ hoài nghi đây chính là một nhân vật đáng sợ nào đã chưa hề chết trận ở hơn một kỷ nguyên trước lúc này đã rơi vào trạng thái giả chết khả năng là đang dưỡng thương xa xa thạch hạo nghe thấy được những lời này thì khiếp sợ không thôi con sinh vật này một khi tỉnh dậy thì toàn bộ đại tu sĩ cảnh giới độ nhất sẽ nổ tung, sẽ mạng mạng ngay tức khắc. Việc này cũng quá khủng khiếp mà, tới cùng nó mạnh tới mức nào. Nghĩ tới những thứ này thì sắc mặt thạch hạo càng trắng bệch hơn, bởi vì hắn đang nhớ lại, lúc hắn vừa mới tiếp cận rừng rậm thiên thú vào hai ngày, trước thì từng nghe được tiếng thú gào đầy đáng sợ, hắn từng nhìn vào khu vực sâu nhất trong khu rừng rậm này và thấy được một con cổ thú đang giết gào, đánh nứt trời xanh. Hoàn toàn chính xác là con cổ thú này. Lúc đó, Tuy rằng khoảng cách xa xôi thế, nhưng con sinh vật ấy quá hùng vĩ, quá khủng khiếp nên Thạch Hạo mơ hồ có thể thấy được, chắc chắn sẽ không nhìn nhầm. Nó cũng không phải quanh năm suốt tháng chìm đắm trong trạng thái giả chết này, hai ngày trước vừa tỉnh dậy xong, vậy thì có ý nghĩa rằng bất cứ lúc nào nào cũng sẽ tỉnh lại. Khi nghĩ tới đây thì lông tóc Thạch Hạo đều dựng thẳng. Đây là sinh vật gì thế? Khi không nhìn vào nó nữa thì mọi người sẽ không nhận lấy uy thế kia nữa, cảm giác như cơ thể muốn hủy diệt đều biến mất. Cũng chính vì vậy nên bọn họ mới dám thảo luận, nói ra nghi vấn. Việc này càng khiến Thạch Hạo kinh ngạc hơn, một sinh vật mạnh mẽ như vậy nếu không phải tới từ dị vực thì chẳng lẽ lại thuộc về cửu thiên. Năm đó, nó chưa từng chinh chiến qua với dị vực. Lẽ nào là sinh vật càng lâu đời hơn nữa, sớm đã gặp chuyện bất chắc nên đã bỏ qua cuộc chiếc Trung cuộc hơn một kỷ nguyên trước. Con sinh vật này mạnh tới mức không tưởng, dù cho ai tới nơi này thì cũng có thể hiểu được. Nó bị một sợi xích sắt đầy đáng sợ quấn quanh và khóa chặt lại, đồng thời sợi dây xích này được nối với một tấm bia đá ở bên dưới thanh binh khí bên trên đầu của nó tuyệt đối là một thanh chiến mâu tiên gia tuy rằng gỉ xét thế nhưng lại lan tràn từng tia tiên khí nó mạnh mẽ như vậy tại sao không nhổ ra thanh mâu này hoặc nói rằng nguyên thần của nó sớm đã bị ghim chặt đúng rồi nó đã xảy ra vấn đề lớn nào đó tuy rằng mạnh tới mức nghịch thiên thế nhưng đã bị người khác dùng xích thần xích chặt lại nơi này e rằng thanh tiên mâu màu máu kia cũng là một trong những vật dùng để phong ấn có cường giả của dị vực phán đoán như vậy. Rất khó mà tưởng tượng ra được, một con sinh vật cổ xưa mạnh mẽ là thế lại có thể bị người khác chấn áp và khóa chặt. Thạch hạo nheo mắt lại không dám nhìn con cổ thú kia quá lâu, hắn chỉ dám liếc nhìn sơ một cái, khoảng cách quá gần đồng thời, nó còn khủng khiếp như vậy, chỉ cần nhìn chằm chằm và nghĩ về nó thì sẽ tiến vào vùng nguy hiểm ngay. Hắn cúi đầu suy nghĩ, ngay cả người dị vực cũng không nhận ra được nó, mà chỉ nghe được chút lời đồn, chứng tỏ rằng nó vô cùng cổ xưa, hoặc là nó đã bỏ qua trận chiến tận thế kia ta biết nó là ai có lai lịch như thế nào giữa rừng núi chợt có cường giả lên tiếng ánh vàng hừng hực một con sư tử vàng óng cất bước đi tới uy mãnh và kinh người phù ý sư tử thạch Hạo thất kinh nhìn về nơi xa hắn ý thức được việc gì nó thuộc dòng dõi phù ý sư tử từng bắt nguồn từ cửu thiên thập địa sau đó thì làm phản nương nhờ vào dị vực quay đầu giết ngược người của bên mình phù ý sư tử biết sinh vật này như vậy có thể chứng minh được con cổ thú này từng là một vị đại nhân vật thuộc cửu thiên thập địa phù sư tử biết con cổ thú này một đám tu sĩ lộ vẻ kính sợ quay đầu nhìn nó đệ nhị thiên hạ chính là sự đánh giá của ngày xưa dành cho nó nó từng cạnh tranh sự mạnh mẽ với một con chân long tiếc rằng đã thất bại phù sư tử nói nó nói cho mọi người biết đây chính là sinh vật của cửu thiên thập địa mạnh mẽ tuyệt luân thế gian này cũng chỉ xuất hiện có vài con mà thôi từng tranh bá với chân long để đoạt chân danh là có ý gì tranh đoạt cái gọi là chân danh có người không hiểu hỏi lại nó đến cùng là sinh vật như thế nào bởi vì có rất nhiều cường giả dị vực không biết đây là sinh vật gì không ngờ lại từng tranh hùng qua với chân long mạnh mẽ nhất nó cũng là một con chân long thế nhưng hình thái tiến hóa lại khác hẳn về sau xảy ra tranh chấp với một dòng dõi thuộc chân long và dẫn tới quyết chiến nhưng tức là đã thua vui ý sư tử nói đây cũng là một con chân long mọi người ngạc nhiên bốn mắt nhìn nhau tiếp đó lại liếc về con sinh vật cổ kia đương nhiên mọi người cũng không dám nhìn lâu và nhìn kỹ nó chỉ có thể thoáng liếc sơ qua mà thôi nếu không con sinh vật đầy mạnh mẽ này sẽ tạo nên sự cán trả đối với bọn họ sẽ nguy hiểm tới tính mạng tại sao lại là một con rồng chứ trần long còn có hình thái khác nữa rất nhiều chủng tộc đều có thể tiến hóa thành rồng ví dụ như mãng xà dao thậm chí nếu như con cá chép có thể nhảy qua một bức trung cực thì cũng sẽ hóa thành rồng ngay vô ý sư tử giải thích rồng không chỉ là một loại sinh vật mà là hình thái sinh mạng ở đỉnh cực hạn nhất rất nhiều sinh vật đều có thể lựa chọn tiến hóa về phía nó chân long được mệnh danh là đệ nhất chủng tộc thế nhưng vào thời kỳ ban đầu thì chân long ra làm sao hình thái sinh mệnh ấy được thể hiện như thế nào cũng là phải trải qua những cuộc cạnh tranh chân long nguyên thủy nhất từng có hai nhánh lớn con cổ thú trước mắt này chính là cường giả vô thượng thuộc một trong hai nhánh lớn ấy rất rõ ràng nhánh này về sau đã thất bại và phải bỏ chạy không có được chân danh là rồng. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, im lặng lắng nghe. Thạch hạo thì tròn xoay cặp mắt, còn có chuyện này nữa à? Sau đó thì hắn cũng cảm thấy tin tưởng, bởi vì ở rất nhiều nơi tới hiện, giờ cũng đều coi cổ ngạc là rồng. Rõ ràng, đây chính là quá trình diễn biến để hình thành nên chân long cổ đại. Lúc này, vô ý sư tử chứng thực với tất cả mọi người, đây là một sinh vật cực kỳ cổ xưa, năm đó đã bại trận và rồi biến mất. Mà bộ tộc này cũng chẳng hề thấy tam hơi đâu nữa, không nghĩ rằng con cổ thú bên trong rừng rậm thiên thú lại sẽ là nó đệ nhị thiên hạ không phải là nói chơi năm xưa đã tranh giành vị trí đệ nhất tộc thế nhưng đã thất bại rồi bỏ chạy mà một nhánh khác của chân long đã trở thành chủng tộc đệ nhất thiên hạ vô sư tử tổng kết lại và rồi chỉ vì nó biến mất quá sớm nên ngay cả trận chiến tận thế của tiên cổ cũng không thể tham gia có thể thấy được niên đại đó xa xăm tới cỡ nào sao nó lại tới nơi này con chân long này mạnh mẽ tuyệt đối thế nhưng lại bị người khác dùng chiến màu đỏ sậm đâm xuyên đầu lâu. Lẽ nào chính là con chân long cổ đại từng là đối thủ của nó gây nên ư? Liên quan tới vấn đề này thì vô ý sư tử cũng không hay biết. Nếu như ngươi và ta bị đâm xuyên đầu lâu thì nguyên thần chắc chắn đã tan biến rồi, đặc biệt đó lại là một thanh chiến mâu của tiên, có thể tưởng tượng ra được nó mạnh mẽ tới mức nào. Không cần hoàng kim sư tử nhiều lời thì mọi người cũng đều hiểu được, sinh vật này quá mạnh mẽ, hiện giờ bất sinh bất diệt mà đã như vậy rồi nếu như sống lại thì sẽ mạnh tới cỡ nào nữa. Chỉ có một chút ta vẫn không hiểu, nơi đây tiếp giáp với giới ta, các vị đại nhân năm xưa cũng chưa từng tới đây ư. Vô ý sư tử nói. Hắn nói chữ giới ta, ý là chỉ dị vực chứ cũng không phải chỉ phía sau đế quan. Trùng tộc hom lương khụy gối, quả nhiên đã quên đi xuất thân của mình rồi. Xa xa thạch hạo chế nhạo, hắn chẳng hề ưa bộ tộc này chút nào. Phản bội cửu thiên, tàn sát những bộ tộc từng gần gũi với mình, thật sự quá đáng tởm từng có một vị đại nhân của giới ta tới đây, thậm chí còn ra tay nữa kia. Thế nhưng khu địa vực này không hề tầm thường, trong đám người này trượt có một ông lão biết chút ẩn tình lên tiếng. Theo như bí ẩn, mà hắn nói ra thì vị đại nhân của dị vực tới đây đã bị thương, về sau đã rút lui. Cái gì? Tất cả mọi người đều thất kinh. Phải rút lui ư, năm đó đã đánh hạ đế quan thế nhưng lại bị ngăn trở ở ngay nơi này. Tóm lại, có một số việc ngoài ý muốn, kết thúc đại chiến năm đó, tuy rằng chúng ta đã thắng, Thế nhưng mấy vị cổ tổ vô thượng như Du Đà, An Lan cũng bị thương rất nặng, trả một cái giá vô cùng lớn. Trong thời gian ngắn không cách nào tái chiến được nữa. Nếu không, năm xưa sau khi cử thiên thập địa xảy ra bất chắc, thì vì sao chúng ta lại lựa chọn rút lui, rời khỏi đế quan? Đây là nguyên nhân chủ yếu, mà khi đó chúng ta lại bỏ quên đi khu vực này cũng là vì xảy ra kinh biến. Dựa theo những gì ông lão này từng nói, thì nơi đây chắc chắn cũng đã xảy ra đại chiến thế nhưng một trận chiến khiến cho dị vực giật mình nhất lại xảy ra ở dãy núi thần dược cái gì nghe nói nơi ấy có một đạo nhân cao tầm một thước là do tiên kim hoàng đạo hóa thành và người này đã từng đại chiến một cuộc kinh thiên động địa với đại nhân vật vô thượng của giới ta bên dưới chân núi sau khi thạch hạo nghe được thì ngạc nhiên không thôi hắn trợn mắt nghĩ lại tất cả những gì mà mình đã nhìn thấy bên dưới khu địa quật của dãy núi thần dược kia trong lòng đất ấy chẳng phải có một đạo nhân hoàng kim ư người này im lặng ngồi xếp bằng sau lưng là một hang cổ thần bí, nghi rằng đã tọa hóa trong vô tận năm tháng rồi. Ngoài vị đạo nhân kia còn có một chiếc chiến xa nữa, một con trâu vàng dài hơn một thước làm thú kéo, đương nhiên sớm đã chiên năm xẻ bảy rồi. Thạch Hạo không nghĩ tới, chính ngay lúc này, hắn lại nghe được những lời đồn liên quan tới vị đạo nhân này. Trận chiến ấy, đại nhân vật vô thượng của giới ta đã bị thương nặng, khả năng cũng đã tới khu rừng này và không biết có chiến đấu nữa hay không. Ông lão nói tới đây thì chợt dừng lại. Tiếp đó, hắn than thở các ngươi cũng biết sát bên cạnh nơi này là khu mai táng cổ khi đó giới ta cũng đã phát giác được bên trong lòng đất khả năng có tồn tại có thể sánh ngang với cổ tổ du đà chính bởi vì như vậy sau cùng chuyện ở khu vực này đã sống chết mặc bay rừng rậm thiên thú dãy núi thần dược chi mạch của khu mai táng cổ cả ba kề sát với nhau và đều có trí cường giả tọa chấn mà sau khi dị vực đại chiến với cửu thiên thập địa thì nguyên khí đại thương cho nên mới không có manh động mãi cho tới sau này khi Juda An Lan phục hồi, như cũ thì cũng đã không thể nào xuyên qua biên hoang được nữa. Bởi vì, có sự ngăn cản của thiên uyên, không cách nào đặt chân tới đây được. Đạo nhân Hoàng Kim, còn có cả con cổ thú này nữa, tại sao đều tới từ biên hoang, khẳng định là có nguyên do, có người nghi hoặc. Lúc này thì Thạch Hạo đã bắt đầu tiến lên ngọn núi đá, đứng từ xa nhìn về phía bọn họ. Nhưng mà, tu sĩ của dị vực cũng chẳng hề lo lắng gì, đã tới đây rồi thì hắn còn có thể trốn đi nơi nào. Đương nhiên bọn họ cũng rất lo lắng, vạn nhất con cổ thú này thức tỉnh thì tất cả mọi người rất có thể sẽ nổ tung ngay tức khắc, chết thảm trong thịt nát xương tan. Có một bàn tay bí mật nhằm vào dị vực ta, nơi đây có con cổ thú cùng với đạo nhân hoàng kim kia, chắc chắn có quan hệ với bọn họ. Thạch hạo lên núi, cũng không có tiến vào ngọn núi có khắc đệ nhị thiên hạ kia, bởi vì lo sợ nơi ấy có phủ văn mạnh mẽ nào đó, hắn tin chắc, bia đá kia chính là ổ khóa khóa lại con cổ thú ấy, tiến hành phong ấn. Hắn bước lên một ngọn núi đá phía đối diện, không chút do dự, vô cùng quả quyết, bởi vì từ sau khi tới đây, thì hắn liền cảm nhận được vẻ khác thường, thấy nơi ấy rất là quen thuộc. Sau khi tiến lên ngọn núi đá to lớn ấy, thì một mảnh ánh sáng an lành xuất hiện, mờ ảo và thần bí. Thạch Hạo hoảng sợ, quả nhiên là nơi này. Núi đá hùng vĩ, bên trên đỉnh núi có một hồ nhỏ trong veo thu hút lấy nguyên thần của người khác, muốn nguyên thần tiến vào đây. Hắn đã từng thấy qua chiếc hồ này, ao à luân hồi. Thạch Hạo lẩm bẩm. Hai ngày trước lúc, hắn bị thiên thử truy sát, sau khi cây khô xuyên thủng thân thể của thiên thử, thì về sau lại để cho nó rời đi, bởi vì thiên thử đã nói to lời thề, đi tới Luân Hồi. Lúc đó, thiên thử đã được một con đường dẫn đi, phần cuối là một cái ao, và đó chính là chiếc hồ nhỏ đang ở trước mắt hắn. Rất nhanh thì Thạch Hạo phát hiện ra một tấm bia, bên trên có ghi ba chữ: "Ao Luân Hồi". Lại là nơi này. Thạch Hạo lẩm bẩm, hắn thủ thế phòng bị, rất là sợ lỡ đâu lại phải đi luân hồi ồ vào lúc này bên dưới chân núi vô ý sư tử chợt phát ra tiếng kinh ngạc ngửa đầu nhìn lên trên bạn đang xem thế giới hoàn mỹ được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com sẹt giờ phim viết liền không giấu nhé hào quang bên trên đỉnh núi đã gây nên sự chú ý của hết thảy tu sĩ dị vực có mùi vị quen thuộc ta cảm thấy nơi đây sẽ có cơ duyên lớn không thể để hắn đạt được vô ý sư tử nói chuẩn bị tiến lên. Cẩn thận một chút, nơi này rất nguy hiểm, một ông lão nhắc nhở. Toàn thân con sư tử này vàng óng, thể phách mạnh mẽ, đứng yên tại chỗ suy nghĩ, rồi chợt bừng tỉnh, nói, ta hiểu rồi, ta cảm thấy được sức mạnh của mạch cổ tăng là có duyên với ta. Nhắc tới mạch cổ tăng thì cặp mắt của quần hùng dị vực đều phát ánh lạnh, tâm trạng đầy phức tạp. Bởi vì, mạch cổ tăng vô cùng mạnh mẽ, năm xưa, vì để giết một vị tiên tăng vương thủ cổ tăng thì dị vực đã đánh đổi cái giá nặng nề chết rất nhiều cao thủ trong đó có một vị vương bất hủ sau khi trải qua trận chiến ấy thì đã bế quan tới tận lúc này mà vẫn chưa từng xuất hiện có người hoài nghi hắn đã tọa hóa trong cổ địa của bộ tộc kia rồi tổ tiên của vô ý sư tử cũng từng bị tăng vương hàng phục quy vào mạch cổ tăng bộ tộc này tất nhiên có nhân quả rất lớn với cổ tăng hoàng kim sư tử với tốc độ cực nhanh tiến lên đỉnh của ngọn núi kia rất nhiều người trong nhóm quần hùng tu sĩ, dị vực này rất khát khao, cũng muốn đi xem rõ ngọn ngành thế, nhưng lại cố áp chế lại. Bởi vì cách đây không xa đang có một con cổ thú với uy hiếp cực kỳ to lớn, ai cũng không muốn lại gần. A à Luân Hồi, phù sư tử leo lên ngọn núi đá, thì thấy được chiếc hồ nhỏ đó, lúc này nó trở nên kích động đồng thời, do dự, tiến thối lưỡng nan lầm bẩm Thật sự có quan hệ với bọn Hán Nư? Người đang đi tìm cái chết à? Thạch Hạo bình thản hỏi tạo hóa của ao luân hồi này có duyên với ta nếu như ngươi không lùi lại thì ta đành tiễn ngươi lên đường vậy hoàng kim sư tử lộ sát ý băng hàn nhìn thạch hạo bên trên ngọn núi đá cao lớn có một hồ nước thần bí tên là ao luân hồi việc này khiến thạch hạo ngờ vực không thôi không biết nơi ấy có đặc điểm gì mà lại khiến vô ý sư tử tin chắc rằng đó là một vận may lớn còn sư tử kia nói thật không vậy dưới chân núi một ông lão xuất hiện ánh sáng kỳ lạ trong mắt vẻ mặt chờ mong đồng thời liếc nhìn những người xung quanh ai cũng biết nơi này chẳng hề tầm thường chút nào có một con chân long khác bị khóa chặt ở đây thực lực mạnh tới mức không thể nào tưởng tượng ra được tuy rằng nguy hiểm thế nhưng cũng mang ý nghĩa khả năng sẽ có cơ duyên lớn vì vậy mấy người này đều thèm khát dù cho lần này tới đây là vì hoang là muốn lấy dương gỗ mục kia đi thế nhưng trong lúc này lại phát hiện ra thiên duyên như vậy thì sao lại không đi lấy chứ tốt nhất vẫn nên động thủ sớm một tí bắt hoang và thu lấy dương gỗ mục có người khác lên tiếng không muốn rắc rối càng tăng thêm. Thế nhưng, ai sẽ lên núi, không ai trả lời cả. Bởi vì, tất cả mọi người đều kiêng kỵ, một khi lên ngọn núi ấy thì có lẽ sẽ có nguy cơ to lớn, dù sao nơi đó cách rất gần đệ nhị thiên hạ. Gào! Trên ngọn núi đã chuyển tới tiếng hét lớn, vô ý sư tử đã ra tay. Dưới chân núi, tất cả mọi người đều nhìn thấy được, kim quang dâng trào tựa như ngọn núi lửa giận dữ, nguồn năng lượng này quá kịch liệt, xung kích ngang dọc đất trời. Có thể thấy được, mây mù bốc lên một móng vuốt màu vàng to lớn bao phủ cả thiên địa hòng một chiêu chủ cọn lấy hoang đồng thời siết chặt thành thịt nát trong khoảng cách gần như vậy uy phong của một trào kia khó mà tránh né được chỉ có thể liều mạng ầm quả nhiên nơi ấy tỏa ra ánh sáng chói mắt hoàng đã xuất thủ đối đầu với hoàng kim sư tử và đánh văng một trào kia ra xa thời khắc này không một ai lên tiếng bởi vì trái tim của bọn họ tựa như nhảy mạnh tới cổ họng còn có một bộ phận tu sĩ sợ hãi tới trắng bệch sắc mặt ước ao có thể thoát đi ngay tức khắc trái tim của mỗi người đều đập rộn thần hồn run rẩy là sợ hãi là sợ bản thân sẽ chết trong nháy mắt ai cũng không nghĩ tới vô ý sư tử lại lỗ mãng như vậy cứ thế động thủ không hề sầu lo chút nào công kích điên cuồng khai chiến với hoang nên biết ngọn núi đó cách con chân long cổ xưa kia không xa lắm gợn sóng kia nếu như lay tỉnh nó dậy thì ai có thể chạy thoát mọi người trông lại nếu như con cổ thú kia thức tỉnh thì chắc chắn trời sụp đất lở toàn bộ đại tu sĩ cảnh giới độ nhất sẽ nổ tung thành xương máu ngay hoàn toàn không cùng một cấp độ cách biệt quá xa vời trong nháy mắt một đám tu sĩ lùi lại im lặng trốn về phía sau tuy rằng bọn họ rất kiên cường một khi tiến vào rừng rậm thiên thú này thì sớm đã làm tốt chuẩn bị cho việc bỏ mạng rồi nhưng mà với tình cảnh trước mắt rõ ràng chỉ là ổng mạng cho nên không một ai muốn tiến tới cả có thể chết trận thế nhưng lại chủ động đi chiêu chọc cấm kỵ chết oan chết uồng việc này không hề sáng suốt chút nào cơ bản không đáng để tự đi tìm đường chết như thế trên đỉnh núi sau khi giao chiến một đòn thì hai cao thủ trẻ tuổi tách nhau ra chứ không tiếp tục đòn thứ hai nữa bọn họ tựa như cũng đang dò xét trạng thái của con cổ thú kia dưới chân núi những đại tu sĩ sắc mặt trắng bệch thở dài một hơi vừa nãy tất cả mọi người đều sợ hãi vô cùng cảm giác tận thế tràn ngập toàn thân trên thực tế vào khắc đó thì trong lòng rất nhiều người không ngừng chửi rủa vô cùng tức giận cảm thấy hoàng kim sư tử quá lỗ mãng vô ý sư tử mở lời nói các vị tiền bối các vị không biết được một vài pháp môn đặc thù của cửu thiên thập địa đây chính là đại pháp tỏa thiên có thể bảo vệ huyết tinh cùng nguyên thần của bản thân vĩnh viễn vững chắc nó sẽ không tỉnh giấc đâu đương nhiên nếu như ai có ác ý với nó thì sẽ chạm vào uy nghiêm của nó sẽ bị xóa bỏ ngay tức khắc loại pháp môn này cực kỳ đặc biệt khiến cho sinh cơ của bản thân không hề mất đi mảy may duy trì cơ thể ở trạng thái đỉnh cao năm đó được mệnh danh là pháp môn cấm kỵ chỉ là sinh linh có thể triển khai được loại đại pháp này thì khắp đất trời này cũng chẳng có mấy người con cổ thú này khi nào tỉnh lại thì hoàn toàn là do chính nó chứ không phải là do ngoại giới nhưng mà ai dám chạm vào vảy ngược của nó thì chính là đi chịu chết tất cả mọi người hoảng sợ con cổ thú mạnh mẽ như vậy sự nhận biết và nhạy cảm sẽ lợi hại tới mức nào chứ thế nhưng hiện tại lại không hề phát hiện tựa như là tảng đá lạnh lẽo. Điều này nói rõ tình trạng hiện tại của nó rất là tồi tệ. Nếu không thì làm sao lại phải triển khai môn đại pháp tỏa thiên này chứ? Đồng thời, từ một khía cạnh nào đó cũng đã nói rõ, loại đại pháp ấy không hề tầm thường chút nào. Khiến cho cường giả vô thượng đóng kín ngũ giác cửu thức, biến thái tới mức nào chứ? Chỉ vài câu ngắn ngủi đã khiến cho tu sĩ, dị vực đều thay đổi sắc mặt. Đại pháp tỏa thiên này thuộc về cửu thiên thập địa, là một môn công pháp thần kỳ vô thượng, Năm đó dù cho Du Đà An Lan cũng từng tìm kiếm qua thế, nhưng lại không thể thấy được. Loại đại pháp này còn có thể chữa thương, có thể giúp cho sinh linh chỉ còn dư lại một tiêu u hồn bảo tồn lại bản thân, đồng thời có thể chậm rãi hồi phục lại như cũ. Sau khi nghĩ tới những thứ này, thì cặp mắt của tất cả mọi người trở nên thâm thúy, biết rõ con cổ thú này đã bị thương quá nặng. E rằng cũng là như vậy nên chúng ta mới có thể đứng ngay trước mặt nó được. Nếu không, dù cho đứng xa mấy chục tới cả trăm vạn dặm, thì nó cũng có thể cảm ứng được, một khi mở mắt thì sẽ giết chúng ta trong tích tắc có người nói nhỏ trên ngọn núi đá hai cường già trẻ tuổi đang đối đầu với nhau hoàng hôm nay là ngày chết của ngươi hoàng kim sư tử lạnh lùng nói thân thể của nó hùng dũng khổng lồ cực kỳ bầm sư tử vàng óng dài tới tận đất cơ thể của nó cường tráng mạnh mẽ tựa như được đúc từ kim loại vậy tràn ngập sức mạnh bùng nổ bộ lông vàng óng toàn thân tựa như tơ lụa tự động phát ra hào quang cũng không phải là chưa từng đánh qua lúc đó nếu có chút thời gian thì e rằng ngươi đã chết rồi thạch hạo bình tĩnh đáp hắn nhắc lại trận chiến ở gần ách thổ kia đúng vậy hay không ngươi cảm thấy trận chiến ấy ta rất yếu hả tốt lắm hiện tại cũng nên quyết chiến thôi ta lên ngọn núi đá này một là để lấy tạo hóa mà ta nên đạt được hai là để chém ngươi chấm dứt tâm nguyện này vui sư tử nói rất nhiều người kinh ngạc sư tử phương màu vàng này sớm đã có gút mắc chính là muốn tử chiến một trận với hoang thạch hạo cảm thấy kỳ quái con sư tử này vừa muốn đoạt tạo hóa rồi lại còn muốn đánh một trận với hắn mục đích quá rõ ràng vì sao nó không chờ một người tới rồi hẳn đi đoạt tạo hóa nên biết ao luân hồi này vô cùng kỳ dị lâu nay thạch hạo cũng chẳng biết nơi ấy có cơ duyên không hề có ý định tiến vào như vậy chẳng phải nó nhắc nhở hắn à thạch hạo nói một mạch các ngươi dính quá nhiều máu tươi trên tay nương nhờ vào dị vực và chém giết người bên mình khiến cho rất nhiều tiên dân cử thiên thập địa phải nuốt hận uất ức hôm nay chi bằng kết thúc mọi chuyện khai đao từ ngươi vậy ta cũng muốn giết ngươi để kết thúc mọi vấn đề cho rồi hoàng kim sư tử nói rầm rầm nhưng mà lúc nắm đấm của thạch hạo phát sáng chuẩn bị xuất thủ thì con hoàng kim sư tử này lại nhảy thẳng vào trong ao luân hồi vô cùng bất ngờ dưới chân núi quần hùng dị vực đều ngạc nhiên một lát sau thì mọi người đã hiểu rõ vì sao nó lại làm như vậy bởi vì ao nước thần bí và yên tĩnh kia liền xuất hiện sóng nước tiếp đó là tiên quang cùng khí tức bất hủ ngập tràn hàng ngàn hàng vạn tia hào quang hóa thành từng vầy phủ văn một in hẳn lên trên người của vô úy sư tử một luồng sinh cơ khủng khiếp đang ập vào trong cơ thể của nó xương cốt nó vang lên nầm ầm tựa như đang tiến hóa đạt được lợi ích vô cùng to lớn tất cả mọi người đều ngơ ngác cái ao này lại gây gớm tới thế ư hoàng kim sư tử chỉ vừa mới nhảy xuống thì đã nhận được cơ duyên như vậy thạch hạo quyết đoán xuất thủ hắn không chút do dự nắm chặt quyền ấn nện mạnh vào cái ao ấy thần lực dũng mãnh có thể đánh rơi cả nhật nguyệt ánh sáng óng ánh nhấn chìm cả áo nước với khoảng cách gần như vậy thì cú đấm của thạch hạo hoàn toàn bao phủ nơi này mặc cho đối phương có thần thông to lớn cỡ nào cũng sẽ bị phá nát không thể tránh né ra ngoài được nhưng mà nằm ngoài dự đoán của mọi người áo nước phát ra hào quang đồng thời âm thanh kinh văn kỳ dị vang lên tựa như là phật đà đang tụng kinh chấn động khắp nơi quyền ấn của thạch hạo bị hóa giải ánh quyền óng ánh cùng với hàng loạt cốt văn bị hào quang hừng hực trong ao nước luyện hóa sạch sẽ hòa hết thần lực vào trong ao nước phù ý sư tử cũng chẳng hề hoàn thủ chút nào ao luân hồi này chủ động luyện hóa thần lực của hắn việc này hết sức kinh người các người cũng tới đi dưới chân núi có một ông lão nói với hậu nhân của mình trên thực tế vào lúc này tất cả mọi người đều nhìn thấy được hoàng kim sư tử đang nhận lấy chỗ tốt cực lớn cho nên ai nấy cũng đều thèm khát chiếc áo nước ấy tựa như có thể giúp người khác thoát thai hoán cốt tiến hành niết bàn không cần nhắc thì cũng đã có sáu bảy người trẻ tuổi đứng xung quanh đồng loạt nhàm về ngọn núi đá kia muốn chiếm lấy một phần của tạo hóa ầm um, thạch hạo xuất thủ lần nữa vận dụng lôi điện đánh xuống tia chớp đan dệt hỏng đánh giết hoàng kim sư tử kết quả tia chớp ấy đã bị ao nước hút lấy và hóa giải thành vô hình thạch hạo chấn động không thôi chiếc ao này cũng không quá lớn thế nhưng lại có thể thai ngén ra sức mạnh vô hạn tựa như đại dương mê -E hát mông vô bờ có thể bao hàm tất cả đồng thời hắn cũng thấy được hoàng kim sư tử đang dụng hết bộ lông cũ và mọc ra bộ lông vàng óng mới ánh kim quang càng rực rỡ hơn trước loại lồ xác này quá mức kinh người bùm bùm thạch hạo cũng tiến vào trong tranh giành lấy tạo hóa ha ha hoàng kim sư tử nở nụ cười đầy kỳ lạ con sư tử cười như điên chiếc đầu to lớn đầy uy mãnh và cũng rất dữ tợn bộ lông màu vàng óng dài tới vải thước hàm răng trắng như tuyết tượng như là những thanh dao găm sắc bén sau khi Thạch Hạo tiến vào trong ao nước thì cả người cứng đờ, tựa như đóng băng. Đương nhiên nhiệt độ ở nơi này còn thấp hơn cả hầm băng rất là nhiều lần. Huyết nhục của hắn bị đông cứng nén ép, như muốn vỡ vụn. Hắn thầm hô một tiếng không ổn, nhanh chóng chống lại. Nhưng mà, tiếp đó thì cực hàn biến mất và nước ao chợt sôi trào. Nhiệt độ còn cao hơn dung nham không biết bao nhiêu lần. Thần lực cuộn trào trong ao. Lúc này, Thạch Hạo kinh ngạc đồng thời cũng rất sợ hãi. Cơ thể hắn gần như bị nấu chín đồng thời, đang bị xé rách chiếc ao này quá kỳ lạ. Hắn không có cảm ứng được chút tạo hóa nào, ngược lại bản thân lại đang từ từ bị xé rách. Từ cực lạnh lại chuyển sang cực nóng, biến hóa này cực kỳ na. Các người đừng nên xuống, hoàng kim sư tử quát lớn. Bởi vì, lúc này đã có sáu bảy bóng người vọt lên trên ngọn núi và dõi mắt nhìn xuống, bên trong không ngừng bắn ra thần mang. Khi đứng ở trên bờ thì sẽ cảm nhận được rất rõ ràng về thần lực đang sôi trào trong ao, quá nồng đậm, đồng thời cũng có hương thơm lan tỏa tựa như là một áo chất lỏng tiên đạo vậy mấy người đó chẳng thèm để ý tới lời nói của hoàng kim sử tử mà thả người nhảy xuống bọt nước bắn tung toé a à, có người hét lớn vì cảm nhận được sự đau nhức loại đau đớn này lan tràn tiến thẳng vào trong linh hồn bọn họ không cách nào chịu đựng nổi lúc này có người muốn dãy giụa muốn bật nhảy muốn rời khỏi thế nhưng lại bị kéo xuống bị giam cầm trong ao nước phụt luồng máu tươi tung toé một người trong số đó đã bị ao nước nấu thành mưa máu, hình thần đều diệt. Không, đây là nơi quỷ quái gì thế này? Tên bên cạnh hét lớn, cơ thể của hắn bị ăn mòn, tiếp đó là hóa thành hàng vạn tia hào quang, hắn cũng tan rã. Thả ta ra, những người khác gào thét, dãy dụa kịch liệt. Nhưng mà, không hề có chút ngoài ý muốn nào, thân thể của bọn họ từ từ tan rã, nguyên thần đã sớm hóa thành mưa ánh sáng. Tất cả đều giống như nhau, đều bị phân giải trong ao nước bảy tên cao thủ bỏ mạng trong nháy mắt hình thần đều diệt là một thảm kịch mấy người hạ xuống này đều chết sạch đây làm gì mà là nơi tạo hóa chứ phải là một ao ma mới đúng kết quả này khiến cho sắc mặt của các đại tu sĩ đều thay đổi những cao thủ trẻ tuổi này có tới mấy người đến từ vương tộc kết quả lại chết một cách mịt mờ khó hiểu như vậy tiểu sư tử người tốt nhất nên giải thích đi thì hơn phía dưới một ông lão âm trầm nói tiền bối là bọn họ quá lỗ mãng mà thôi lần cơ duyên này không phải dễ chiếm như thế đâu hoàng kim sư tử lắc đầu vừa nãy nó đã ngăn cản rồi thế nhưng bọn họ vẫn không hề nghe khuyên can lúc này thạch hạo đứng bên trong ao nước cũng đang chịu lấy đau đớn khôn tả trong chớp mắt những người kia tan chảy thì hắn đã biết chiếc ao này là một hố ma đã trúng kế ao nước này quá bá đạo muốn cắn nát thân thể của hắn đồng thời nguyên thần của hắn cũng gặp tập kích cũng bị phân giải việc này khiến thạch hạo khó hiểu vì sao hoàng kim sư tử không hề hấn gì Trái lại sau khi hắn đi vào thì lại đang dần chuyển biến theo hướng hủy diệt. Thạch hạo thấy rõ ràng những kết cục chết thảm của mấy người trẻ tuổi vương tộc kia, nếu không phải hắn có thiên phú dị bẩm, đạo hạnh tinh thâm, thân thể mạnh mẽ thì sớm đã bước theo gót chân của bọn họ rồi. Thạch hạo muốn tránh thoát thế nhưng lại phát hiện bản thân như rơi vào trong vũng bùn, không cách nào cựu quậy, bị giam cầm nơi này. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Linh tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh Di Các Phim để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người. Thế giới hoàn mỹ tập 205, bất diệt kim thân thuyết minh tại kênh youtube Di Các Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Ha ha, cơ duyên của ta mà ngươi cũng dám đoạt à. Vô ý sư tử nở nụ cười đầy lãnh khốc và cũng mang theo sát ý. Phương xa, sau khi một nhóm người nhìn thấy tình cảnh này thì liền lộ vẻ khác thường, cảm thấy con sư tử này quá tàn nhẫn. Chẳng trách ngươi lại ngông nghênh như vậy, là cố ý dẫn dụ ta tới tranh đoạt tạo hóa với ngươi." Thạch Hạo lạnh lùng nhìn nó. Trong quá trình này, thân thể của hắn xuất hiện từng vết rách một, chỉ trong giây lát nữa thôi thì sẽ không cách nào gắng gượng được nữa. Dương gỗ mục trôi nổi trên bề mặt nước, chứ không hề chìm xuống. "Ha ha, ta đã nói rồi, hôm nay ngươi sẽ phải chết ở nơi này, đây là tạo hóa mà không phải ai cũng có thể đoạt được." Hoàng Kim Sư tử lạnh lùng cười nói. Đồng thời, Lúc này nó ngâm tụng một loại thần chú rất mơ hồ, người ngoài không cách nào nghe hiểu được. Âm thanh này ra chỉ bản thân, chính là loại kinh văn này đã bảo vệ và giúp nó không nghề hấn gì. Trước kia là nó vẫn âm thầm niệm tụng kinh văn, thế nhưng lúc này lại đọc rõ to, mục đích là đang chế nhạo thạch hạo. Nhưng vào lúc này, đám người bên dưới chân núi kia đều di chuyển đi lên trên ngọn núi, đương nhiên cũng có hơn nửa nhân số rất cẩn thận, không có làm bậy tiến lên núi. Nhiệm vụ cuối cùng đã hoàn thành có thể mang chiếc dương này trở về rồi một ông lão mỉm cười đi lên trên đỉnh núi sau khi vững tin con cổ thú kia sẽ không tỉnh lại thì bọn họ thầm thở phào một hơi không ít người đứng ở ven bờ ao và nhìn lại ha ha rất hay đó đây tựa như là đang bắt ba ba trong dọ vậy một người trung niên chế nhạo cảm thấy vui sướng đã vây nhốt được hoang ha ha hoang người trốn tiếp nữa đi còn không phải sẽ bị chém đầu ngay tức khắc hay sao bị bắt như vậy có cảm thấy uất ức không hả có vài người trẻ tuổi ngông cuồng cười lớn. Và lúc này, rất nhiều người đã tiến lên trên đỉnh núi nhìn Thạch Hạo, muốn chứng kiến cho bằng được thời khắc đặc thù này. Người có gan thì xuống bắt ta đi, Thạch Hạo đáp lại như vậy. Đầy đầu của hắn toàn là mồ hôi hột, nhận lấy cơn đau đớn khó mà chịu đựng nổi, thân thể đang bị phân dài, linh hồn gần như hóa thành mưa ánh sáng, đang bị ăn mòn. Chiếc ao này rất quái lạ, lúc thì lạnh ngắt, lúc thì nóng rực, lúc thì có quy tắc lan tràn. Tiếp đó không lâu, thì sẽ có tiếng tụng kinh vang lên. Nơi đây quá đối lập, khó mà lường được và cũng rất là nguy hiểm, muốn hòa tan những sinh linh tiến vào trong ao trở thành một phần của nước ao vậy. Một vài người trẻ tuổi trên bờ giận dữ, từng người nở nụ cười khẩy rồi xuất thủ. Dưới tình huống bình thường thì bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ của Thạch Hạo. Hiện giờ khi thấy hắn rơi vào tuyết cảnh mà còn cứng đầu không chịu nhận tội, tất nhiên là muốn dạy dỗ hắn một phen, giết chết hắn cũng không sao cả. Xoẹt! Vô số ánh sáng hạ xuống, tất cả đều là tổ thuật thế nhưng điều khiến bọn họ giật mình chính là những thủ đoạn này đều mất đi hiệu lực những thần quang ấy đều bị áo nước hấp thu và phân giải chuyện này một vài người trẻ tuổi biến sắc mặt kẻ địch đang ở ngay trước mắt thế nhưng công kích tùy ý của bọn họ lại không thể làm được gì sao lại có cái lý này chứ vô ý sư tử vương chuyện gì thế này một người trong số này thỉnh giáo vào lúc này một ông lão trong nhóm này cũng xuất thủ sắc mặt u ám để khó coi bởi vì vừa nãy hậu nhân của mình đã bị tan chảy ở nơi này tiền bối đừng vậy hoàng kim sư tử nhắc nhở sao vậy lẽ nào ta cũng không thể chạm vào cái ao này ông lão lạnh lùng hỏi hắn khó chịu ra mặt với vô hí sư tử cảm thấy hậu bối của mình chết quá oan uổng một mạch vô hí sư tử rất mạnh mẽ tổ tiên của bọn họ khả năng vẫn còn sống khiến thiên hạ kinh sợ nếu không phải như vậy thì ông lão này đã trừng phạt hoàng kim sư tử rồi đây chính là ao luân hồi rất kỳ dị hay cũng được gọi là ao rèn luyện bất luận là người nào khi tiến vào đây cũng phải nhận lấy cơn đau đớn vượt qua sức chịu đựng cực hạn của bản thân sẽ bị mài nhỏ thành bột mịn hoàng kim sư tử giải thích dù cho ngươi có là đại tu sĩ đi nữa thì cũng là như vậy sẽ gánh chịu lấy sức mạnh vượt qua cực hạn của cảnh giới độn nhất không cách nào chống lại được vậy vì sao ngươi không hề hấn gì ông lão thẳng thừng hỏi đồng thời hắn cũng vung tay muốn thử nghiệm ngón tay hơi hơi đụng tới là nước trong ao xoẹt kết quả ngón tay vừa mới chạm vào mặt nước thì đã từ từ bị ăn mòn cuối cùng máu thịt bé bét suýt nữa thì vỡ nát ông lão nhanh chóng lui lại đồng thời hít vào ngụm khí lạnh đây là chiếc ao quỳ gì thế này những người khác thấy thế thì đều lộ vẻ khiếp sợ trước kia bọn họ còn tưởng rằng chiếc ao này chỉ nhằm vào thế hệ trẻ tuổi bọn họ có thể thong dong tiến vào nhưng giờ nhìn lại sự khủng khiếp của nó còn vượt qua cả tưởng tượng của bọn họ bởi vì chiếc ao này chuyên chuẩn bị cho mạch của chúng ta hoàng kim sử tử giải thích cái gì rất nhiều người kinh hãi thạch hạo đang kiên trì nhận lấy cơn đau đớn khủng khiếp tuy rằng ngập tràn nguy cơ thể nhưng vẫn chưa hề bị hủy diệt việc này khiến cho ánh mắt của hoàng kim sư tử lộ ra thần hà cảm thấy giật mình với sức chịu đựng của thạch hạo chiếc ao luân hồi này hẳn là do một mạch cổ tăng lưu lại hoàng kim sư tử lên tiếng khi nó đi tới địa phương này dù cho đứng rất xa cũng có thể cảm nhận được khí tức của ao luân hồi giống y chang như trong ghi chép của bộ tộc nó đây là kết quả biến đổi của cổ tăng năm đó cổ tổ của vô ý sư tử đã từng đi theo tiên tăng vương hay có thể nói là tổ tiên của vô ý sư tử từng bị cổ tăng hàng phục và gia nhập vào giáo phái này vì lẽ đó nên chúng tinh thông phật pháp nắm giữ hàng loạt đại thần thông của cổ tăng biết rất nhiều bí ẩn một mạch cổ tăng muốn diễn biến ra luân hồi đây là một việc đầy vĩ đại của bọn họ hoàng kim sư tử không hề giấu giếm gì cả chiếc ao này có rượu dụng ra làm sao thì nó cũng không hiểu cụ thể được Thế nhưng nó biết, có thể lợi dụng chiếc ao này để tu hành, có lợi ích cực kỳ to lớn với bản thân. Tiền đề chính là, phải nắm giữ kinh văn cổ đặc biệt kia để gia trì bản thân. Đồng thời, cũng cần phải có thể chất cổ tăng. Cái gọi là thể chất cổ tăng, chính là quanh năm tu hành pháp môn của đạo thống này, sau khi nắm giữ Phật Pháp và tinh thông diệu lý thì thể chất của bọn họ có thể gánh tài được pháp lực kỳ dị này. Nói chính xác hơn, chính là thể pháp sau khi quanh năm tu luyện kinh văn của nhất mạch cổ tăng vô ý sư tử tất nhiên thỏa mãn điều kiện này cho nên khi vừa mới thấy cái ao thì nó đã vô cùng hưng phấn biết được đây là một vận may lớn dành cho mình cái ao này không hề bình thường như thế chúng ta cũng không có cơ hội ư ông lão hỏi bởi vì bọn họ biết rõ sự đáng sợ cũng như mạnh mẽ bất phàm của một mạch cổ tăng tiên tăng vương nam đó đã khiến cho dị vực phải đánh đổi một cái giá vô cùng đau đớn và thê thảm dù cho ta có dạy cho các vị biết kinh văn thì cũng cần phải tu luyện mấy chục năm mới được khi đó mới giúp thân thể có phật tính mới có thể tiến vào cái ao này hoàng kim sư tử đáp đồng thời nở nụ cười nhạt không còn biện pháp nào khác nữa à một vài người trẻ tuổi không cam lòng bởi vì bọn họ biết được đây là một cơ duyên lớn vô cùng kinh người có trừ khi ngươi phải thật nghịch thiên có thể chịu đựng được sự rèn luyện này thì mới có thể sống sót được thế nhưng ngươi muốn thử à xưa nay chỉ có mỗi mình vị tiên tăng vương lúc còn trẻ mới làm được vị này từng tản đi phật tính và tiến vào trong cái ao này nhưng không hề bị thiêu hủy hoàng kim sư tử nói nói tới đây thì nó chợt cao mày tập trung về phía thạch hạo bởi vì đã qua lâu như vậy rồi mà hắn cũng không hề bị hóa sạch sành xanh vẫn sống sót như trước làm sao hắn vẫn chưa chết thế đừng nói là lại thêm một tiên tăng vương được sinh ra nhé trên bờ hai mắt của một ông lão khác lóe lên ánh sáng khủng khiếp nhìn về phía thạch hạo việc này đã gợi nên sự quan tâm của mọi người hoang xuống đó cũng đã được một khoảng thời gian rồi dựa theo những gì mà hoàng kim sư tử nói qua thì hẳn phải tan chảy mới đúng. Làm sao tới giờ mà vẫn còn sống chứ? Một đám sinh linh đều tập trung về thạch hạo, dù cho là vô ý sư tử cũng là như thế. Nó cảm thấy có gì đó không đúng, đã qua lâu như vậy rồi mà hoang cũng không hề bị hòa tan. Đừng nói là tên nhân tộc này có thể chịu đựng nổi nhen, ông lão trầm giọng nói. Lại có thêm một vài sinh linh bên dưới chân núi tiến lên và vây quanh trên bờ hồ, tổng cộng cũng phải tới 6-70 người, ai nấy đều lộ vẻ khác thường, dù cho họ có căm thù người trẻ tuổi trong hồ kia đến thế nào đi nữa thì cũng không thể không thừa nhận rằng đây là một đối thủ vô cùng đáng sợ thiên phú dị bẩm không thể nào tiên tăng vương chỉ có một là người duy nhất không một ai có thể bước theo con đường của người được hoàng kim sử tử hoàng sợ nói tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào trong hồ khóe miệng của người trẻ tuổi kia dỉ máu cả người giãn nứt thế nhưng không hề bỏ mạng vẫn đang tiếp tục kiên trì thân thể đã giãn nứt sạch rồi hắn không kiên trì nổi nữa đâu có người nói rồi lộ ra nụ cười bởi vì mọi người nhìn thấy được thương thế của hoàng đang chuyển biến xấu nếu tiếp tục như vậy thì chắc chắn sẽ là con đường chết vết thương trên người thạch hạo càng ngày càng nhiều hơn vết rách càng to hơn có thể nhìn thấy cả xương cốt hoàng kim sử tử nhìn thấy cảnh này thì thầm thở phào cảm thấy yên tâm hơn đôi chút mang chiếc xương kia lên đây đi có người đưa ra đề nghị và lúc này bọn họ cảm thấy mình đang nắm lấy phần thắng sắp hoàn thành nhiệm vụ đã vây kín hoàng ở ngay nơi này kết cục chắc chắn sẽ phải chết. Cái dương gỗ mục ấy sẽ tới tay ngay. Nhưng mà, việc làm người khác khó xử chính là ao luân hồi quá đặc thù, nước ao có thể ăn mòn tất cả. Vừa nãy chính ngay một vị đại tu sĩ ra tay, mà cũng phải ăn lấy thiệt thòi. Như vậy làm sao có thể mang dương gỗ mục kia lên được đây? Tựa hồ chỉ có mình hoàng kim sư tử mới có thể làm được. Các vị tiền bối, ta vào trong ao luân hồi này là để đắp nạn lại kim thân, hiện đang vào thời khắc mấu chốt nên xin hãy chờ thêm chút nữa. Hoàng Kim sư tử mỉm cười nói. Những lời này vừa ra thì người người ở đây đều chấn động, kim thân của mạch cổ tăng. Đó là thành tựu đáng sợ tới mức nào chứ? Có thể xưng là thân thể kim cương bất hoại. Một khi luyện thành thì sức mạnh của bên ngoài khó mà thương tổn tới thể phách của bọn họ, mạnh mẽ tuyệt thế. Ít nhất những sinh linh cùng cấp khó có thể tổn thương tới thân thể họ được. Trước mắt con sư tử này, tựa như sắp sửa thành công, thành tựu được kim thân hoàn mỹ. Bọn họ tin chắc Hoàng Kim sư tử chắc chắn đang đáp nặn lại kim thân hoàn mỹ, không hề thiếu sót chút gì, đây là một thành tựu kinh người. Bên trong cổ tăng có rất nhiều người tu kim thân, thế nhưng có mấy ai có thể tu tới cảnh giới hoàn mỹ, đều sẽ có chút kẽ hở, phù ý sư tử thong dong lẫn nở nụ cười tự tin như vậy, hiển nhiên là đang muốn tiến vào cảnh giới vô thượng. Cái eo này quả nhiên được sinh ra vì nó, đào tạo nên một cao thủ bất bại. Kim thân bất hoại, có ý nghĩa là bất bại trời sinh trong cùng cấp. Tiên tăng vương năm xưa cũng chính là như vậy, đứng ngay nơi ấy, trượng lục kim thân bất động mặc cho người người công kích cũng không thể nào đánh thắng nổi thật sự mạnh mẽ tới khủng khiếp khục thạch hạo ho ra ngụm máu lần này càng nghiêm trọng hơn nữa bên trong miệng mũi đều ứa máu tươi đồng thời hai mắt cùng hai lỗ tai cũng có tơ máu chảy xuống việc này rất là nguy hiểm thân thể của hắn đã chịu lấy tổn thương cực lớn chất lòng bên trong ho này quá khủng khiếp không ngừng nghiền ép lấy hắn chất lòng trong ao từ cực lạnh chuyển thành cực nóng cũng chỉ là vấn đề nho nhỏ mà thôi không đáng là gì lúc này chất lỏng óng ánh này lại nắm giữ một luồng sức mạnh ma quái tựa như là cối say không ngừng xoắn nát cơ thể hắn Giác có thể nghe được rõ ràng âm thanh bẻ gãy của xương cốt trong cơ thể hắn huyết nhục biến hình vết sách vô số hắn gần như tan rã máu tươi từ những vết thương chảy ra ngoài nhuộm đỏ cả hồ nước ta không tin là không có cách nào kéo lấy chiếc xương gỗ kia một vài người trẻ tuổi đứng trên bờ không phục thậm chí có một vài nhân vật lớn tuổi cũng cảm thấy không phải là không lấy ra được có người xuất thủ một vài người trẻ tuổi tranh giành triển khai tổ thuật diễn biến quy tắc hoặc là hình thành nên bàn tay to lớn hoặc là hình thành nên chiếc lưới rộng dài tất cả đều tiến vào trong ao kết quả chỉ vừa mới tiếp xúc với bề mặt nước thì đều tan rã toàn bộ bởi vì ao nước sụp sôi và lao lên hàng ngàn hàng vạn sợi hào quang phân giải đi những luồng năng lượng kia sau đó là hấp thu toàn bộ và biến mất vào trong ao nước sắc mặt của những người trẻ tuổi này lúc xanh lúc trắng ai nấy cũng không cam lòng hoàng kim sư tử thì đang đắp nạn lại kim thân ngay bên trong ao nước mà bọn họ chỉ biết đứng bên trên chứ không thể nào đi xuống được sự khác nhau quá rõ ràng cũng khá đó chứ thần kỳ như vậy luôn ư để ta thử một lần lại thêm một đại tu sĩ xuất thủ thực lực siêu phàm là đỉnh cao trong cảnh giới độ nhất hắn là cao thủ số một số hai trong nhóm sinh linh này diễn dịch thần thông vận chuyển đạo hạnh toàn thân năm ngón tay mở rộng gợn sóng liên miên chộp về ao nước ầm um. nhưng mà sóng nước ngập trời đánh tan toàn bộ những gợn sóng kia toàn bộ thần lực mênh mông mà hắn thả vào trong ao đều bị cướp sạch ông lão ngớ ra vẻ mặt thẫn thờ tình huống rất là rõ ràng những gì hoàng kim sư tử nói đều là sự thật chiếc ao này rất kỳ lạ không cách nào chạm tới được những sinh linh này tin chắc một khi bọn họ tiến vào trong ao thì nhất định sẽ ảnh hưởng tới sinh mệnh ngay dù cho vài ông lão mạnh mẽ nhất cũng vô cùng kiêng kỵ không dám đẩy bản thân vào nguy hiểm Ô, còn chưa chết luôn à mấy người khác lộ vẻ cổ quái vừa nãy khi nhìn thấy thạch hạo không ngừng phun xối xả máu tươi miệng mũi lỗi tai cùng hai mắt đều loang lổ vết máu thế nhưng hiện tại hắn vẫn còn sống chưa hề tiêu vong mạng của hắn cũng lớn thật đó chứ ta cho rằng sẽ trở thành đám mưa máu ngay tức khắc ai rẻ khổ sở chống cự tới tận lúc này mấy người nghị luận tràn ngập vẻ kinh ngạc ta cảm thấy cần phải đưa hoang lên trên ngay nếu cứ để tự sinh tự diệt như vậy thì quá có lợi cho hắn rồi một cường giả trẻ tuổi của dị vực lên tiếng đúng đó để hắn chết ở nơi này thì quá nhân từ rồi mấy ngày qua hắn đã giết bao nhiêu tinh anh giới ta rồi phải tiêu diệt có người ánh mắt lạnh lẽo gật đầu đồng ý ầm có người đấm tới một quyền về thằng mi tâm của thạch hạo mạnh mẽ và bá đạo đáng tiếc thần quang dâng trào cú đấm ấy đã bị hóa giải toàn bộ thần lực đều bị ao nước ấy hấp thu cơ bản không thể nào tới gần được sắc mặt của người đó u ám một quyền đó cũng là do thần lực hóa thành nếu như là nắm đấm bằng da bằng thịt thật sự, thì hơn nữa, cũng sẽ bị hòa tan luôn. Keng Có người lấy ra binh khí, đó là một bảo ấn vuông vức được chế tạo từ một khúc thần cốt nào đó. Nó mang theo tinh khí mịt mờ, lượn lờ thần quang, người này ném mạnh tới trước. Nó tựa như là một ngọn núi nhỏ bao phủ cả ao nước ấy. Kết quả, sóng nước dâng lên tận không trung rồi quấn chặt lấy bảo ấn này, tiếp đó thu nó vào trong và không thấy bóng dáng đâu nữa. Bị hòa tan luôn rồi. Việc này quá khó xử, dù cho muốn ra tay giết chết Thạch Hạo, thì cũng không thể được. Bất kỳ sức mạnh nào tới gần ao nước thì đều sẽ bị hóa giải, bị phân giải thành tinh khí. Ta sắp xong rồi, chờ ta tới chém hắn. Hoàng Kim sử tử mở lời. Nó đã đạt được chỗ tốt cực lớn đủ để người khác ghen tị cùng ước ao. Kim Quang Minh mông tựa như là một lò lửa khổng lồ đang đặt ra muôn vàn thử thách cho nó. Tinh khí điên cuồng tràn vào thân thể, nó đang thay máu cũng như đang chóc ra lớp lông da bên ngoài thân thể càng mạnh mẽ hơn, đang hướng tới con đường kim thân hoàn mỹ. Ngược lại, các vị trí như tay chân của thạch hạo như đứt rời, như muốn hòa vào trong ao nước ấy, trở thành một phần của nó. Phù hủy sư tử nhìn về phía thạch hạo, trong con ngươi màu vàng bán ra thần mang chói lóa, nói, mơ mộng tranh tạo hóa với ta à, cũng không nhìn xem thử đây là nơi nào, là ao luân, hồi có thể hòa tan vạn vật, phổ độ tất cả chúng sinh, nhưng không phải một mạch cổ tăng, thì tiến vào cũng chỉ uổng mạng mà thôi thạch hạo cũng chẳng hề để ý tuy rằng thân thể cùng linh hồn của hắn gần như bị xé nát thế nhưng hắn vẫn không hề từ bỏ vẫn cố gắng kiên trì và vật lộn hắn không tin lời nói của hoàng kim sư tử bởi vì hắn từng nhìn thấy thiên thử tiến vào trong ao này sẽ không bị hòa tan thời khắc này từ đầu tới cuối thạch hạo không hề buông tay vẫn như trước nắm chặt lấy dương gỗ mục hai mắt mở to khiến hai hàng máu tươi chảy dài chịu lấy thương tổn nghiêm trọng con người đều dính máu chứ đừng nói tới những vị trí khác trên thân thể hắn nhìn về phía hoàng kim sư tử thì thấy được đối phương đang đắp nặn lấy kim thân đã tới thời khắc mấu chốt rồi người nói nhiều quá đó thạch hạo lên tiếng lời nói đầy kiên định hắn ra sức vật lộn dùng hết khả năng để thoát khỏi trói buộc của chiếc ao này muốn xuất thủ đánh về phía vô uy sư tử ầm sóng nước ngập trời chiếc ao cuồn cuộn kịch liệt tinh khí dâng trào tựa như khói mờ bao phủ nơi đây trở nên vô cùng khủng khiếp thạch hạo không ngờ lại có thể chuyển động hắn gian nan giơ lên cánh tay rồi vỗ về phía hoàng kim sư tử bị giam cầm lâu như vậy đáng lẽ đã bị hòa tan sạch tinh khí thần toàn thân mới đúng chứ không ngờ ngươi lại còn hoạt động được chính ra cũng giỏi đó chứ vô uý sư tử đánh giá nó rất là giật mình gào nó gào lớn một tiếng chủ động công kích về phía thạch hạo dù cho đang đắp nặn lấy kim thân và không thích hợp để làm chuyện này thế nhưng vẫn dáng nhịn và xuất kích vù vù bạn đang xem thế giới hoàn mỹ được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube các phim để cập nhật những video mới nhất youtube.com/secab phim viết liền không dấu nhé. Đột nhiên, một phần thân thể của Thạch Hạo đang lộ bên trên mặt nước chìm xuống dưới, toàn thân đều tiến vào trong ao tránh thoát khỏi sóng âm của con sư tử này. Công kích của người khác thì có thể hắn không chú ý tới, chờ áo nước này hóa giải, thế nhưng con sư tử này quá đặc biệt, ở ngay nơi này, nó đã nắm giữ ưu thế bẩm sinh, không hề bị áo nước này ảnh hưởng nên Thạch Hạo phải đề phòng sao hoàng còn chưa chết nữa chứ và lại hắn còn chủ động xuất thủ nhìn kìa hắn đang di chuyển trong ao nước mọi người thấy được hoang tựa như là một con cá đang bơi về phía hoàng kim sử tử nhưng mà phía sau thân thể của hắn là màu đỏ tươi đó rõ ràng là vết máu ha ha ta rất thích nhìn cảnh này mặc ngươi dãy giụa mặc ngươi nỗ lực mặc ngươi ra sức tấn công thế nhưng vẫn sẽ bị giết chết hoàng kim sư tử nở nụ cười chứ chẳng hề lo lắng gì cả nó hiếp lại con người màu vàng nói giết chết người như vậy có phải rất giống như chó chết nước không ta là xỉ nhục lúc lên tiếng thì cực kỳ bình thản từ từ giơ lên móng vuốt to lớn vàng óng của mình rồi đè mạnh tới không nên khinh thường nhanh chóng tiêu diệt hắn đi vạn nhất lại trở thành tiên tăng vương thứ hai thì phiền phức rất lớn đó một ông lão trên bờ nghiêm túc nói đây cũng chính là lo lắng của những người khác bọn họ cảm thấy nên giải quyết thạch hạo càng nhanh càng tốt hoặc là giết chết hoặc là bắt làm tù binh quang hắn tới đây có người hô lên đó là một người trẻ tuổi đang liếm liếm đôi môi để lộ ra hàm răng trắng bóng sát ý rất đậm đúng đó sao có thể để hắn chết trong đau đớn đơn giản như vậy được chứ tinh anh của giới ta không thể chết vô ích được phải sách hắn tới trước mộ phần và quy lại cầu xin tha thứ có người đề xuất một đám tuổi trẻ cổ vũ vừa hưng phấn vừa kích động đồng thời mang theo sát khí để cay nghiệt vứt hắn lên đây đi một ông lão cũng gật đầu hắn cảm thấy bắt giữ thạch hạo còn tốt hơn là giết chết có thể hiểu rõ thêm nhiều bí mật từ trên người của hắn trong ao nước móng vuốt của vô ý sư tử đập xuống ánh hoàng kim rực rỡ trói mắt chấn động cả ao nước nó đang lột xác nên hành động bị ảnh hưởng cực lớn thế nhưng lại mạnh hơn rất nhiều so với những người khác có thể ra tay như thường mà bên dưới mặt nước cả người thạch hạo gần như nứt toác cái ao này tựa như là một cái cối say đầy đáng sợ có thể tiêu diệt thần ma nó không ngừng nghiền ép xoắn cắt thành thịt vụn thất khiếu của hắn dỉ máu thế nhưng thân thể vẫn phát sáng tựa như là sao băng va chạm xuống mặt đất muốn dành cho con sư tử kia một đòn chí mạng ầm đáng tiếc hắn bị thương quá nặng tinh khí thần toàn thân đều đã hao tồn nghiêm trọng hơn nữa còn bị áp chế bởi ao nước này nên không thể nào phát huy ra được sức mạnh như lúc toàn thịnh kết quả rất rõ ràng lúc móng vuốt kia hạ xuống thì hắn đã gặp phải thương thế nghiêm trọng vô hí sư tử rất khổng lồ móng vuốt tựa như là một cái móc câu hoàng kim trong đó có một móng quẹt vào thân thể của thạch hạo và cuốn lấy một mảng huyết nhục sâu tới tận xương thiếu chút nữa thì đã cào nát bụng của thạch hạo khá lắm vậy mà còn có thể xuất thủ trong hoa nước này sức mạnh cũng không hề bị ao nước hóa giải hoàn toàn vui sư tử nói sinh linh trên bờ nghe vậy thì đều biến sắc mặt bởi vì bọn họ từng thử nghiệm xuất thủ bất kỳ thứ sức mạnh nào cũng đều bị hóa giải cả dựa theo những gì hoàng kim sư tử từng nói cơn đau đớn phải thừa nhận ở nơi này hoàn toàn vượt qua cực hạn cảnh giới của bản thân phụt đúng lúc này thì bảo vai của thạch hạo đột nhiên bắn lên một luồng hoa máu bảo vai bị xé rách toàn bộ cánh tay gần như thoát ly khỏi thân thể tiếp đó hắn lại rên lên một tiếng chân phải run rẩy máu thịt be bé bét xương đùi đã bị đánh gãy thành vài khúc và gần như bị nghiền ép vỡ nát tình huống càng lúc càng gai go cơ bản không cần vô ý sư tử động thủ thì bản thân của thạch hạo cũng muốn giải thể rồi tình hình nguy cấp tới cực điểm phụt tiếp đó nơi ngực của thạch hạo xuất hiện một lỗ máu xương ngực bị bẻ gãy, nước trong ao gần như chảy hết vào bên trong, có thể thấy được trái tim đã nứt thành bốn miếng. Ha ha, rốt cuộc cũng tới nước này, xem ra ta chỉ cần giơ tay cũng có thể dễ dàng cắt lấy đầu của ngươi, rồi, chỉ tới thế mà thôi, Hoàng Kim Sư Tử cười nói. Trên bờ, rất nhiều thiếu niên trẻ tuổi mừng rỡ, cuối cùng thì Hoàng cũng đã chết trong tay vô ý Sư Tử, đây là chiến công mà biết bao nhiêu người ước ao. Hoàng vui danh hiển hách sắp sửa bỏ mạng rồi dù cho là nhân vật thế hệ trước cũng lộ vẻ khác thường bởi vì công lao lần này của hoàng kim sư tử quá to lớn cuối cùng thì chiếc giường gỗ mục cũng xem như là do nó đoạt lại được hoang vừa chết và vô sư tử cầm chiếc giường gỗ mục lên thì đã đại công cáo thành rồi hả tuy rằng thạch hạo rơi vào tuyệt cảnh kể sát bên diệt vong thế nhưng hắn bỗng nhiên sinh ra cảm ứng kỳ dị bởi vì tuy rằng bản thân bị hao tổn thế nhưng cũng không phải là không thể chống lại được trong cơ thể trượt có một chùm sáng bé tí trượt phóng thích ra sinh cơ kỳ dị. Và lại, chính bởi vì thứ có tính đề kháng này tồn tại nên hắn mới có thể vận chuyển một phần pháp lực của bản thân, hành động cũng nhanh hơn một chút. Hắn vận dụng pháp môn liễu thần để chữa trị thương thế, hy vọng những vị trí như cánh tay, bắp đùi, ngực sẽ phục hồi như cũ. Đáng tiếc, luồng sinh cơ này rất yếu ớt nên chữa trị rất khó, không thể nào chữa trị xong ngay tức khắc được. Hơn nữa, hắn đang ở trong ao nước, nên phải thừa nhận tổn thương lại càng lớn hơn, tổng thể lại đều đang chuyển biến theo chiều hướng xấu. Ồ, Hoàng Kim Sư Tử như cảm nhận được điều gì đó nên trong lòng nhảy dựng một cái rồi nhanh chóng xuất thủ, nó cũng có chút lo lắng. Dưới cái nhìn của nó, Hoàng rất khó để đoán trước được, vạn nhất hắn có thể chịu đựng được và trở thành vị tiên tăng vương thứ hai, như vậy đây là một hồi tai nạn đối với nó. Dù cho nó đã đắp nạn kim thân thành công và dưới tình huống vị tiên tăng vương thứ hai được sinh ra thì nó cũng sẽ lờ mờ tối tăm mà thôi ầm móng vuốt to lớn của vô ý sư tử lao tới đồng thời nó cũng bắt đầu cướp lấy chiếc giường gỗ mục kia thạch hạo cũng không có chống đỡ trực diện hắn cảm nhận được loại biến hóa kia sự kiên trì của bản thân sự mạnh mẽ của thể chất đã mạnh hơn đôi chút có lẽ đang từ từ hướng về phía tốt đẹp hay có thể nói hắn có thể dựa vào thứ này để mài rũa nên chiến thể càng mạnh mẽ hơn vì vậy việc làm ưu tiên hàng đầu của hắn chính là giữ lấy bản thân phải sống sót không thể chết đi được hắn lướt người sang ngang quả nhiên ao nước tựa như đầm lầy lúc này không còn khóa chặt hoàn toàn hắn được nữa động tác của hắn đã nhanh hơn trước rất nhiều nhưng mà hoàng kim sư tử vẫn hoàn toàn chiếm ưu thế sự ràng buộc của ao nước này cũng có hạn đối với nó cho nên một móc câu hoàng kim từ bên trong móng vuốt lớn ấy dẹt qua thiếu chút nữa đã đâm thủng mi tâm của thạch hạo phù văn quy tắc lấp lánh khủng khiếp vô cùng giết hắn một vài ông lão cũng biến sắc nên quyết đoán nói hoàng kim sư tử hạ sát thủ không cần phải bắt tù binh làm gì nó hơi hơi dịch chuyển và ép tới đằng trước bởi vì kim thân của nó sắp sửa đắp nạn xong xuôi nên không cần lo lắng quá nhiều bộ da lông tân sinh óng ánh như tơ lộ vàng trói vô cùng rực rỡ thần lực nơi đây trở nên mãnh liệt tinh khí cuộn trào xích thần trật tự nam dày đặc thạch hạo thở dài hôm nay quả là đã rơi vào tử địa trên bờ thì có một đám người mở to cặp mắt quan sát rất nhiều đều là đại tu sĩ nên hắn không thể bước lên được nhưng bên trong ao nước này thì lại kỳ lạ như thế thân thể của hắn gần như bị ép tới vỡ nát và lại còn có một con vô ý sư tử đầy hung mãnh đang ra tay nữa cuối cùng thạch hạo cắn răng ôm chặt lấy chiếc dương gỗ mục hắn hít sâu một hơi rồi lặn xuống đáy ao mặc kệ sinh tử tuyệt đối không thể rơi vào trong tay của đám người này được chạy đi đâu hoàng kim sư tử biến sắc nó cũng lặn xuống theo thế nhưng thạch hạo rất quyết đoán và cũng đẩy tốc độ nhanh nhất không hề để ý tới nguy cơ tan rã của thân thể dù cho có chết thì cũng phải do chính mình chọn lựa, không thể bị người khác chém giết được. Trong lúc này, cánh tay, phủ tạng của hắn đều bị ép gãy sau đó là vỡ nát, cuối cùng toàn bộ thân thể đều uốn lượn biến hình, ngay cả xương sọ cũng nứt ra. Nên biết, cơ thể của hắn mạnh mẽ biết giường nào chứ, thế nhưng lúc này lại tựa như là đồ sứ dạn nứt vậy. Ao nước này thật là đáng sợ. Hoàng Kim Sư Tử đuổi được một đoạn thì nó hoàn toàn biến sắc, không cách nào lặn xuống được nữa, bởi vì nó vẫn đang đắp nạn kim thân, nếu cứ đuổi tiếp như vậy thì sẽ phá hư đạo quả của chính mình. Không thể lột xác hoàn toàn thì cái gọi là kim thân này cũng sẽ bị đánh vỡ. Con mắt của nó lộ vẻ lạnh lẽo nhìn về bóng người đang dần xa bên dưới kia, đồng thời nó cũng nhìn thấy được thạch hạo đang trên năm xẻ bầy, tới lúc này thì nó mới thở phào nhẹ nhõm. Không có ai hiểu hơn nó, đáy ao kia là một nơi như thế nào, nơi ấy còn đáng sợ hơn bên trên rất nhiều. Bọt nước cuồn cuộn, hoàng kim sư tử lại xuất hiện ở trên mặt hồ, sắc mặt biến đổi không ngừng. Trên bờ, đông đảo tu sĩ dị vực giật mình, chiếc giường gỗ kia không hề đoạt được. Hoàng đâu, hắn đã chết rồi à, còn chiếc giường đâu, một ông lão gấp gáp hỏi. Giường gỗ kia là vấn đề cực lớn, tuyệt đối không thể xảy ra sai sót gì. Yên tâm, hắn đã chết rồi, không thể nào sống được đâu. Chờ ta đắp nặn, xong kim thân thì sẽ thử lèn xuống đáy ao lấy lên chiếc giường gỗ kia. Vô sư tử đáp. Câu trả lời này khiến mọi người thất kinh, nó nói là thử nghiệm lèn xuống đáy ao đủ để chứng minh độ khó như thế nào đáy ao rất đáng sợ chiếc ao này hết sức kinh người nó còn siêu phàm hơn cả tưởng tượng của các vị nữa đó hoàng kim sư tử nói nó nhìn ra được nghi hoặc của bọn họ nó được hình thành như thế nào đáy hồ có thứ gì một đại tu sĩ hỏi là các vị phật đà xây dựng nên ẩn chứa trật tự thiên địa kỳ dị muốn thực hiện việc luân hồi các vị nhìn nè chất lỏng này rất khủng khiếp đúng không kỳ thực là loại thuốc vô thượng là thần dịch Hoàng Kim Sư Tử dùng móng vuốt lớn của mình quơ cua, cua mặt nước rồi nói như vậy. Thần dịch, sinh linh trên bờ không hiểu lắm, chất lòng này từng ăn mòn và khiến bọn họ không cách nào tiếp cận được. Vậy mà còn nói thần thánh gì chứ? Có một truyền thuyết, từng đời cao tăng sau khi tạo hóa thì thể xác sẽ được đưa vào và hòa tan trong ao nước này. Từng đời cổ Phật sau khi chết đi thì xương cốt được chôn vào trong ao luân hồi, trở thành thần dịch. Hoàng Kim Sư Tử nói, việc này khiến cho người khác sờn tóc gáy, chất lòng bên trong ao này đều là do các đời tiên hiền của một mạch cổ tăng sau khi chết hóa thành ngâm mình trong một ao nước như vậy chỉ cần nghĩ tới thôi thì đã khiến đám người trên bờ nổi hết cả da gà các vị suy nghĩ nhiều rồi trở thành tiên tăng thì thân thể làm gì dơ bẩn nữa chứ toàn thân là khí tức thần thánh huyết nhục sớm đã được tịnh hóa đây là những vị tăng lữ không thể trường sinh trước khi tiến vào ao nước này thì sớm đã tịnh hóa qua bản thân nếu như nói là nơi chôn xương không bằng nói là nơi hội tụ thần lực cuối cùng của bọn họ phù ý sư tử nói Hoang xuống dưới đó, lỡ may không có chết, ngược lại còn đạt được chỗ tốt thì sao? Có người gấp gáp hỏi. Không thể nào, đáy ao càng hung hiểm hơn nữa, chỉ cần bước vào thì thân thể sẽ nổ tung, nguyên thần sẽ trở thành mưa ánh sáng, tiêu tán toàn bộ. Vô sư tử nói, lý do đáy ao không hề tầm thường đâu. Nghe nói có một vài cổ tăng quá mạnh mẽ nên đã không hề hòa tan toàn bộ bản thân mình. Lúc ấy thân thể được lưu lại và chìm xuống đáy ao nếu như hoàng xuống dưới đó thì làm sao có thể chịu đựng được loại áp chế ấy nhất định hình thần đều diệt hoàng kim sư tử nói sinh linh trên bờ nghe được những câu này thì giật mình rồi lại nhíu mày nơi đây không ngờ lại có lai lịch lớn như thế nơi chôn cất các vị phật ao chôn xương của tiên tăng việc này khiến người khác hoảng sợ đặc biệt là trong mắt người kế thừa của một mạch cổ tăng thì nơi đây lại vô cùng thần thánh siêu nhiên an lành thành ra làm người khác cảm thấy lạnh run cả người đây là bảo dịch thần thánh một người trẻ tuổi cả lăm nói, chiếc ao này cũng đáng gầm đó chứ. Đương nhiên cũng có người cho rằng, nơi đây nhất định có bí mật lớn, lại có thể tạo nên luân hồi, là nơi vãng sinh, đây là dấu hiệu báo trước cho sự phi phàm của chiếc ao này. Chỉ là, ai dám xuống xem rõ ngọn ngành chứ? Không người nào có thể lèn xuống đáy ao được, dù cho là vô ý sư tử, cũng khó lòng làm được, thông qua lời nói của nó thì có thể suy đoán ra được. Nhưng cứ như vậy thì làm sao lấy lại được chiếc dương kia chứ? Việc này khiến cho không ít đại tu sĩ đau hết cả đầu, cảm thấy vô cùng phiền toái. Vô hí sư tử cũng không hề nói gì nữa, mà nhắm chặt hai mắt. Nó đang toàn lực ứng phó hỏng đắp nạn lại kim thân vô địch của bản thân, muốn trở thành cao thủ tăng lữ trong truyền thuyết kia. Gia tộc của nó từng đi theo một mạch cổ tăng, cho nên hiểu biết rất nhiều điều về đạo thống này, biết rõ sự đáng sợ của bọn họ. Trên bờ, một vài đại tu sĩ nhắc tới chiến tích của một mạch cổ tăng. Những vị tăng lữ kia rất đáng sợ, nghe đâu năm xưa sau khi cường giả giới ta đã bình định được chín ngày cho rằng tình thế đã ổn định nhưng không nghĩ rằng trong lúc vô tình thì lại thấy được một ngôi miếu nhỏ đổ nát bên trong có mấy lão tăng kết quả đã khiến cho đại quân giới ta trọng thương ừ đúng như vậy ta còn nghe nói từng có một vị hòa thượng vừa mới xuất gia tuổi tác cũng không lớn lắm thế nhưng lại có thể diệt cả một nhánh đại quân giới ta nói về một mạch này thì tất nhiên sẽ có rất nhiều truyền thuyết sư tử nhỏ người tin chắc mình có thể lèn xuống được đáy ao và mang chiếc dương kia trở lên. Một vị đại tu sĩ hỏi, ta sẽ tận lực, cũng không có vấn đề gì. Hoàng Kim Sư Tử đáp, nó cũng không có khẳng định chắc chắn, bởi vì nếu như truyền thuyết kia là sự thật thì nơi này rất là ghê gớm, rất có thể là di địa chí cao do một mạch cổ tăng lưu lại. Theo như truyền thuyết, nơi đây nhất định đã chôn lấp các đời đại tiên hiền, thậm chí thời gian còn phải xa xôi hơn cả thời đại của tiên tăng vương nữa. Bởi vì, sau khi tiên tăng vương xuất hiện trên đời này thì truyền thừa của một mạch cổ tăng sớm đã trường tồn với thế gian rồi trên bờ một nhóm người u sầu lo lắng sẽ không lấy được dương gỗ mục kia bọn họ thử mở ra thiên nhãn thế nhưng cơ bản không tài nào thấy được đáy ao đây là nơi vùi thân là nơi chôn xương của các đời cao tăng không phải là nơi mà bọn họ có thể nhìn thấu được ngay cả thần niệm cũng không cách nào xuyên thấu một khi tiến vào trong ao nước thì sẽ bị thôn vệ ngay bên dưới làn nước thân thể của thạch hạo trên năm xẻ bảy đã hoàn toàn giải thể dù cho nguyên thần cũng gần như cắt lìa và hóa thành một chùm ánh sáng sắp sửa thoát ly khỏi xương sọ trọng thương vô cùng đáng sợ hắn có thể sẽ bỏ mình hắn tuy rằng đang cực lực chống trả thế nhưng nguy hiếp của áo nước này quá to lớn muốn đồng hóa hắn muốn luyện hắn thành một luồng tinh khí và trở thành một phần của áo nước thời khắc này thạch hạo cảm nhận được một loại sợ hãi lẽ nào áo nước này được hình thành từ vô số cường giả đã tan chảy nên nếu như vậy thì quá là đáng sợ hắn gầm nhẹ một tiếng bởi vì xương chán đã hoàn toàn dạn nứt chỗ bị ao nước nhấn chìm tác động khiến nguyên thần của hắn không ngừng bị trọng thương rất nhiều vết rách đan dệt đồng thời hào quang chiếu rọi cứ tiếp tục như vậy thì hắn sẽ nối gót theo những tên tu sĩ trẻ tuổi của dị vực kia nguyên thần sẽ bốc hơi và trở thành mưa ánh sáng trong cơ thể của hắn có một chùm sinh cơ rất kỳ dị không ngừng chống cự lại nguồn sức mạnh này thế nhưng nó cũng không đủ mạnh trước sau cũng không thể nào thoát khỏi nguy cơ to lớn này tụ lại cho ta thạch hạo gào thét hắn cố gắng chấp vá thân thể đã chia năm sẻ bảy của mình lại vận dụng pháp môn liễu thần để kết nối không ngừng đấu tranh bên dưới mặt nước hòng giúp bản thân hồi phục lại như cũ đột phá đi chính là vào lúc này thạch hạo nói nhỏ trong tích tắc sau khi thân thể của hắn gắn kết lại thì hắn bắt đầu vượt cửa ải nơi đây rất yên tĩnh hắn muốn tiến vào cảnh giới chảm ngã bởi vì sự tích lũy đã quá nhiều hiện giờ hắn muốn phá cục khi đang chìm ngập trong nguy nan ầm um, một luồng thần quang đầy đáng sợ tỏa ra từ trong cơ thể hắn mặc cho thân thể trên năm xẻ bảy đầy tà tơi thế nhưng trong cơ thể hắn vẫn xuất hiện một luồng sức mạnh thần bí như trước đó là những cánh cửa trong cơ thể đang được mở ra từng cánh từng cánh một muốn phóng thích ra sinh cơ đầy mạnh mẽ để chữa trị cơ thể khôi phục lại nguyên thần giúp cho hắn cường thịnh lên nhưng chính những cánh cửa này xuất hiện thì lại càng khiến cho sự xung kích của ao nước càng khủng khiếp hơn nữa. Dưới đáy ao có một luồng sức mạnh màu vàng đầy mãnh liệt lao lên và đánh nát thạch hạo, lần này còn nghiêm trọng hơn cả về chia năm xẻ bảy như vừa nãy. Lại là trọng thương, nên biết, lúc ở dãy núi thần dược thì thạch hạo đã gặp phải đạo thương, lúc này lại bị áp chế nhiều lần như vậy nên tình thế càng chuyển biến xấu hơn. Đó là sức mạnh gì thế? Thạch hạo chấn kinh, lúc hắn đang đột phá thì lại gặp phải một đòn chí mạng như thế sự đột phá của hắn hành trình vượt cửa ải lần này đã bị cưỡng ép đánh gãy lúc này hắn trở thành một đống thịt nát còn những miếng xương vỡ vụn kia thì bị kéo hết xuống dưới đáy ao áp lực của ao nước ở nơi này càng nặng nề hơn ẩn chứa một luồng sức mạnh không thể nào tưởng tượng nổi thế nhưng thạch hạo hít vào ngụm khí lạnh nguyên thần của hắn cũng không hề bị phân dài hắn rõ ràng cảm nhận được tình huống ở bên dưới nên hoảng sợ không thôi xương từng đống lại từng đống liên miên nối liền với nhau đây là cảnh tượng mà hắn nhìn thấy được bên dưới đáy ao bên trên của ao nước thì rất thần thánh lan tỏa ánh sáng lộng lẫy óng ánh trong suốt thế nhưng cảnh tượng bên dưới lại khủng khiếp như thế đâu đâu cũng có xương cốt gãy vỡ cảnh tượng gì thế này đây là tịnh thổ cổ tăng mà hoàng kim sư tử từng nói qua là nơi ăn nghỉ cuối cùng hải cốt xếp thành đống khó tránh khỏi việc xuất hiện những thứ kỳ lạ cũng như đáng sợ tâm thần của thạch hạo chấn động dữ dội đồng thời đây cũng là thời khắc nguy hiểm nhất từ trước tới nay của hắn hào quang màu vàng kia được phát ra từ những khối xương cốt bên dưới chúng muốn luyện hóa hắn ầm đặc biệt bên trong đống xương xếp chồng kia có một vài khúc xương bản thân đã là màu vàng rồi thần thánh vô cùng ánh sáng dìu dịu lan tỏa bao vây hắn lại bắt đầu luyện hóa toàn diện lúc này hắn rơi vào tình trạng vô cùng gai go không phải hình người mà là một mảng huyết nhục cùng xương vụn đang bị giam cầm nguy hiểm dị thường chùm ánh sáng này tựa như là chiếc lò lửa màu vàng đốt cùng quay nướng hắn có thể thấy rõ nguyên thần của thạch hạo đang tan rã cũng y chang như thân thể của hắn vậy không hề hoàn chỉnh chút nào ta sẽ phải chết ở đây ư thạch hạo không cam lòng hắn không hề từ bỏ vẫn chống cự như trước vẫn không ngừng đấu tranh sự đột phá vừa nãy bị cắt đứt nên đã khiến cho hắn không còn chút sức mạnh nào nữa ầm um, thạch hạo dưới trạng thái làm mảng huyết nhục trượt nổ tung lại lần nữa bị nghiền ép trở thành mưa máu xương cốt tựa như là những mẩu cát đá vụn vặt hoàn toàn bị ép cho nổ nát lúc này nguyên thần của hắn đã trở thành vô số mảnh vỡ không ngừng phát sáng và như muốn lan tràn về bốn phương tám hướng bạn đang xem thế giới hoàn mỹ được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com set phim viết liền không giấu nhé thế nhưng thạch hạo vẫn đấu tranh đầy kiên cường bất khuất hắn vận dụng toàn bộ những thủ đoạn mà mình có thể thực hiện được duy trì cho sự bất diệt của bản thân hắn phải kiên cường thời khắc này hàng loạt bảo thuật đều xuất hiện hàng loạt phù văn đồng thời tỏa ra hắn vận dụng toàn bộ thủ đoạn mà bản thân có thể thi triển được một loại kinh văn kỳ dị vang lên vào thời khắc này nó càng mạnh mẽ hơn trước kia rất nhiều lần và càng giúp hắn hiểu rõ hơn đó chính là bất diệt kinh nó hóa thành từng ký hiệu và giao hòa cùng với huyết nhục vừa mới nổ tung kia của hắn cả hai không ngừng cuốn chặt lấy nhau thứ đó tựa như là bùn nhão không ngừng bị nghiền ép và cũng không ngừng được đúc rèn lại. Bất diệt kinh chính là công pháp mạnh mẽ để tu luyện thân thể, ở vào hoàn cảnh này, nó đã phát huy ra hiệu quả kỳ diệu không thể nào tưởng tượng nổi. Muôn vàn thử thách, sau khi phá rồi lại lập thì thạch hạo đang ở trạng thái huyết nhục kia lại bắt đầu nhúc nhích, một lần nữa bắt đầu sinh trường, cuối cùng đã tạo thành dáng vẻ của thân thể. Xương cốt cũng đang bắt đầu sinh trường và nối liền, một bộ thân thể đã được ngưng tụ thành. Thạch hạo muốn gầm, muốn thét thật dài, bởi vì, tuy rằng cơ thể đã được chế tạo lại lần nữa từ từ phục hồi lại như cũ thế nhưng nguyên thần của hắn lại không có may mắn như vậy vẫn là những mảnh vỡ và khả năng sẽ bị tan rã vào trong ao nước bất diệt kinh được mệnh danh là đại pháp vô thượng ngày xưa nó được xếp vào ba hạng đầu những cổ kinh mạnh mẽ nhất khuyết điểm duy nhất chính là không thể nào tu luyện nguyên thần nếu không đã có thể xếp hạng đệ nhất thiên hạ rồi hoàn toàn chính xác nói về phương diện tu thân thể thì đây là kinh văn số một nó có thể đắp nạn lại thân thể của thạch hạo lại lần nữa xuất hiện trên thế gian. Thế nhưng nguyên thần vẫn bị phá nát gần như tiêu tán như trước. Gào! Wow. Thạch hạo hét lớn một tiếng, ánh sáng nguyên thần kia đang dùng hết mọi khả năng tiến vào thân thể, những mảnh vỡ kia không ngừng hướng vào bên trong xương sọ. Kết quả lại gặp phải sự lôi kéo của một xương sọ màu vàng bên dưới đáy ao, không thể nào tội nguyện được. Đáy ao có rất nhiều mảnh xương thần thánh, trong đó có một cái xương sọ vàng óng rất là thần bí, nó muốn đoạt lấy nguyên thần của thạch hạo. Phụt! Cuối cùng, những mảnh vỡ nguyên thần này phát sáng chúng không hề chọn đầu lâu mà điên cuồng vọt vào trong lồng ngực của thạch hạo dung hợp vào bên trong phủ tạng không hề chịu lui ra ngoài tái tạo thân thể tái tạo nguyên thần thạch hạo gầm nhẹ hắn rất muốn đột phá lột xác ngay chính nơi này bất diệt kinh vận chuyển để chữa trị thương thế cô động nên bất diệt thân đầy mạnh mẽ mà trong quá trình này trong cơ thể của hắn còn xảy ra biến hóa đầy kỳ dị bên trong ngũ tạng tựa như đang có cung điện thần bí nào đó thành hình để thờ cúng những mảnh vỡ nguyên thần kia, cơ thể thành hình lần nữa đã được đắp nặn nên đây là một quá trình đầy gian nan. khi đối mặt với sức mạnh đầy đáng sợ bên dưới mặt nước thì bất diệt kinh của thạch hạo đã phát huy tác dụng to lớn. chỉ là trong quá trình này, những mảnh vỡ nguyên thần sông tới kia đang dung hợp cùng với ngũ tạng của hắn. trong cơ thể hắn ngũ tạng phát sáng, trong lúc mơ hồ tượng như hóa thành năm tòa cung điện bảo vệ lấy nguyên thần. bởi vì sức mạnh ăn mòn của bên ngoài vẫn còn, vẫn không ngừng tiêu hao thân thể tan rã nguyên thần của hắn mà cơ thể của hắn thì lại được bất diệt kinh bảo vệ phù văn kỳ dị ngưng tụ cùng với huyết nhục khiến cho toàn thân không cách nào nổ tung lần nữa thế nhưng nguyên thần thì lại không có bộ kinh văn tương ứng nào để ra chỉ cả cho nên có vẻ yếu ớt hơn rất nhiều ngược lại ngũ tạng bên trong thân thể đã hóa thành cung điện và che chở lấy nguyên thần trong hoàn cảnh này thạch hạo chìm đắm trong vẻ tĩnh lặng hiếm thấy hắn yên tĩnh lại không còn sợ hãi nữa không còn lo lắng nữa mà là không chút cảm xúc nào quan sát tất cả mọi diễn biến quan sát toàn bộ biến hóa của bản thân giới tu hành vẫn có lời nói rằng ngoại trừ bản mệnh ra thì sinh linh còn có năm mạng đối ứng với ngu hành trong thiên địa thế nhưng rất khó có thể kích hoạt hoàn toàn nói như thế nếu như sinh linh bị giết chết thì sẽ tử vong sẽ không hề có bất cứ điều bất ngờ nào chỉ có trường hợp cực kỳ cá biệt nào đó dù cho đã hoàn toàn tử vong thế nhưng sinh linh ấy vẫn còn sống kể cả thần hồn có bị diệt vong đi nữa đây chính là vấn đề về năm mạng khác mà mọi người thường hay bàn luận ví như có người có thể sống thêm một đời nữa đó cũng là đã tiếp nhận được một mạng trong số năm mạng khác này cho nên mới có thể phản lão hoàn đồng mở ra một đời người hoàn toàn mới năm mạng cộng thêm với tính mạng của chính bản thân mình tính ra thì sinh linh sẽ có sáu mạng có thể sống thêm sáu đời nữa cho nên lúc ở cổ đại từng có người muốn sáng tạo nên lục đạo luân hồi để nghiên cứu sự huyền bí này loại huyền bí ấy vô cùng phức tạp không tài nào tưởng tượng ra được trên con đường ở lục đạo luân hồi này thì một mạch cổ tăng cùng với lục đạo luân hồi vương chính là những người đi trước nhất hiện tại khi thạch hạo nhìn thấy được tình huống đang diễn ra trong cơ thể mình thì hắn chợt hiểu ra từ một góc độ nào đó thì đã lý giải được về năm mạng này ngũ tạng mở ra năm cánh cửa mỗi cánh cửa lại nối liền với một mạng hắn thì thầm hắn nhìn thấy được một chút sự huyền bí này thì cũng không có nghĩa là hắn đã bắt giữ được năm mạng mà chỉ là quan sát được một chút thứ thuần khiết nhất cũng như bản nguyên nhất mà thôi Đương nhiên, những thứ này hoàn toàn không giống với con đường tu luyện trước kia, vì lẽ đó góc độ lý giải được cũng không hề giống. Hắn có thể có thành tựu như ngày hôm nay cũng là do có quan hệ cực lớn với cửa ải lấy thân làm hạt giống, không ngừng mở ra cánh cửa trong cơ thể thì sẽ có thể nhìn thấy được một chút chuyện kỳ dị. Nguyên thần của hắn đang được tu dưỡng bên trong năm tòa cung điện trong ngũ tạng, chúng từ từ khép lại và được bảo vệ bên trong. Nói tóm lại, hiện giờ nguyên thần của hắn đã bị phân tách thành năm phần, và phân biệt nấp vào trong năm tòa cung điện mơ hồ kia, chúng dường như là năm vị thần linh đang được thờ phụng, đang được tu dưỡng nơi ấy. Không biết qua bao lâu thì thân thể của Thạch Hạo đã được tái tạo hoàn thành, nguyên thần cũng từ từ phục hồi lại như cũ. Hắn hét lên một tiếng, năm phần nguyên thần lao ra khỏi cung điện mờ ảo kia và lần nữa ngưng tụ cùng nhau, hình thành nên một nguyên thần hoàn chỉnh rồi tiến vào trong xương sọ của hắn. Và lúc này hắn cảm giác được, thân thể vừa mới tái tạo này mạnh mẽ tới đặc biệt không ngờ tạm thời có thể chống lại sự ăn mòn của ao nước. Ồ, Thạch Hạo giật mình, rõ ràng nguyên thần của hắn đã trở về vị trí cũ, trở lại trong xương sọ thế, nhưng năm tòa cung điện bên trong ngũ tạng kia vẫn còn, đồng thời còn vang lên từng tiếng tụng kinh mơ hồ. Tình huống gì thế này? Hắn khá là giật mình. Nguyên thần của hắn không hề ở trong, vậy thì ai đang tụng kinh? Tiếng kinh văn ấy rất mơ hồ và cũng rất xa xăm, tựa như được truyền từ phía cuối chân trời tới, lại tựa như rung động từ trước năm tháng hồng hoang. Vô cùng thần bí. Thạch Hạo chú tâm lắng nghe, nhưng vẫn không quá rõ ràng, không biết là kinh văn gì. Xoẹt. Tiếp đó lại xảy ra chuyện kỳ dị hơn, một bóng người mơ hồ thoáng hiện, hắn mang theo tiên khí và xuất hiện ở giữa ngũ tạng. Năm tòa cung điện lại nằm bên trên ngũ tạng, thần bí và kinh người. Bóng người mơ hồ ấy không có tiến vào năm tòa cung điện, mà là ngồi xếp bằng ngay ngắn ở trung tâm năm tòa này, tựa như đang lắng nghe, cũng như đang cảm ngộ vậy. Thạch Hạo chợt nhận ra Bóng người mơ hồ ấy chính là sinh linh đã được thai ngén ra từ một trong ba bông hoa đại đại nở rộ trên đầu của hắn. Là hắn, là bóng người tựa như sinh sống ở quá khứ. Thạch hạo kinh hãi. Bóng người ấy từng thay hắn cản lại một đòn của chát đao chảm tiên và thiếu chút nữa thì bị diệt vong. Về sau thì bị một vệt luân hồi ấn khóa chặt cố định lại thân thể, khi ấy mới không bị tiêu tán. Không biết qua bao lâu thì bóng người ấy lóa lên rồi biến mất hẳn. Tiếp đó lại có một bóng người khác đi tới và cũng ngồi xếp bằng ở chỗ ấy chính là bóng người được thụy khí quấn quanh là một sinh linh khác được thai ngén ra từ bông hoa đại đạo nở rộ bên trên đỉnh đầu của hắn việc này khiến thạch hạo ngờ vực không thôi hai người tí hon này lần lượt xuất hiện ở nơi ấy là đang lắng nghe kinh văn hay là muốn làm chuyện khác hắn chú tâm suy luận cảm thấy những chuyện hôm nay mình nhìn thấy được không chỉ rất kỳ lạ mà còn ảnh hưởng rất lớn nữa cung điện ngũ tạng có bí mật lớn ẩn chứa sức mạnh không tài nào tưởng tượng ra được đáng giá để mai sau khai thác hiện giờ hắn không có thời gian để suy nghĩ nhiều hắn đã chìm xuống đáy ao và ngồi xếp bằng bên trên một đống xương cốt hiện giờ đang nằm trong một trạng thái cân bằng đáng tiếc thật nguyên thần của ta tuy mạnh thế nhưng lại không có pháp môn tu luyện tương ứng không thể nào so sánh được với bất diệt kinh bổ trợ cho thân thể thế nhưng hắn biết chuyện này quá hão huyền làm sao có khả năng sẽ có một bộ kinh văn chí cao như vậy rơi vào trong tay của hắn chứ chính xác cơ thể của hắn dần dần thích ứng được với thử thách ở nơi này nếu như không phải cẩn thận bảo vệ nguyên thần thì hắn sớm đã có hành động rồi lần này cơ thể hắn nổ tung và kinh văn bất diệt đã phát huy giúp thân thể hắn gây dựng lại đây giống như là một lần niết bàn vậy khi nào thì chính bản thân ta mới có thể sáng tạo ra một bộ kinh văn chứ hắn lẩm bẩm thế nhưng hắn biết chuyện này còn rất xa xôi trừ phi thông hiểu vô số pháp môn trên thế gian nếu không khi sáng tạo ra cũng chẳng có chút giá trị gì thạch hạo cũng không có vội vã đứng dậy mà là yên lặng cảm ngộ tất cả của bản thân làm kiên cố lại thân thể tái tạo lại cơ thể hắn vẫn chưa rút lấy sức mạnh của nơi này mà chỉ là đơn thuần dựa vào sức mạnh phóng thích của các cánh cửa trong cơ thể mình mà thôi tuy rằng hiện giờ hắn đã đạt được trạng thái cân bằng với ao luân hồi này thế nhưng hắn vẫn rất kiêng rè chứ không hề giống như hoàng kim sư tử không ngừng nỗ lực rút lấy chất lỏng thần bí ẩn chứa trong ao nước trong nhìn nhận của thạch hạo bên trong ao nước này có nhiều xương cốt như vậy thì chắc chắn có rất nhiều tiền bối đại hiền đã tọa hóa đây là ao nước sau khi huyết nhục của bọn họ tan chảy thành cho nên khiến hắn không dám thử nghiệm dẫn vào trong cơ thể một cách dễ dàng hắn không muốn luyện hóa loại sức mạnh này luôn cảm thấy nó không thích hợp dưới cái nhìn của hắn đây là một cái ao mai táng nếu như luyện hóa loại sức mạnh này thì không chỉ bất kính với cổ tăng mà còn bất kính với chính mình nữa nếu như ta có thể mở ra cánh cửa tiềm lực của bản thân phóng thích ra sức mạnh vô tận tái tạo thành bất diệt thân thì cũng không cần thiết phải rút lấy loại thần dịch của thi thể được mai táng nơi đây nữa thạch hạo chỉ xem cái ao này như là ao rèn luyện chưa từng xem nó là lò thuốc trên thực tế việc này vừa hay lại tương đồng với giáo lý của cổ tăng năm xưa bởi vì trước đây không lâu hoàng kim sư tử từng nói nơi đây có tên là ao luân hồi cũng được gọi là ao rèn luyện chưa từng nói qua đây là ao thuốc ao rèn luyện chỉ có những thứ rèn luyện như này thôi sao ta vẫn còn chịu đựng nổi có phải đã qua ải rồi thạch hạo thở dài một hơi bởi vì hắn cảm thấy tinh khí thần trở nên dồi dào thân thể mạnh mẽ mà trước giờ chưa từng đạt tới răng rác đột nhiên hắn trượt giật mình đáy ao trượt phát ra tiếng vang tựa như có sinh linh nào đó muốn chui ra việc này khiến thạch hạo tê dại cả ra đầu tiếp đó hàng loạt xương cốt bị nhấc bổng lên và một bộ khung xương vàng óng xuất hiện nó chỉ thiếu mỗi xương sọ còn lại thì đều hoàn chỉnh hoàn toàn khác với những bộ xương khô khác kim quang lóe lên xương sọ màu vàng trước kia từng muốn hút lấy nguyên thần của thạch hạo tự động gắn kết với cổ của khung xương này lại lần nữa kết hợp cùng nhau trong lúc thạch hạo cảm thấy kinh ngạc thì bộ khung xương màu vàng này chưa chuyển động nó dò ra xương cánh tay giang rộng xương tay hướng về phía thạch hạo hả thạch hạo kinh hãi lại gặp phải công kích sức mạnh của đối phương quá mạnh mẽ hơn nữa hắn không cách nào tránh né được một trường ấy bao phủ lấy toàn thân của hắn thứ này nắm giữ áo nghĩa đại đạo với trình độ hiện tại của hắn thì không cách nào né tránh được phụt thạch hạo ho ra đầy máu tươi cả người bị đánh tới dạn nứt một trường ấy chẳng chút lưu tình khiến cả người hắn nổ vang, run rẩy không thôi. Trên bờ hồ, một đám sinh linh sớm đã đứng ngồi không yên, cảm thấy thời gian đã kéo dài quá lâu. sư tử nhỏ, người vẫn chưa đáp nạn xong kim thân nà, một đại tu sĩ thúc giục. sắp rồi, chuẩn bị đáp nạn ra kim thân vô địch của ta rồi. vui sư tử nói để tự tin, bễ nghễ thiên hạ. tiếp đó nó lại mở miệng nói, các vị tiền bối, xin hãy yên tâm, chút nữa ta sẽ xuống dưới đáy ao để lấy dương gỗ lên. Người có nắm chắc không đó? Có người hỏi. Có, ta cảm thấy kim thân đã được đắp nạn vô cùng phi phàm, chút nữa sẽ đi xuống đáy ao để tiếp nhận sự gột sửa cũng như thử thách của 18 nhịp đập của cổ Phật. Tiến thêm một bước để đắp nạn kim thân của ta tới cảnh giới hoàn mỹ, thuận tiện lấy dương gỗ lên luôn. Hoàng Kim Sư Tử đáp. Sau khi Hoàng Kim Sư Tử nói xong những câu này thì cũng không có lên tiếng nữa. Nó toàn lực ứng phó việc đắp nạn kim thân của bản thân, mặc dù là hình thú thế nhưng lại ngồi xếp bằng ở trong ao nước, dáng vẻ đầy trang nghiêm. Nó tựa như là vầng mặt trời tỏa ánh sáng hòa quang, sau đầu của nó không ngừng dâng lên Phật khí hình thành nên vầng sáng thần bí, mơ hồ có tiếng tụng kinh văn vang vọng. Con sư tử này không đơn giản đâu, ta từng nghe nói qua, chỉ khi nào một mạch cổ tăng có tiềm lực mạnh mẽ, có thể thành Phật thành tổ thì mới có thể ngưng tụ ra trạng thái Phật quang chiếu rọi được, sẽ có Phật âm lượn lờ, không ngờ nó lại làm được. Một ông lão than thở. Vô sư tử đang đắp nạn pháp thể vô địch, sau khi đạt tới tầng cao nhất thì tiến xuống đáy ao, đi tiếp nhận 18 cú đập của cổ Phật để chiến thể của bản thân không một chút tỷ vết nào nữa. Đáy ao, sóng lớn cuồn cuộn, ánh vàng ngàn vạn, sáng lành như núi lửa không ngừng dâng trào. Toàn bộ đều do khung xương vàng kia tạo thành. Hắn ngồi xếp bằng ở bên trên vô số tàn cốt, một mảnh ánh sáng hừng hực lan tỏa, Phật âm ầm ầm đầy thần thánh, tựa như là một vị tiên tăng tái sinh và chiếu khắp thế gian. Khung xương này rất thần thánh và cũng rất an lành, thế nhưng đối với thạch hạo thì lại vô cùng đáng sợ chính vì như thế nên hắn mới ho đẩy máu tươi hình thể sắp sửa nổ tung bởi vì khung xương màu vàng này tuy rằng vẫn ngồi xếp bằng ở nơi ấy thế nhưng lại đang giam cầm lấy thạch hạo tiếp đó là vung tay nện mạnh về phía thạch hạo sức nặng này không cách nào chịu đựng nổi xương tay màu vàng ấy không biết lợi hại hơn pháp khí bao nhiêu lần khi đánh lên thân thể hắn thì khiến bất diệt thân vừa mới ngưng tụ lại càng xuất hiện thêm nhiều vết sách hơn cả người thạch hạo đỏ đậm từng tiêm máu theo những khe hở trên cơ thể ứa ra ngoài đây mới chỉ là đòn đánh thứ ba mà đã khiến hắn gần như tan rã rồi không phải hắn không đủ mạnh cũng không phải bất diệt thân chỉ là danh tiếng hão huyền mà là do bộ xương vàng kia quá đáng sợ không thể nào suy đoán ra được cảnh giới của nó khi còn sống dù là chết đi thì sức mạnh còn sót lại bên trên của bộ xương cốt màu vàng này vẫn có thể dễ dàng chém giết tu sĩ cảnh giới hư đạo rõ ràng khung xương này cũng không hề hạ tử thủ nếu không Tình huống sẽ càng bếp bát hơn nữa. Ba đòn qua đi thì xương tay kia mới ngừng lại, không có tiếp tục công kích nữa. Hả? Thạch Hạo kinh ngạc thế, nhưng cũng không hề suy nghĩ nhiều. Hắn nhanh chóng trị liệu thương thế và lại trong quá trình này, hắn cũng đang quan sát bên trong thân thể mình thì phát hiện ra một vài vấn đề. Những vị trí mà xương tay kia đánh chúng đều là những yếu điểm của hắn, tựa như đang khiêu khích vậy. Trong lòng hắn trượt kinh ngạc rồi thầm hiểu, khung xương màu vàng này có thâm ý khác ư? Là chỉ điểm cho việc tu hành giúp hắn tiến thêm một bước nữa. Một lát sau, Thạch Hạo vận dụng thủ đoạn mạnh nhất của mình để khôi phục bản thân. Những vị trí ấy đều được chú ý khác khi đồng thời hắn cũng bắt đầu tiến hành tu hành. Hả? Thạch Hạo giật nảy mình khi toàn lực vận chuyển bất diệt kinh để đánh chiếm những vị trí kia thì chợt có ánh sáng mở ảo lan tỏa, khiến cho những nơi đó trở nên vững chắc trong nháy mắt. Hắn tin chắc đây không chỉ là hiệu quả của bất diệt kinh mà khả năng còn có quan hệ do khung xương màu vàng kia gây nên. Khi tất cả trở lại yên tĩnh thì Thạch Hạo cảm thấy kỳ quái, khung xương màu vàng kia đang trợ giúp cải thiện lại thể chất cho hắn ư? Ầm. Nhưng vào lúc này một chùm ánh vàng dâng lên, một xương tay màu vàng vung tới và oanh kích về phía Thạch Hạo, không còn nhẹ nhàng như trước mà lực đạo đã được tăng thêm, lại tiếp tục đánh. Chính xác, Thạch Hạo lần nữa ói ra máu tươi, bị thương rất nặng, nghiêm trọng hơn cả lần trước. Thế nhưng hắn cũng không hề sợ hãi gì cả, ngược lại còn rất chờ mong ước ao có thể thông qua cuộc ăn hành này để tìm ra nhược điểm của mình. Lại là ba đòn đánh, cả người thạch hạo đau nhức, xương cốt nhiều chỗ đã dạn nứt và hình thành vô số hoa văn, dáng vẻ vô cùng khủng khiếp. Ba đòn qua đi, khung xương màu vàng kia lần nữa bất động. Thạch hạo nhíu mày, lẽ nào trên người hắn lại có nhiều kẽ hở như vậy, đáng ra không phải như vậy mới đúng chứ. Khi quan sát thận cẩn thận trong cơ thể, thì hắn biết được, những thứ được gọi là kẽ hở kia chính là kết quả khi phóng to tới vô hạn, nếu như chỉ dựa vào việc tìm kiếm toàn thân thì dù cho là thiên nhãn cũng khó phát hiện ra. Phóng to vô hạn các tỉ vết ấy và tiếp đó là dáng những đòn nghiêm trọng tới, cho nên mới khiến cho thân thể của hắn ngập tràn trong máu tươi. Đúng rồi, trên thế gian này thứ gì mà chẳng có thiếu sót, làm sao có thể hoàn mỹ hoàn toàn chứ? Nếu như xăm soi thì sẽ luôn luôn nhìn thấy kẽ hở, với đạo hạnh của khung xương màu vàng này thì tất nhiên có thể tìm thấy được những nhược điểm của tu sĩ cảnh giới như ta, tất nhiên có thể thấy được tỉ vết rồi. Thạch Hạo phán đoán như vậy, sau đó không còn nhíu mày gì nữa, trái lại còn thả lòng tâm thần, toàn lực nghiên cứu đồng thời chữa trị thân thể, bù đắp những nhược điểm kia. Trong quá trình này, bất diệt kinh phát sáng, âm thanh nổ ầm ầm, trong cơ thể của hắn tựa như đang có sấm sét nổ tung vậy. Tiếp đó, khung xương màu vàng lại xuất thủ, lại là ba trường và đã chứng thực cho suy đoán của Thạch Hạo, đây hoàn toàn là soi mói yêu cầu cao, ba trường lần này rất khó để tìm được nơi yếu kém thế nhưng lại xung kích trực tiếp về phía cánh cửa trong cơ thể của thạch hạo khiến nơi ấy trở nên hỗn loạn vô số thanh quang lan tỏa khí tức mạnh mẽ từ trong cánh cửa ấy ấp ra ngoài thạch hạo chấn động quả nhiên là đang trợ giúp hắn tu hành bạn đang xem thế giới hoàn mỹ được thuyết minh tại kênh youtube di phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com set giờ phim viết liền không giấu nhé khung xương màu vàng này không hề có ý thức mà là do một bản năng quy tắc nào đó khiến nó động thủ trật tự thần bí đan sen khiến cho hành vi như vậy của nó trở thành một loại phản ứng nguyên thủy khung xương màu vàng đang can thiệp tới các cánh cửa trong cơ thể thạch hạo muốn làm cho chúng càng mở rộng hơn sức mạnh dâng trào càng mạnh mẽ hơn đáng tiếc khung xương màu vàng này khi còn sống là tiên tăng có thể xưng là phật thế nhưng cũng không phải là vạn năng không thể nào can dự vào tất cả được quay trở ngược lại cánh cửa kia vững chắc không hề bị nó ảnh hưởng quá nhiều vẫn tản ra ánh sáng mở ảo tựa như là một hang cổ vậy chậm rãi lan tỏa ra bí lực lần xuất thủ tiếp theo thì xương cánh tay này chụp ngay lấy bàn tay của thạch hạo tiếp đó là dùng sức bóp chặt tựa như đang nhào nạn khiến hắn thiếu chút nữa thì đã kêu hét lên thành tiếng kim quang óng ánh thân thể của thạch hạo gặp tổn hại nhưng mà rất nhanh sau đó thì hắn đã hồi phục lại như cũ thế nhưng xương tay bị bóp chặt kia vẫn méo mò biến hình lần xuất thủ này khung xương màu vàng cũng không phải đánh ra ba trường mà chỉ tiến hành có một trường cũng là đang cho thạch hạo đủ thời gian để trị liệu mặc dù không có cái gọi là kẽ hở thế nhưng xương tay này cũng đã đánh hắn tới trọng thương cách vận dụng bản năng khiêu khích này vô cùng hà khắc không ổn thạch hạo cảm thấy không lành xương tay này đã kéo nguyên thần của hắn ra ngoài rồi từ từ đánh đập chuyện này rất gai go vấn đề vô cùng nghiêm trọng nhưng mà hắn đã nghĩ quá nhiều rồi với cảnh giới trước mắt của hắn thì sức mạnh nguyên thần sớm đã mạnh mẽ khủng khiếp vượt qua người cùng thế hệ cơ bản không phải là thiếu sót chí mạng lúc này nguyên thần của hắn bị đánh đập tựa như đang được rèn luyện tuy rằng ánh vàng bán ra bốn phía mưa ánh sáng vườn quanh thế nhưng vẫn không có xuất hiện vết thương trí mạng nào cả vốn hắn còn đang lo lắng không hề có phương pháp tu luyện nguyên thần nào tương đương như bất diệt kinh như vậy sẽ xảy ra vấn đề ngay thế nhưng giờ phát hiện cũng không có vấn đề gì cả xương tay kia đang rèn luyện nguyên thần của hắn nguyên thần tựa hồ thu nhỏ lại thế nhưng lại càng tinh khiết hơn càng cứng cỏi hơn tổng thể mà nói thì thực lực không những không hạ thấp mà còn tăng lên nữa một lát sau sau khi xương cánh tay thả ra nguyên thần của hắn thì chậm rãi chờ đợi hắn khôi phục lại sau đó lại tiếp tục đập nứt thân thể ép một bông hoa đại đạo ra ngoài và khống chế nó nở rộ hiền lộ ra một người tí hon ngồi bên trên sinh linh này nghi là sinh hoạt ở quá khứ cách xa vô tận với chân thân hắn trên thân thể của người tí hon này có một vệt dấu ấn luân hồi từ khi thay thạch hạo đỡ lấy một đòn của chất tiên chảm đao thì nó đã bị trói chặt vẫn không hề được giải thoát. Hiện giờ, xương vàng óng này vỗ lên trên người nó nên đã gợi ra biến hóa kinh người. Mơ hồ thạch hạo, có thể nghe được tiếng gầm nhẹ tới từ cổ đại xa xưa, cũng đi kèm là tiếng tụng kinh, và lại còn có vô số ánh sáng hỗn độn cùng với tiên khí lan tràn ra ngoài. Dầm! Lại là một đòn, xương tay này nện thẳng lên trên người tí hon ấy, dấu ấn luân hồi kia đã bị đánh văng rớt xuống, cuối cùng lần nữa in hẳn lên trên bàn tay của thạch hạo. Hắn có tổng cộng 5 vệt luân hồi ấn, ban đầu đều ở trong lòng bàn tay hiện giờ về dấu ấn đã rời đi này lại từ trên thân thể của người tí hon kia trở về trong lòng bàn tay của hắn cùng lúc đó thạch hạo cảm thấy thân thể nhẹ bẫng tựa như có một sợi dây xích được mở ra cả người trở nên kỳ ảo rất nhiều vô cùng thoải mái tựa như nằm lâu ngày trong nhà giam quan tài rồi trượt có một ngày nhìn thấy được ánh mặt trời cảm thấy cả người sảng khoái nhẹ nhõm việc này khiến trong lòng hắn run rẩy dữ dội hắn cảm nhận được rất rõ ràng về sự linh động của bản thân càng hiểu rõ đại đạo hơn trước kia, rất thích hợp cho tu hành. Đúng rồi, một khi mở ra gông xiềng chân chính thì ta đột phá tiến vào cảnh giới trăm ngã sẽ không bị ràng buộc gì nữa. Cuối cùng thì Thạch Hạo cũng đã hiểu, trước kia lúc hắn muốn đột phá thì trong tiềm thức như đang chống cự lại, cảm thấy còn cần phải rèn luyện nữa, bởi vì bên trong cơ thể có một chút tỉ vết và hiện giờ đã được bù đắp rồi. Trong khoảng thời gian sau đó, thỉnh thoảng khung xương màu vàng này sẽ đánh đập như muốn giúp Thạch Hạo trải qua muôn vàn thử thách vậy. Có thể nói xương cánh tay không hề buông tha cho hắn mỗi lần đều đánh hắn tới mức phun trào máu tươi thạch hạo nhầm tính khi khung xương màu vàng này oanh kích đủ 18 lần thì mới dừng lại phù ta nên đi xuống thôi đã đắp nặn xong kim thân rồi nên đi tiếp nhận sự gột rửa của 18 đập cổ phật đạt tới cảnh giới hoàn mỹ hoàn hảo phía trên mặt nước vô ý sư tử mở mắt hoàng kim sư tử cảm thấy vô cùng mạnh mẽ chưa bao giờ cảm thấy khoan khoái như hiện tại đạo tâm trong veo thể chất vượt qua sự nhận biết trên thế gian. Thời khắc này, nó vô cùng thong dong và cũng tràn ngập vẻ tự tin, bởi vì nó đã thành công, đã đắp nạn ra được kim thân, mà nghĩa rằng một bộ chiến thể vô địch sắp sửa được sinh ra. Nếu không có gì bất ngờ, thì sau khi trải qua 18 đập cổ Phật thì nó có thể ngạo thị người cùng thế hệ rồi. Người đã thành công, một ông lão thay đổi sắc mặt, hoàng kim sư tử trẻ tuổi này lại phát sinh sự lột xác ngay trước mặt bọn họ. Đây là một cơ duyên to lớn may mắn đã thành công vô ý sư tử nhẹ nhàng gật đầu bộ lông vàng óng toàn thân lấp lánh hào quang đầy trói mắt một vài người trẻ tuổi lộ vẻ phức tạp bọn họ tận mắt nhìn thấy những thứ này chứng kiến được quá trình lột xác của vô ý sư tử có lẽ nó đã có thể tranh cao thấp với đế tộc rồi có người phán đoán trừ phi hắn có thể tiến hóa tới thể chất hoàn mỹ nếu không vẫn không có cơ hội đó đại nhân trẻ tuổi của đế tộc không phải dễ dàng đuổi kịp như vậy đâu có người không tin nên phản bác Tiếp theo người sẽ xuống đáy ao à, có chắc chắn không? Một đại tu sĩ hỏi, bọn họ rất quan tâm tới vấn đề này, bởi vì, dương gỗ mục kia đang nằm ở dưới. Ta nắm chắc tới 6-7 phần có thể thông qua thử thách 18 đập cổ Phật kia, có thể gột rửa, Hoàng Kim Sư Tử nói. Cũng không phải là hoàn toàn à, có ông lão lộ vẻ sầu lo hỏi. Bởi vì, sau khi Hoàng Kim Sư Tử đi xuống và nếu không thuận buồn xuôi gió, vậy rất có thể sẽ không thể lên lại được nữa thiên phú mạnh mẽ của con vô ý sư tử này rõ như ban ngày, nếu như bỏ mạng như vậy thì quá đáng tiếc. Quan trọng hơn chính là ai có thể xuống dưới đó để lấy dương gỗ mục kia chứ. 18 đập cổ Phật là một loại gột rửa và cũng là một loại thử thách đầy tàn khốc. Trong cơ thể nếu như có một chút tỉ vết nào đó thì sẽ bị phóng to tới vô hạn. Khi nó vỗ nhẹ một cái thì tựa như là một đòn chí mạng vậy. Người bình thường chúng phải thì hình thần đều diệt cả. Vô ý sư tử nói. Chính vì nó đã đắp nặn kim thân thành công cho nên mới dám đi xuống. Kim thân của ta hiện tại đã thành, theo lý mà nói thì có thể bỏ qua những tỉ vết này, nhưng chúng vẫn sẽ bị phóng lớn, thành ra cũng chỉ 6-7 phần nắm chắc mà thôi. Nó giải thích thêm. Mọi người hít vào ngụm khí lạnh, sự lột xác của Hoàng Kim sư tử rõ như ban ngày, cả bộ lông đều bị bong chóc rồi lần nữa sinh trường, xương cốt đều được tái sinh. Kim thân đã thành, coi như đã siêu thoát cả rồi, không ngờ lại không hề nắm chắc bảy phần có thể sẽ bỏ mạng ở bên dưới, việc này khiến tất cả mọi người đều chấn động. 18 đập cổ Phật, phóng to vô số lần các khuyết điểm, thiên tài sông xuống thì cũng sẽ chết ở dưới mấy kích này. Đáy ao, thạch hạo đã yên tĩnh trở lại, cảm thấy vô cùng thư thái mà trước giờ chưa từng có, cả người ấm áp tựa như ngồi bên trong một lò lửa lớn vậy. Hùng xương kia đã tản đi, lần nữa trở lại trong đống xương cốt bên dưới. Thạch hạo không còn bị công kích nữa tám đập cổ Phật đã kết thúc và hắn cảm thấy bản thân đã hoàn mỹ viên mãn, với cảnh giới như hiện tại của hắn thì bất diệt thân, không thể tinh tiến thêm được nữa. Chuyến này quá viên mãn rồi, thu hoạch khổng lồ, thạch hạo lầm bẩm Đối lập với sự tăng lên của thực lực thì thạch hạo lại càng thỏa mãn hơn khi sinh linh bên trên bông hoa đại đạo kia đã được mở trói, khiến chân thân hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn, vặn gãy công xiềng, thích hợp hơn cho tu đạo. Ồ, lẽ nào con sư tử kia đang xuống, là muốn giết ta ư? trong mắt thạch hạo lộ tinh quang sóng nước lan tỏa một bóng hình mờ ảo đang chìm xuống quả nhiên đó chính là vô ý sư tử nó vàng óng chói lóa tựa như là một mặt trời giữa ban trưa vũ ý sư tử vô cùng tự phụ vui sướng tự tin bởi vì nó muốn tiến hành một cuộc mài rũa kinh người một khi chịu đựng được thì sẽ có thể bễ nghệ thiên hạ và lúc ấy nó sẽ không sợ bất cứ người nào nữa ta nhất định phải cuột khởi ai cũng không thể ngăn cản ta được nó tràn đầy tự tin đáng tiếc là không thể tự tay giết chết tên hoang ở nơi này hắn sẽ bị hòa tan sạch sành xanh ngay cả xương cốt cũng không còn nếu không có thể chém lìa đầu lâu của hắn rồi hoàng kim sư tử cảm thấy tiếc nuối công lực của nó đã đại thành đắp nạn ra được kim thân mạnh mẽ kết quả lại không thể khai đao với kẻ địch đầu tiên đối phương đã chết rồi dưới góc nhìn của nó thì chuyện này quá tiếc nuối nếu Hoàng còn sống thì tới lúc đó nó sẽ đánh bại sẽ cắt lấy đầu lâu như vậy sẽ quá trọn vẹn người không thể giúp ta tăng thêm chiến tích huy hoàng được đúng là đáng tiếc mà hoàng kim sư tử lắc đầu thạch hạo lộ vẻ cổ quái nhìn bóng hình mơ hồ đang từ từ lao xuống hắn cũng không hề ra tay ngay mà cứ thoải mái đứng thẳng nơi ấy ai hoàng kim sư tử giật này cả mình bên trong đống xương cốt như núi kia lại xuất hiện một sinh vật rất sinh động việc này khiến nó thay đổi sắc mặt chủ yếu nhất chính là chiếc ao này quá khác thường dù cho có mở thiên nhãn thì cũng chẳng hề có hiệu lực đây chính là ao nước do huyết nhục của các cổ phật hóa thành ngăn cản mọi dò xét là ngươi còn sống lúc này hoàng kim sư tử thất kinh bởi vì cách đó không xa nó đã nhìn thấy được hình dáng của thạch hạo nó không tài nào tin vào mắt mình được trước đây không lâu nó tận mắt nhìn thấy thạch hạo giải thể trên năm xẻ bảy và rơi xuống đáy hồ lúc đó nó cho rằng hoang đã chết hình thần đều diệt không thể sống sót được nhưng hiện tại một người hoàn hảo không chút tổn hại gì đang đứng dưới đáy ao khiến nó khó mà tin được không phải ngươi luôn muốn tự tay cắt lấy đầu lâu của ta? Ta cho ngươi một cơ hội đó, cho nên chờ ngươi ngay chỗ này nè. Thạch Hạo nhẹ nhàng nói. Nhưng mà việc này lại càng khiến Hoàng Kim sư tử sợ hãi hơn, nên biết trước đây thì thân thể của Thạch Hạo đã bị hủy thế, nhưng hiện giờ đã khôi phục lại như lúc ban đầu. Đồng thời Hoàng vẫn luôn ở đáy ao chịu đựng lấy sự nghiền ép của ao nước. Việc này đã lộ ra nhiều chuyện Hoàng đã ngăn chặn được sự xoắn giết của ao nước do huyết nhục tăng phật hóa thành đã vượt qua được. Điều này có ý nghĩa gì? Rất có thể, đây là một phiên bản của vị tiên tăng vương thời niên thiếu, thành tựu thân thể vô địch rồi. Tiên tăng vương khi còn trẻ từng tàn đi Phật tính, sau đó tới đây mài rũa bản thân và đã thành công vượt ải, đã chịu đựng được và trở nên mạnh mẽ tuyệt thế. Trong lịch sử, chỉ có một người duy nhất. Hiện giờ, lại thêm một người nữa. Vui sư tử rút lui, nó hoảng sợ, tuy rằng nó tự phụ thế, nhưng cũng rất rõ ràng hiện tại kẻ địch nguy hiểm tới cỡ nào. Nó lấm lét nhìn trái phải dưới đáy ao như đang muốn tìm kiếm thứ gì đó. Người đang tìm bộ khung xương màu vàng kia chớ gì, nó đã tản đi rồi, là muốn nó đánh đập mình phải không, để tu thành kim thân vô thượng à, thạch hạo cười cợt nói. Hắn chẳng hề có chút thiện cảm gì với bộ tộc này, năm đó đã phản bội cửu thiên và dẫn dắt đại quân dị vực chém giết một phương người mình, máu tanh đầy tay, tội không thể tha thứ. Húng hổ trước đây không lâu, con hoàng kim sư tử này lại còn nhằm vào hắn, lại muốn hại hắn cho nên thạch hạo đằng đằng sát khí muốn tiến lên giết chết nó ngay tức khắc người đã đoạt lấy cơ duyên của ta hoàng kim sư tử tức giận sau khi nghe đối phương nói như vậy thì nó biết được hoàng đã tiếp nhận sự gột sửa của 18 đập cổ phật rồi trong thời gian nhất định thì loại gột sửa này không thể xuất hiện nhiều lần được hoàng đã giành lấy một bước không sao khung xương kim thân kia tuy rằng đã tàn đi thế nhưng ta vẫn còn nhớ nó đánh đập như thế nào ta sẽ giúp ngươi thạch hạo cười cười rồi tung người giết thẳng về phía vô ý sư tử ầm um, nơi đây trở nên sôi trào tinh khí cuồn cuộn thần lực mênh mông hà sao thế động tĩnh bên dưới đáy ao có chút lớn tựa như đang đại chiến vậy trên bờ có một vài người kinh ngạc không thôi bởi vì ao nước này không hề bình thường dù cho động tĩnh có lớn tới mấy thì cũng sẽ bình phục lại bởi vì chất lỏng này là do tinh huyết của các cao tăng cổ đại biến thành có thể chấn áp tất cả nhưng hiện tại ao nước đang rung truyền dưới đáy ao chắc chắn đã rung động dữ dội. Lẽ nào sư tử nhỏ kia đang gặp phải phiền toái, không cách nào chịu được áp lực của 18 đập cổ Phật, có người hoài nghi như thế. ầm ầm sóng nước vọt lên, tiên vụ ngập trời, một con sư tử màu vàng máu me khắp người lao lên, móng vuốt méo sẹo trên người có những lỗ máu đáng sợ, là bị một người dùng quyền xuyên thủng. Hả? Người sao thế? Trên bờ, một vài đại tu sĩ khá là giật mình hoàng kim sư tử thét gào đồng thời ra sức giãy ruộng muốn tiến lên trên bờ kết quả bị nắm tay kia trục chặt lấy chân sau tiếp đó là kéo mạnh xuống đáy ao tất cả mọi người đều thất kinh trong ao sao lại xuất hiện thêm một sinh linh khác vậy cánh tay đó là của ai mười người đều tê dại ra đầu lẽ nào là hoang không phải hắn đã chết rồi sao huyết nhục đều đã hóa thành tinh khí có người hét lớn ầm uhm. hoàng kim sư tử lại vọt lên lần này lại càng thê thảm hơn nữa thân thể cơ hồ bị xé rách nó gầm thét đầy đau đớn tạo nên sóng nước dữ dội. Tiếp đó là mọi người thấy được một người trẻ tuổi nổi lên trên mặt nước. Hắn vung tay chụp lấy hoàng kim sư tử như muốn kéo nó xuống đáy ao. Cái gì? Đúng là hoang. Trời ơi, hắn còn sống, chẳng lẽ muốn trở thành tiên tăng vương thứ hai ư? Hắn là hoang. Đám người ồ lên, tuyệt không ngờ rằng thạch hạo vẫn còn sống, đã trôi qua lâu như vậy rồi mà hắn không hề bị ao nước hòa tan thành thần dịch. Chuyện này vượt qua dự đoán của mọi người, dựa theo những gì vô ý sư tử từng nói thì đây chính là nơi chôn cất của một mạch cổ tăng chất lỏng óng ánh này là do huyết nhục biến thành đều là những tình huyết cũng như thần lực của tiên tăng có thể nói nơi đây không có thứ gì có thể thay đổi được chỉ có người tu luyện qua kinh văn một mạch tăng lữ và sản sinh ra phật tính thì mới có thể tồn tại ở nơi này nếu không đều phải chết nhưng hiện tại lại không phải như vậy hoang vẫn còn sống đây là một kỳ tích trong lịch sử cũng chỉ có một người làm được tới mức này đó chính là vị tiên tăng vương đã tản đi phật tính của mình kia lẽ nào thiên phú của hoang lại khủng khiếp như thế Mấy người biến sắc đây là một tin tức vô cùng kinh người nếu được truyền ra thì chắc chắn sẽ tạo nên sóng lớn vô bờ khiến các đại tộc phải rung lên bần bật bởi vì đây là thứ tiềm lực quá kinh người tiên tăng vương là ai một đời tiên vương từng là một trong những nhân vật mạnh mẽ nhất thế gian là cùng cấp bậc với du đà an lan không thể vượt qua được hoang lại có thiên tư như thế này lại có thành tựu tương tự như vị tăng vương kia từ trình độ này thì đã có thể cho thấy nội tình của hắn như thế nào rồi nên biết thế gian này xưa nay không thiếu thiên tài đời này nối tiếp đời kia có thể nói là anh tài xuất hiện lớp lớp thế nhưng có người nào có thể trở thành vương bất hủ chứ từ tuyên cổ tới hiện tại đây là một vấn đề khiến người ta khó có thể trả lời và không có cách nào thực hiện được xưa nay không một ai có thể nói rõ được một kỳ tài như thế nào thì mới có thể thành tựu được cao thủ tiên vương bất kể là bảng xếp hạng cao thủ thuộc thế hệ trẻ tuổi hay là bảng xếp hạng sức chiến đấu của thế hệ trước cũng không hề có tiêu chuẩn rõ ràng nào để tham chiếu trở thành tiên vương được luôn có tranh lệch từ các đời tới giờ người xếp hạng đệ nhất trên mỗi bảng của từng thời kỳ đều không nhất định có thể trở thành trường sinh được càng đừng nói tới việc xưng vương kỳ tài xuất hiện lớp lớp chuyện này tuyệt không phải là lời nói suông sự vực vô cùng rộng lớn một kỷ nguyên cũng chưa chắc đã có một hai người có thể chứng được con đường tiên vương việc này quá gian nan đế tộc gốc khác vô cùng hùng hậu trong tộc vốn có trí cao tồn tại thế nhưng dù cho có cao thủ như vậy thì cũng khó có thể bồi dưỡng ra một người như vậy đó chính là một dẫn chứng rất cụ thể tiên vương không thể cầu được dù cho trong đám đời sau của du an lan cũng có vài người có thiên tư vang dội cổ kim thế nhưng lại không thể nào thành tiên thành vương được mà chiếc ao cổ này lại có thể dự báo trước được rất có giá trị để tham khảo bởi vì một mạch cổ tăng từng chuyên nghiên cứu việc này Chư ao này tựa như đang tiến hành kiểm tra một loại nội tình ẩn xấu nào đó có đại đức cao tăng từng nói nếu như người nào có thể chịu nổi thì ngày sau có thể trở thành tiên vương sau đó một tăng nhân trẻ tuổi tu thành trường lục kim thân được mệnh danh là bất bại người này từng tản đi một thân phật tính của bản thân rồi tiến vào ao để rèn luyện chân thân và còn sống việc này đã trở thành một dẫn chứng sống bởi vì về sau người này đã trở thành tiên tăng vương duy nhất ao luân hồi đã đưa ra dự đoán chuẩn xác của mình đã được chứng minh, cho nên một số ít người của dị vực đứng ngồi không yên, việc này có can hệ quá to lớn. Giết hắn, không thể để hắn trưởng thành được, một ông lão lên tiếng, trên người mặc một bộ đồ màu bạc, uy thế hùng hồn chấn động lòng người. Đây là một vị đại tu sĩ vừa mới tới, khí chàng mạnh mẽ, mơ hồ có thể là đệ nhất cao thủ trong đám người này. Nếu như trước kia thì cũng không nói làm gì, thế nhưng sau khi hắn chạy tới và nghe được tiếng bàn luận của mọi người, biết đây là ao luân, hồi, nên đã hiểu rõ đây là nơi nào ban đầu có rất nhiều người không hay biết gì chỉ là nghe hoàng kim sư tử kể sơ qua nên cũng chỉ có hiểu biết nhất định mà thôi thế nhưng ông lão này có thân phận không tầm thường là tới từ đế tộc mặc dù chỉ là chi nhánh bởi vì một ít nguyên nhân đặc thù nên huyết thống có chút xa thế nhưng năm tháng tu luyện vô cùng dài thân phận cực kỳ cao hắn biết rất nhiều bí ẩn nên sau khi nói ra thì khiến đám người khiếp sợ ý là tương lai sau này hắn có thể chứng con đường tiên vương không được nhất định phải diệt trừ hắn không tiếc mọi giá sau khi những người khác nghe được như vậy thì chợt run lên trong lòng không một ai có thể rõ ràng hơn bọn họ về sự khủng khiếp của tồn tại thuộc cấp độ kia là như thế nào cơ bản không có biện pháp để đối đầu là sức chiến đầu vô thượng có một không hai trên trần thế nên biết năm xưa dị vực cũng không chỉ có vài người an lan du đà sau khi tích lũy vài kỷ nguyên thì đã sở hữu những tồn tại vô thượng khá là khủng khiếp nhưng cũng chính là trinh phạt cửu thiên và lại đối phương cũng có tiên vương nên đã kéo theo một vài tổ tiên mạnh mẽ nhất của dị vực chết cùng đây là hiện thực tàn khốc cỡ nào chứ tới cấp độ kia thật sự quá khủng khiếp nếu như thạch hạo trở thành tiên vương vậy có ý nghĩa rằng tương lai sau này sẽ có thể liều mạng với một vị cổ tổ chuyện này tuyệt không thể chấp nhận được là gánh nặng không cách nào đỡ nổi trước kia mấy người đã rất coi trọng hoang rồi đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi đã xem hắn như là đại địch rất muốn diệt trừ hắn thế nhưng những nhân vật lớn tuổi cũng không quá để ý bởi vì bọn họ nhìn thấy quá nhiều thiên tài vừa xa hắn dòng sông lịch sử dài dang dặc nếu như cứ quá lưu ý thì mỗi thời kỳ cộng gộp lại mỗi anh tài các đời vậy thì sẽ không tài nào đếm hết được giờ nhìn lại rất nhiều người đã tàn phai cả rồi nhưng hiện tại lại hoàn toàn khác khi ông lão áo bạc hiểu rõ chân tướng nơi đây là nơi đưa ra những tiền đoán chuẩn xác nhất thì tất cả mọi người đều đứng ngồi không yên ở thời kỳ này có sinh linh bước lên con đường duy nhất để trở thành người đỉnh cao rất có thể sẽ trở thành tiên vương giết chết một ông lão với khí chàng cực kỳ mạnh mẽ quát lên là phải giết chết không thể để xảy ra bất cứ sai sót nào cần phải giết chết thạch hạo không thể để hắn sống tiếp nữa nếu không tương lai sẽ là một mối họa lớn không cách nào tưởng tượng ra được bạn đang xem thế giới hoàn mỹ được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com Phim viết liền không giấu nhé vương bất hủ liều mạng đùa à, chuyện như vậy tuyệt không thể để phát sinh trong mắt mọi người giết chết hoàng đã ngang với việc đoạt lại dương gỗ mục kia thậm chí nó còn quan trọng hơn nữa nhưng mà nơi này quá kỳ lạ bọn họ với một thân bản lĩnh lạc thế nhưng cũng không thể nào xuống được không cách nào tiến vào trong ảo luân hồi để giết hoang nơi này quá siêu phàm nung nấu vạn linh dù cho ngươi có tu vi mạnh mẽ tới cỡ nào thì cũng chẳng hề có ý nghĩa gì sức mạnh của nơi này đáng sợ tới mức sẽ cao hơn cả ngươi là sự nghiền ép cực hạn không ổn cho lắm lẽ nào chúng ta chỉ biết mở to mắt mà nhìn, nhưng lại không thể làm gì được hắn ư nên biết chiếc xương gỗ kia đang ở phía dưới đó có người buồn bực nói ầm um, bên trong ao bọt nước nổi lên hoàng kim sư tử gào thét lần nữa thì dưới đáy ao vọt thẳng lên trên thế nhưng khi mọi người nhìn lại thì hành động đó chỉ là phí công là một sự dãy ruộng bất đắc dĩ cơ bản không thể làm gì được hoang cả lúc này vô hí sư tử vô cùng thê thảm cả người đẫm máu bộ lông bị bóc cả màng lớn vết thương chẳng chịt có rất nhiều vị trí sâu tới tận xương vô cùng đáng sợ phụt đôi tay óng ánh đầy hoàn mỹ từ dưới mặt nước thỏ lên đồng thời xé rách thân thể của hoàng kim sư tử thiếu chút nữa thì đã chia thành hai nửa Gào! vô sư tử hét lớn toàn thân phát sáng thi thoảng sẽ phát ra tiếng tụng kinh phật quang chiếu dọi chữa trị cho vết thương đáng sợ của bản thân thân thể rách lìa của nó được chữa trị, không có tiếp tục nước thành hai nửa nữa. Nhưng mà đây cũng giống như uống một chai nước độc để giải khát, đã mấy lần nó làm như vậy, nếu nó không liều mạng hết lần này tới lần khác, thiếu đốt bản nguyên, chữa trị bản thân thì sớm đã bị xé nát rồi. Việc này khiến cho toàn bộ sinh linh trên bờ đều biến sắc, đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi thì càng trắng xanh mặt mày hơn, vẻ mặt đầy kinh hoàng. Hoàng Kim sư tử là người như thế nào? Vốn là người tài ba trong thế hệ trẻ tuổi ngoại trừ đế tộc ra thì có ai có thể chấn áp được hắn. Nhưng hiện giờ lại xa vào bước này, quá thê thảm. Đặc biệt là, vừa nãy nó mới đạt được vận may lớn, dưới sự chứng kiến của mọi người thì đã tu hành kim thân của một mạch cổ tăng, là nắm giữ pháp thể với chiến tích huy hoàng. Trong mắt mọi người thì con sư tử này có thể thuận lợi đạt được sự gột rửa dưới đáy ao, khiến cho kim thân hoàn mỹ hoàn hảo, như thế sẽ có tư cách để ngạo thị thế hệ trẻ tuổi rồi. Rất nhiều người tin rằng, vào lúc ấy nó có thể hò hét với đế tộc, nhưng hiện giờ nó lại thảm như vậy, gần như bị người khác đánh tới tàn phế, bất cứ lúc nào cũng có thể xé tan xương cốt. Đây là chuyện đáng thương tới cỡ nào, vừa mới leo lên đỉnh cao nhất kết quả lại bị một người một cước đạp rớt xuống lại. Lúc này, không ít người thậm chí cảm thông cho vô ý sư tử, quá không may, vừa mới thành tự chính quả kim thân thì lại gặp phải tên biến thái hoang này. Vốn rằng vô cùng đắc ý, sẽ trở nên tuyệt đỉnh, kết quả lại bị một tên sát tinh đánh nát mông. Hoàng kim sư tử lúc này rất bi phẫn, chỉ thiếu một chút nữa thôi thì nó đã chém bay mọi tỷ vết thành tựu kim thân viên mãn vô địch kết quả nửa đường lại xuất hiện một người đáng ra phải chết đoạt lấy cơ duyên của nó hót tay trên nhận lấy 18 đập cổ phật của nó nó với hùng tâm vạn trượng vốn đã leo lên đỉnh cao nhất của bản thân thế nhưng lại bị một người một cước đạp bay xuống dưới chân núi sự vô tình này khiến nó tựa như đang đứng trên thiên không vạn trượng chờ rơi thẳng xuống vực sâu từ thiên đường tiến thẳng vào trong địa ngục không có chuyện nào thê thảm hơn uất ức hơn thế này. Nên biết, trước đây không lâu khi Hoàng suy yếu, thì nó từng xuất thủ và xém tí nữa đã đánh cục thạch hạo, nhưng hiện giờ thì hoàn toàn ngược lại. a à, ta không cam lòng mà, Hoàng Kim Sư Tử giết gào, tức giận tới điên rồ. Người không cam lòng thì như thế nào chứ? Năm đó bộ tộc của các người đã phản bội, sát hại vô số sinh linh cửu thiên, nợ máu vô vàn, phải nghĩ tới kết quả của ngày hôm nay chứ. Thạch hạo nói, để ta nghĩ thử xem nào, là kho hay là hấp đây ta thạch hạo lẩm bẩm hoàn toàn không hề để ý tới những sinh linh trên bờ kia việc này khiến đám người ấy giận dữ nhưng lại không thể làm gì cả da đầu của vô ý sư tử bốc lên làn khí lạnh tên hoang này cũng quá hung ác mà lại muốn ăn cả nó nó cảm thấy tức tối với địa vị của chủng tộc này chỉ đứng sau mỗi đế tộc vượt qua rất nhiều vương tộc nếu như bị người khác xem như đồ ăn thì đúng là một chuyện nực cười người vô ý sư tử vừa tức vừa sợ kết cục bị ăn còn đáng sợ hơn cả việc bị giết chết răng rắc tiếng xương cốt vỡ nát chuyển tới hoàng kim sư tử cảm thấy phía sau lưng đau nhức toàn bộ xương đuôi vàng óng phía sau bị thạch hạo chém lìa việc này khiến nó xấu hổ cũng như tức giận quá nhục nhã quá ốt ức đối phương lại trở thành một con quái vật hiện giờ nó không thể nào chống lại được hoàn toàn không phải là đối thủ lúc nãy khi ở bên dưới mặt nước thì nó từng liều mạng công kích dùng hết khả năng xuất thủ cùng tranh đấu thế nhưng da thịt của hoang lại cứng cỏi bất hoại, không cách nào đánh nổi. Đối với vui sư tử vừa mới đắp nạn ra kim thân mạnh mẽ cho bản thân thì là một đà kích khổng lồ. Cơ duyên cùng thu hoạch to lớn nhất của nó ở ao luân hồi chính là về luyện thể, tiến hành niết bàn, là đang tiến hành việc tiến hóa trung cực. Thế nhưng ngay khi mình vừa mới đạt được thành tựa, ở ngay chính trong lĩnh vực mà mình mạnh mẽ tự tin nhất thì nó gặp thất bại, mà lại thua một cách thê thảm, thua hoàn toàn. Phù phù, bọt nước tung tóe thạch hạo xuất hiện ở trên mặt ạc đồng thời nhấc theo hoàng kim sư tử khổng lồ đối mặt với tất cả mọi người cảnh tượng này rất là ngông cuồng vẻ mặt của hán lạnh lùng sách cao thủ trẻ tuổi một đời được xưng vương xưng bá ở dị vực tựa như là sách một con chó chết nắm chặt trong tay xem như là nguyên liệu để nấu ăn việc này khiến cho từng người trẻ tuổi đều trắng xanh mặt mày thực lực của hoang lại tăng dài một đoạn bọn họ đã không thể đối đầu được nữa chỉ có cao thủ thuộc thế hệ trước thì mới có thể điều chỉnh Thạch Hạo hoàn toàn đứng bên trên mặt nước. Sau khi tu thành bất diệt kinh ở đây, thì hắn đã hiểu ra rất nhiều thứ. Lúc này quét nhìn tất cả đám người bên trên. Hoang, người biết mình sẽ có kết cục ra sao không? Một ông lão quát lớn, nhìn chằm chằm người thanh niên trẻ tuổi trên mặt ao. Lão già vô liêm sỉ, bớt uy hiếp lại đi. Thạch Hạo phang ngang một câu, cho tới hiện tại hắn vẫn luôn bị đại quân dị vực một mực truy sát. Chẳng lẽ còn có chuyện nào thê thảm hơn chuyện này nữa? Cục diện từ lâu đã là không chết không thôi rồi không hề có đường lui nào nữa, cho nên hắn cũng chẳng thèm để ý tới thái độ của đối phương làm gì. Sau khi Thạch Hạo tu thành pháp thể bất bại, thì đây là lần đầu tiên hắn thong dong đối mặt với tất cả mọi người như vậy, dù cho đang bị vây kín, thì hắn cũng có niềm tin vô cùng. Hắn đang ước lượng tình hình lúc này. Người muốn chết hả, nhất định sẽ không thể sống nữa đâu, có người hét lớn. Chậm, ông lão áo bạc giơ tay lên ngăn những người khác lại, hắn lộ ra ý cười nhạt nhìn về phía Thạch Hạo, nói thành tựu cùng với thiên phú của ngươi đã rõ như ban ngày rồi, khiến người khác không thể không bội phục mà. Thạch Hạo bình thản quan sát, không hề bị lay động gì cả. "Người trẻ tuổi, nếu như ngươi cứ mai một ở trong đế quan thì quá đáng tiếc, cả đời sẽ vô duyên với tiên đạo, nên biết, hoàn cảnh lớn ở bên đó rất là ác liệt, cơ bản không cho phép bất cứ người nào thành tiên." Ông lão áo bạc nói. "Ông muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra đi." Khóe miệng Thạch Hạo nhếch lên vẻ mỉa mai. Với thiên tư của ngươi mà ở trong cửu thiên thì chẳng khác gì người tài giỏi chẳng được trọng dụng, nếu như ngươi đồng ý gia nhập dối ta thì đời này sẽ lan tỏa ánh sáng vạn trượng, được lưu lại tên tuổi trong bất hủ." Ông lão áo bạc hùng hồn nói. "Ông nghĩ nhiều rồi đó." Thạch Hạo chỉ lạnh lùng nói một câu như vậy, hắn làm sao có khả năng sẽ học theo việc phản bội như một mạch vui sư tử chứ? Nắm rõ thế cục thì đó mới là người có trí tuệ, người thông minh nhất định sẽ tìm lành tránh ác, tương lai sau này đế quan chắc chắn sẽ bị phá, người phản kháng đều phải chết. Người hẳn cũng biết, kết cục ấy nó sẽ như thế nào, ông lão áo bạc nói. Hắn liếc nhìn thạch hạo, nói tiếp, nếu như gia nhập giới ta, phát ra lời huyết thệ đại đạo, thì thành tựu trong tương lai, sẽ không thể đo lường được, sẽ có một ngày, trở thành vương thành tổ. Hơn nữa, chúng ta sẽ đồng ý thừa nhận, dù cho thực lực hiện giờ của ngươi vẫn chưa đủ để uy hiếp một phương, thế nhưng chỉ cần ngươi chịu gia nhập, thì sẽ cho phép ngươi thành lập nên một đại tộc mạnh mẽ, là một đại tộc của riêng mình vượt qua những vương tộc bình thường dù chưa gặp đế tộc cũng không cần chào lệ mọi người giật mình bởi vì bọn họ biết rõ điều kiện mà ông lão này nói ra quá mức kinh người hiện tại hoang mới đang ở cảnh giới nào thế nào lại hứa sẽ cho địa vị như thế trong lịch sử cũng chỉ có một vài chủng tộc cá biệt như cô tộc huyết hoàng thì mới được như vậy khi gặp đế tộc không cần chào lệ địa vị ngang nhau hiện giờ chỉ một người trẻ tuổi mới hai mươi mấy mà lại dành cho địa vị cao như vậy vượt ngoài tưởng tượng của mọi người ông là cái thá gì chứ cho rằng mình là du đà hay an lan thế có tư cách gì mà tùy tiện đồng ý ban tặng những địa vị như thế thạch hạo cười nhạo hắn không hề để tâm tới mấy lời này ông lão áo bạc ban đầu là người khởi xướng giết hắn bằng mọi giá phải giết chết thạch hạo nhưng hiện tại lại tỏ thái độ như thế làm người khác kinh ngạc hắn nghiêm túc cực kỳ nói người tất nhiên sẽ có nghi vấn thế nhưng ta muốn nói rằng tất cả là sự thật ta có biện pháp để chứng minh bởi vì ta tới từ đế tộc tuy dòng huyết thống rất mỏng thế nhưng có thể mời tới pháp chỉ cổ tổ mọi người nghe được những lời này thì khiếp sợ hắn cũng không phải nói chơi mà là sự thật ta nghe nói huyết thống của đế tộc rất bá đạo số lượng cực kỳ ít ỏi khó có thể sinh ra đời sau được thế nhưng bất kỳ bộ tộc nào kết thông ra và có hậu nhân thì đều sẽ được truyền thừa huyết dịch của chính bộ tộc mình vì sao ông lại nói huyết thống của mình lại rất mỏng thạch hạo cảm thấy hứng thú nên lên tiếng hỏi hắn hoàn toàn quên đi trọng điểm mà chỉ quan tâm tới vấn đề này mà thôi. Bởi vì, trước kia khi hắn ở biên cương Đại Xích Thiên thì từng giao thủ với một người thuộc chi thứ đế tộc có huyết thống rất mỏng, cho nên về sau hiểu rõ về cách nói huyết thống cũng không phù hợp cho lắm. Sắc mặt của ông lão này đỏ hồng vô cùng khó coi. Người trẻ tuổi, ta có thể cho rằng ngươi đang sỉ nhục ta không đây, ta là mang theo thành ý muốn độ ngươi tiến vào giới ta. Thế, nhưng ngươi không hề cảm kích, cũng như không hề biết điều. Nếu như ngươi có ý định, thì hiện tại ta có thể lập tức xin pháp chỉ đế tộc phong ngươi trở thành một đại tộc đỉnh cấp gặp đế tộc cũng không cần phải chào lại không cần đâu ta cũng chẳng có hứng thú ông cho rằng tất cả mọi người đều giống như một mạch vôi sư tử đầu gối của mọi người đều mềm như cộng bún ư không hề có chút cốt khí à muốn ta cúi đầu không thể tương lai gặp nhau trên chiến trường ta chắc chắn sẽ chém sạch cổ tổ của các ngươi thạch hạo kiên định nói lời nói đinh tai hùng hồn việc này khiến đám người trợn tròn mắt Người trẻ tuổi này quá bừa bãi, chỉ một người chứ không hề có trường sinh nào ở đây. Thế mà lại vọng tưởng đánh giết nhóm người An Lan, không biết tự lượng sức. Thạch Hạo chẳng hề để ý tới mọi người mà cúi đầu nhìn Hoàng Kim Sư Tử, suy nghĩ nên nấu món gì đây, lẩm bẩm đầu Sư Tử kho, món này quả là danh xứng với thực, xương sườn Sư Tử chiên, bảy phần thịt, hương vị chắc cũng không tồi. Phu quý Sư Tử nghe vậy thì tức giận cùng xấu hổ, việc này quá nhục nhã. Sâu trong đáy mắt của nó xẹt qua tia lạnh lẽo xương cung nhưng không bắn, nó đang tích chữ chuẩn bị phát động một đòn chí mạng. Bởi vì nó sớm đã tiến vào cảnh giới đại viên mãn hư đạo từ lâu, có thể đột phá vào cảnh giới chàm ngã bất cứ lúc nào, thế nhưng vì để kim thân viên mãn nên nó vẫn luôn áp chế, muốn chờ sau khi trải qua gột rửa của 18 đập cổ Phật thì mới chính thức tiến quân vào cảnh giới cao hơn, nên vững đạo cơ cho bản thân mạnh mẽ hơn trước. Hiện giờ bị ép tới một nước này thì nó làm sao còn nghĩ được nhiều như vậy chứ? Ầm um. Hoàng Kim Sư Tử chợt bùng phát, lệ khí ngập trời, uy thế khiếp người, bộ lông vàng óng toàn thân dựng đứng khiến cho một vài đại tu sĩ vô cùng giật mình, sức chiến đấu này cũng rất là hiếm thấy bên trong cảnh giới trăm ngã, vượt qua những chủng tộc khác. Người ẩn nhẫn đầy uất ức như vậy là để chờ thời cơ bùng phát như hiện tại à, hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của mọi người, Thạch Hạo lại nhẹ như mây gió, cơ bản không thèm để ý. Vào đúng lúc này, hắn chỉ giơ lên bàn tay trong suốt như ngọc của mình, đồng thời ánh sáng vàng nhạt lộng lẫy lan tỏa, một trường ép thẳng xuống giới khiến cho khí thế đang tăng lên đầy mạnh mẽ của vô ý sư tử bị đánh tan tành chỉ một trường lại có thể đánh cho hoàng kim sư tử đang đột phá vào cảnh giới chảm ngã trở lại nguyên hình khiến nó phun ra ngụm máu tươi thân thể ngập tràn vết dạn thiếu chút nữa thì nổ tung Ngươi! vô ý sư tử sợ hãi hoang quá mạnh mẽ sức chiến đấu cao tới đáng sợ nó đã dùng mọi khả năng bị ép tới mức không tiếc mọi giá tạm thời dùng cảnh giới cao để đánh lén kết quả vẫn như cũ không hề có chút tác dụng nào, sức chiến đấu đẩy mạnh mẽ được ngưng tụ thành vẫn bị đánh tan. Một đám người trên bờ hoảng sợ, đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi sớm đã không còn ngôn ngữ gì để nói nữa. Muốn chào phúng hay là chế nhạo thì cũng không thể, bởi vì bọn họ không có da mà dày như thế. Ta cho ngươi một cơ hội, bắt đầu lại từ đầu xem nào. Thạch Hạo nhẹ nhàng nói. Ngươi. Vô sư tử số hổ tức giận, nó hoàn toàn không hề nghĩ tới trong cùng thế hệ mà lại có một tên biến thái như vậy áp chế tới mức khiến nó không thể nhấc đầu lên nổi gào tiếng sư tử gầm vang trời đại biểu cho lửa giận của nó bộ lông vàng óng dựng thẳng ánh vàng dâng trào chấn động cả trời cao nó toàn lực đột phá lại lần nữa muốn tạm thời tiến vào cảnh giới chảm ngã nó muốn giết chết thạch hạo nhưng mà khi nó cảm thấy bản thân tràn đầy mạnh mẽ muốn xé rách cả thạch hạo ra thì kết quả gặp phải một đòn bị một tát của thạch hạo đánh tan khí thế mạnh mẽ ấy lần nữa rơi xuống vực sâu kẻ địch cho nó một cơ hội để nó nhảy tới điểm cao nhất thế nhưng vẫn không tài nào địch nổi chuyện này khiến nó ủ rũ hoảng sợ đây là một tên biến thái tới cỡ nào chứ không ngờ lại mạnh mẽ tới một bước này xem bộ tộc cổ lão vô địch của chúng nó như là vật bình thường không thèm đếm sửa tới hai thạch hạo thở dài khi nhìn thấy hoàng kim sư tử thì hắn nghĩ tới một người bạn cũ của mình một vị huynh đệ đã kết bái khi mình còn trẻ. Đó chính là Hoàng Kim Sư Tử Chín Đầu ở Hạ Giới. Thời hắn còn nhỏ đã làm nên rất nhiều chuyện hoang đường khiến người khác muốn cười nhưng lòng lại chua xót. Lúc tuổi nhỏ thì bỏ nhà ra đi, hiện giờ đã rời khỏi Hạ Giới bao nhiêu năm rồi. Lúc này, hắn rất muốn trở về, nhớ Nhung Thạch Thôn, nhớ tới người xưa. Ta không kho ngươi nữa, cũng không hấp ngươi đâu. Thạch Hạo nói, hắn cũng không phải là lòng dạ đàn bà mà là có toan tính khác, muốn giữ lại để Hoàng Kim Sư Tử Chín Đầu xả cơn hận. Tiếp đó, hắn nhìn về phía mọi người đang đứng trên bờ, nói, chỉ hoãn cũng quá lâu rồi, chúng ta nên kết thúc thôi. Chỉ bằng vào người, nói khoác mà không biết gì à. Có người nở nụ cười mỉa mai. Tới cũng không ít người rồi, phải tới bảy phần đại tu sĩ truy sát ta cũng tụ tập ở đây. Hiện giờ nên diệt sạch toàn bộ, xem như là một kết thúc có hậu. Thạch hạo nói, làm càn, mặt của ông lão áo bạc trầm xuống, nếu như chiêu hàng không thành công thì cũng không cần phải nề mặt làm gì nữa hắn sẽ không làm thêm chuyện vô ích nữa làm càn làm càn cái đầu ông nội nhà ông á thạch hạo chẳng hề nể năng gì quát lớn chỉ là một thằng nhãi danh mà thôi tuy rằng thiên phú bất phàm thế nhưng vẫn còn quá non nớt vậy mà cũng dám nói năng như vậy à nếu như không phải trốn ở trong ao luân hồi thì sớm đã giết chết ngươi rồi có người lạnh lùng mang theo vẻ kinh bỉ nói trên đường xuống hoàng tuyền có rất nhiều u hồn các vị lên đường bình an nhé thạch hạo lên tiếng đầy xa xăm là muốn tiễn đưa bọn họ không ổn mau lui lại ông lão áo bạc cảm nhận được thứ gì đó nên liền biến sắc tất cả đều sợ hãi và hét lớn nhao nhao bỏ chạy về phương xa kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé liên tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả đừng quên ấn like và đăng ký kênh di các phim để cập nhật những video mới nhất nhé cảm ơn mọi người